chết vào trước kỷ nguyên, tên gọi cái gì không có nói đến, chỉ có một hắc ám yêu hoàng danh hiệu, sau khi chết là một cái kêu bách hiểu sinh thần nhân hỗ trợ nhặt xác, lại là cái này bách hiểu sinh đạt được hắc ám yêu hoàng chiến giáp cùng một đôi móng vuốt, kỳ thật cũng liền dư lại một đôi móng vuốt cùng chiến giáp. Vốn dĩ bách hiểu sinh tưởng chữa trị hắc ám yêu hoàng chiến giáp vì chính hắn sử dụng, cũng có một cái rất lớn lá gan muốn đem yêu hoàng một đôi móng vuốt luyện hóa lúc sau dung nhập chiến giáp, trở thành bao tay giống nhau, cùng chiến giáp liên thành một mảnh, đến lúc đó chiến giáp chữa trị, uy lực tất nhiên tăng nhiều. Nhưng cái kia thời đại đại loạn, bách hiểu sinh đem yêu hoàng đồ vật tàng tới rồi cái này sơn động liền rời đi, này vừa đi liền ở cũng không trở về, có lẽ là hắn đối chính mình vận mệnh có điều lưu, trước khi đi thời điểm, để lại thần bài ký lục, bên trong ký lục như thế nào đi chữa trị chiến giáp như thế nào đem hắc ám yêu hoàng một đôi móng vuốt luyện hóa thành chiến giáp bao tay từ từ tin tức. Cuối cùng nhắn lại là nếu cũng chưa về, thứ này người có duyên đụng tới liền cầm đi, nhưng làm ơn bắt buộc phục chiến giáp luyện hóa yêu hoàng móng vuốt, cũng coi như là hoàn thành hắn một cái tâm nguyện. Dương Nghị Vân rất thổn thức, hắn không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên còn có thể được đến trước cơ duyên, hắc ám yêu hoàng chiến giáp, tuy rằng là rách nát chiến giáp, nhưng kia cũng là thiên đạo chi cảnh trí cường giả chiến giáp, há có thể là phàm vật. Càng chấn động chính là, bách hiểu sinh nhắc tới, một đôi đen nhánh móng vuốt cư nhiên chính là hắc ám yêu hoàng bản thể móng vuốt. Cảm thụ chung là không có gì hơi thở dao động, nhưng Dương Nghị Vân biết nhất định không đơn giản. Thiên đạo cảnh cấp bậc hơn nữa là tu hắc ám đại đạo yêu hoàng bản thể móng vuốt, há có thể là đơn giản. Dương Nghị Vân biết đây mới là chân chính đã phát tiền của phi nghĩa. Bách hiểu sinh để lại như thế nào đi chữa trị chiến giáp tài liệu cùng phương pháp, cái này Dương Nghị Vân liền tính là làm không được, nhưng có thể tìm người làm, chỉ cần là sửa lại thành công, không hề nghi ngờ, thực lực của hắn sẽ có một cái chất tăng lên. Đặc biệt là đem hắc ám yêu hoàng móng vuốt luyện hóa thành bao tay, liền càng là đến không được. Ở bách hiểu sinh giới thiệu chung, không có nói đến hắc ám yêu hoàng là cái gì bản thể, nhưng lại nhắc tới yêu hoàng móng vuốt có thuộc tính là hắc ám. Đến nỗi là cái dạng gì hắc ám điểm này Dương Nghị Vân tạm thời vô pháp tưởng tượng. Hắn hít sâu một hơi, đè nặng kích động, vung tay lên đem cái dương thu vào càn khôn hồ chung. Cái dương cũng không phải hắn suy đoán tầm thường thần thạch quặng, mà là thần thạch vàng dòng tài liệu, đúng là dùng để chữa trị chiến giáp sử dụng, hết thảy bách hiểu sinh đều làm tốt. Liền chờ chữa trị này một bước. Dương Nghị Vân hạ quyết tâm, nhất định phải chữa trị chiến giáp. Cũng muốn đem hắc ám yêu hoàng móng vuốt luyện hóa dung nhập ở chiến giáp nhất thể. Hắn ở luyện khí thượng là nhược thế, nhưng lại không ngại ngại hắn có thể tìm được đi chữa trị. Lần này thu hoạch thật sự là vô cùng thật lớn, lẽ ra cũng nên phải đi, nhưng trước khi đi Dương Nghị Vân thuận miệng hỏi A Mãnh nói, A Mãnh ngươi nơi này còn có hay không cái gì bảo vật tất cả đều lấy ra tới, chúng ta lần này rời đi khả năng rất ít sẽ ở đã trở lại. Đương nhiên hắn cũng chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi. Ai biết A Mãnh lại là không làm hắn thất vọng. Thầm thì, A Mãnh gật gật đầu lại là trong miệng thầm thì hai tiếng, nhanh như chớp tới rồi động phủ góc, nâng lên móng vuốt đối với vách núi một trận múa may. Xoát xoát xoát, ầm ầm ầm. Không đến 3 phút thời gian, toàn bộ đại sảnh đều sáng lên. Dương Nghị Vân nhìn không được cảm thán nói, hảo gia hỏa, này mẹ nó cư nhiên là thượng đẳng vàng dòng thần thạch, luyện khí thượng phẩm A. Trong tầm mắt xuất hiện một tôn cao 3 mét, khoan 1 mét đường kính ngọn lửa vàng dòng thần thạch, cùng trang hắc ám yêu hoàng chiến giáp cái dương giống nhau như đúc tài liệu. Thần sách thuốc tịch trung ghi lại không chỉ có là thần dược còn có một ít kỳ thạch từ tài liệu ghi lại, này ngọn lửa vàng dòng thần thạch chính là một loại thượng phẩm luyện khí tài liệu, thành nhân nắm tay lớn nhỏ một viên đều đủ luyện chế một kiện thần khí, nếu hơn nữa mặt khác thượng đẳng tài liệu, chính là luyện chế ra cao giai thần khí đều là có chịu có thể. Như vậy một khối to Dương Nghị Vân tự nhiên muốn nhận lấy, tuy rằng hắn không thiếu thần khí, chính là có thể lấy tới đổi cùng bán tiền A, tạm thời không biết giá trị, nhưng nghĩ đến là không tồi. Hắn cũng không có hứng thú hỏi A Mãnh thứ này lấy tới, dù sao đều là chính mình. Thu hồi này khối ngọn lửa vàng dòng thần thạch sau, Dương Nghị Vân mới mang theo A Mãnh cùng Tam Mắt cảm thấy mỹ mãn rời đi. Sau khi ra ngoài, tiếp tục dọc theo sông ngầm đi, lần này Tam Mắt cùng A Mãnh đều biết lộ. Không cần hắn hỏi, đến nay mà đi. Ở đáy nước suốt 3 ngày lúc sau, ngày thứ tư thời điểm, bọn họ 3 cái trồi lên mặt nước. Lúc này Dương Nghị Vân mới phát hiện cư nhiên xuất hiện ở một cái ao hồ. Lên bờ lúc sau, Dương Nghị Vân cảm thụ một chút, quanh mình thiên địa hơi thở tựa hồ cùng cổ chiến trường hoàn toàn bất đồng. Trong lòng vừa động hỏi Tam Mắt cùng A Mãnh nói, chúng ta có phải hay không đã thoát ly cổ chiến trường.
TT, thầm thì. Hai người liên tục gật đầu, tỏ vẻ đích xác từ cổ chiến trường ra tới. Giờ phút này lại là không biết tới rồi địa phương nào. Dương Nghị Vân cũng không nóng nảy, dù sao thần giới với hắn mà nói, bất luận cái gì địa phương đều giống nhau. Chỉ cần gặp phải thiên nhân tộc cùng những cái đó tưởng từ trên người hắn được đến Càn Khôn Thánh Tôn chi vật dư nghiệt, với hắn mà nói đều không sao cả. Hắn hiện tại liền một cái đại mục tiêu, nghĩ mọi cách tăng lên chính mình tu vi thực lực. Bất quá trước mắt, hắn lại có cái muốn giải quyết sự, đó chính là tìm địa phương tìm người đi chữa trị hắc ám yêu hoàng chiến giáp. Nếu hắn đem chiến giáp chữa trị, có thể ngẫm lại thực lực của hắn tất nhiên tăng lên một mảng lớn. Hiện tại với hắn mà nói, không thể từ bỏ bất luận cái gì có thể tăng lên thực lực cơ hội, chỉ có tự thân thực lực tăng lên lên, hắn mới có thể cùng thiên nhân tộc cùng những cái đó muốn đoạt lấy hắn bảo vật Càn Khôn hồ dư nghiệt đấu đi xuống. Đứng ở bên hồ, đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này là một chỗ núi sâu ao hồ, Dương Nghị Vân ngẫm lại nếu trừ bỏ cổ chiến trường, vậy xuất hiện đi, dù sao với hắn mà nói đều giống nhau, trước sau 200 năm tả hữu, hắn ở cổ chiến trường, cũng coi như là cơ duyên không ngừng, thực lực tu vi từ thần nhân đạt tới thượng giai thiên thần cấp bậc, này đã xem như ngồi hỏa tiễn giống nhau tăng lên. Càng là thu phục hai đầu tam cảnh cấp bậc thiên ma thú, có thể so với thiên thần quân trình tự, còn có rất nhiều bảo vật, thu hoạch thật lớn. Thực thỏa mãn. Tiếp được hẳn là tìm địa phương đi chữa trị chiến giáp. Dương Nghị Vân ngẫm lại đem tam mắt cùng A Mãnh thu vào Càn Khôn hồ chung. Bởi vì hắn sợ quá rêu rao, gần nhất là tam mắt cùng A Mãnh đều là tam cảnh cấp bậc, mà hắn vẫn là thiên thần, đi cùng một chỗ quá chói mắt. Mặt khác chính là đem tam mắt cùng A Mãnh thu vào Càn Khôn hồ, ở mấu chốt thời kỳ, có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dặn dò hai người không được ở bên trong đánh nhau sau. Phất tay chi gian tam mắt cùng A Mãnh tiến vào Càn Khôn hồ. Dương Nghị Vân nhìn trên mặt nước chính mình ảnh ngược, một thân đỏ đậm áo dài, ánh sáng đầu chọc, chợt vừa thấy Mỹ, soái tuấn cùng phía trước đừng thiên nhân tộc đuổi giết so sánh với, tựa hồ chính mình thay đổi một ít. Dương Nghị Vân phát hiện chính mình không riêng gì bề ngoài thượng có biến hóa, nội tại hơi thở cũng có rất lớn biến hóa, này đó biến hóa chủ yếu nơi phát ra với. Hắn tu vi tăng lên cùng trước sau lấy sinh mệnh chi thủy thu phục tam mắt cùng A Mãnh lúc sau sinh ra biến hóa. Trừ cái này ra càng có rất nhiều đến từ chính trong thân thể hắn đạo chủng thần hạch, Dương Nghị Vân cho rằng nói thụ biến hóa mới là hắn hơi thở thay đổi trọng điểm. Hắn nói thụ mọc ra lá cây, cứ việc vẫn là cây non, nhưng lại thật thật tại biến hóa, cho nên các loại nhân tố thêm lên hơi thở từ trong mà biến cũng coi như là bình thường. Đối với biến hóa này Dương Nghị Vân là vui thấy được. Nói không chừng còn có thể trong thời gian ngắn tránh thoát thiên nhân tộc cùng những cái đó Càn Khôn dư nghiệt đuổi giết, tuy rằng lúc trước Phục Hy Ôn Hòa ngàn thủ đô lâm thời kiến nghị hắn thay đổi chính mình, cũng chính là chuyển biến hơi thở ra vẻ đáng thương, hắn không đồng ý, hiện tại hơi thở biến hóa lại là tự nhiên thành hàng, cùng hắn cố tình đi làm bất đồng, có bản chất khác nhau. Đối này Dương Nghị Vân nhếch miệng lẩm bẩm, này xem như vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, thuận theo tự nhiên mới là đại đạo, cứ như vậy đi. Chỉ mong có thể tránh thoát những cái đó vương bát đản truy tung. Kế tiếp Dương Nghị Vân suy xét đi chỗ nào. Này với hắn mà nói là cái vấn đề, bất quá mục tiêu là minh xác, đó chính là tìm địa phương chữa trị hắc ám yêu hoàng chiến giáp, tới tăng cường thực lực của chính mình. Nhưng là cứ việc bách hiểu sinh lưu lại chữa trị phương pháp, nhưng Dương Nghị Vân biết hắn không cái kia tu vi cùng kỹ thuật chữa trị, cần thiết muốn tìm chuyên nghiệp cao giai luyện khí đại sư mới có thể chữa trị. Chuyên nghiệp sự giao cho chuyên nghiệp người làm mới yên tâm. Hắn tin tưởng nhất định có người có thể làm được, hiện tại vấn đề là đi tìm địa phương, đến nỗi địa phương nào, tự nhiên là có người địa phương, hắn nghĩ tới Đại Ngày Liệt Dương, nhớ rõ Dễ Ngàn Hành nói qua, Đại Ngày Liệt Dương có thể tìm đường bộ xác định địa điểm, tự nhiên cũng có thể tìm được phụ cận nơi. Nghĩ đến liền làm, Dương Nghị Vân nhắm hai mắt lại, cẩn thận đi cảm thụ phía chân trời cao quải Đại Ngày Liệt Dương. Trong lòng nghĩ tìm kiếm khoảng cách chính mình gần nhất thành trì hoặc là thiên nhân tộc nơi. Quả nhiên làm hắn tìm xem tới rồi một cái điểm đỏ, ý thức xem qua đi, trong đầu xuất hiện thiên thành hai chữ. Dương Nghị Vân nhớ rõ vừa đến cổ chiến trường ở ngoài thời điểm lần đầu tiên đụng tới với thiên thời điểm trong đó một cái thần nhân cùng thiên nhân liền nói hôm khác thành, bị hắn chém giết cái kia trung giai thiên nhân chính là đến từ thiên thành. Đến thật là có duyên sao? Dương Nghị Vân tự nói. Cười cười sau hào không thèm để ý về phía trước đi đến. Hắn quyết định liền đi thiên thành, dựa theo Dễ Ngàn Hành cách nói thiên nhân cùng thần nhân đều là cộng đồng sinh tồn chẳng qua thiên nhân địa vị cao, thần nhân không địa vị, nhưng cũng không gây trở ngại thiên nhân tộc cùng nhân tộc cùng tồn tại,
chỉ là bị thiên nhân thống trị thế giới thần tộc kém một bậc. Hắn xác định lộ tuyến lúc sau hướng về thiên thành mà đi, cũng không phải quá xa, 3 ngày lúc sau Dương Nghị Vân đi ra núi lớn, cách thật xa liền thấy được một tòa thật lớn to lớn thành trì. Thiên thành nơi bốn phía, đều là bình nguyên, Dương Nghị Vân nhìn lại đường chân trời thượng, Dương Nghị Vân đã thấy được rất nhiều bóng người. Hắn lúc này mới phát hiện, thần giới thành trì tựa hồ xa xa vượt qua tiên giới. Nguyên bản cho rằng thần giới vật lấy hy vi quý, thần nhân muốn thiếu điểm, hiện tại xem ra, tựa hồ là tưởng sai rồi, thần giới sinh linh phi thường nhiều, thành trì cũng so với tiên giới lớn rất nhiều. Nhìn người đến người đi bóng người, Dương Nghị Vân có chút do dự muốn hay không qua đi, vạn nhất có đế tôn phái tới người đâu. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân vẫn là tiếp tục đi phía trước đi rồi, hắn không phải do dự không quyết đoán người, có hay không nguy hiểm đi xem liền biết, cũng không thể đừng hù chết. Dù sao đường chân trời thượng nhìn lại kia tòa khí thế to lớn thiên thành còn khoảng cách thực xa xôi. Có tình huống như thế nào cũng có xoay chuyển đường sống, và lại hắn còn có tam mắt cùng A Mãnh ở, tam cảnh thiên ma thú cũng sẽ không nói giỡn, có cái gì biến cố đều có thể ứng đối. Về phía trước đi đến, không trong chốc lát Dương Nghị Vân rốt cuộc gặp được người. Vốn đang có lo lắng, có thể vào đám người thời điểm, lại là phát hiện cũng không ai lưu ý hắn cái này tiểu thiên thần. Nói chính mình tiểu thiên thần, là bởi vì hắn phát hiện, thiên thần khắp nơi đi, thần nhân nhiều như cẩu. Quả nhiên tới rồi người nhiều địa phương, hết thảy đều không chớp mắt. Dương Nghị Vân phát hiện, những người này tới tới lui lui, đều là ra vào thiên thành, hơn nữa thần tộc người rất ít, nhiều là thiên nhân tộc, này cũng ở đoán trước trong vòng, thiên nhân tộc vốn dĩ chính là bản thổ sinh linh, mà thần tộc là phi thăng giả, hơn nữa thiên nhân tộc cố ý chèn ép phi thăng giả không cho phi thăng. Đi vào thần giới thần tộc liền càng thêm thiếu. Một đường đi đến, bên người đi ngang qua người, hắn phát hiện 10 cái người sẽ có 7 cái là thiên tộc, dư lại 2-3 cái mới là thần tộc. Đương nhiên này đó trong thần tộc mặt còn không nhất định đều là phi thăng mà đến thần nhân, càng nhiều thần tộc là ở thần giới sinh ra. Đi tới, khoảng cách thiên thành càng ngày càng gần thời điểm, bỗng nhiên đem Dương Nghị Vân không phát hiện đột nhiên hình thành thật dài đội ngũ, phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại là nhìn đến phía trước có trạm kiểm soát. Cứ nhiên có thân xuyên ngân bạch khôi giáp thiên thần ở gác, tiến vào thiên thành người tất cả đều ở từng cái kiểm tra. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng lộp bộp một chút. Cái thứ nhất ý niệm chính là suy nghĩ, có thể hay không chính là ở tìm hắn. Dương Nghị Vân không lý do có chút khẩn trương, nhưng là giờ phút này liền tính là tưởng xoay người đi cũng không hiện thực, bởi vì hắn đã khoảng cách trạm kiểm soát rất gần, hắn biết nếu là hiện tại liền quay đầu liền đi, ngược lại sẽ khiến cho chú ý. Cắn răng một cái tiếp tục về phía trước đi thôi, Tia, A cũng không nhất định sẽ là Tia, A hắn. Dương Nghị Vân như thế tự mình an ủi. Thực mau liền đến phiên hắn. Đứng lại. Một người thiên thần chặn hắn, ý bảo dừng lại. Dương Nghị Vân trên mặt bất động thần sắc, dừng lại. Lúc này lại thấy một người trời sinh lấy ra một mặt gương giống nhau thần khí, ở trên người hắn chiếu rọi một chút. Giờ phút này Dương Nghị Vân nội tâm là căng chặt. Hắn đã làm tốt nhất hư tính toán. Cùng lắm thì liền khai sát giới, dù sao trước mắt thiết lập trạm kiểm soát thiên thần cũng chính là 10 mấy cá nhân, còn không có siêu việt thiên thần trình tự tồn tại, nhưng thật ra không cần khẩn trương. Gương giống nhau thần khí chiếu rọi ở trên người, Dương Nghị Vân không có gì cảm giác. Hắn lại là chú ý tới cầm trong tay thần khí thiên thần đang nhìn trong gương biến hóa. Lão Lục có cái gì phát hiện? Một cái khác thiên thần đã đi tới hỏi. Đại nhân! Người này nhìn cùng chúng ta muốn tìm được cái kia thần nhân có chút tương tự, nhưng là hơi thở không đúng, tu vi cũng không đúng. Cầm trong tay thần kính xem xét thiên thần có chút nghi muộn nói. Nghe thấy cái này trời sinh nói chuyện, Dương Nghị Vân trong lòng lộp bộp một chút, cái này hắn cơ bản có thể xác định quả nhiên là ở tìm hắn. Bất quá ngay sau đó lại là lại nghe được cái kia cái gì thiên thần đại nhân, mắng nói tiểu tử ngươi đầu óc có bệnh đi, chúng ta muốn tìm kia tiểu tử, là thần nhân cảnh giới. Hơn nữa một đầu tóc bạc, người này lại là thượng vị thiên thần đỉnh, là cái đầu chọc, lúc này mới đi qua không đến 200 năm thời gian, hơi thở cũng không đúng, sao có thể sẽ là. Tự cổ chí kim còn lão tử còn không có nghe nói có kia ai có thể ở không đủ 200 năm thời gian từ thần nhân bước vào thượng vị thiên thần, liền tính là những cái đó đỉnh cấp thiên tài ít nhất cũng đến 1000 năm thời gian mới được. Lại nói hơi thở không đối liền càng không phải, mặt khác có thể sai, nhưng hơi thở sẽ không gạt người. Tiểu tử này trên người có nhàn nhạt yêu khí tồn tại, bộ dạng tương tự có cái dám dùng, thần giới giống nhau như đúc người đều thành công 1000 thượng vạn, tiểu tử ngươi nhưng đừng cọ sát,
nếu là dựa theo nghịch như vậy kiểm tia, a đi xuống, mỗi ngày ra vào thiên thành nhân số một mấy chục vạn kế, chúng ta còn không được cùng loại, học học nhân ra ngày đầu tiên thần đội, kia nhật tử thật đúng là thoải mái. Tiểu tử ngươi đừng cọ sát. Là, đại nhân, ta đã biết, cái này cầm trong tay thần khí kiểm tia, a thiên thần bị cấp trên giáo huấn vài câu, liên tục gật đầu, chính hắn cũng cảm thấy đại nhân lời nói không tồi. Đích xác bọn họ muốn tìm được là cái thần nhân, cũng không phải là thượng vị thiên thần, không ai có thể ở không đến 200 năm thời gian là có thể từ thần nhân bước vào thượng vị thiên thần cảnh giới. Ngươi chạy nhanh đi. Tên này thiên thần không kiên nhẫn thúc giục Dương Nghị Vân đi mau, đừng đương mặt sau lộ. Dương Nghị Vân lại là có chút trợn mắt há hốc mồm, cư nhiên một câu cũng chưa đề ra nghi vấn khiến cho hắn đi qua, hơn nữa hắn cũng nghe tới rồi hai cái thiên thần chi gian nói chuyện, hắn trong lòng cười trộm. Người khác ở 200 năm trong vòng làm không được từ thần nhân bước vào thiên thần, nhưng hắn lại là cái ngoại lệ, kỳ thật dựa theo chân chính tu luyện thời gian tính, hắn ở Càn Khôn Hồ còn tu luyện 100 nhiều năm đâu, như thế tu luyện thời gian thêm lên, đã có thể không ngừng 300 năm. Nhưng ngẫm lại cũng thực tự hào, liền tính là 300 năm nhiều, hắn tu luyện cũng mau tới rồi người khác nhìn lên nông nỗi. Không nghĩ tới như thế nhẹ nhàng liền quá quan. Này muốn nhiều tà tam mắt thiêu hết hắn tóc cũng làm hắn lây dính yêu khí. Đầu chọc cũng có đầu chọc chỗ tốt. Thực mau Dương Nghị Vân lọt qua cửa tạp, tiến vào thật lớn thiên thành. Hắn hồi tưởng phía trước hai cái thiên thần đối thoại, nghe được một cái từ ngữ là thượng vị thiên thần, cái này xưng hô nhưng thật ra nghe tới không tồi, có lẽ là thiên nhân tộc đối tu luyện cảnh giới xưng hô, dễ ngàn hành nói cho hắn chính là thượng giai, mà hiện tại nghe được chính là thượng vị, bất quá không khó lý giải. Hai tộc chi gian một ít xưng hô bất đồng, nhưng lại là giống nhau. Thượng giai trời sinh, thượng vị thiên thần một cái bộ dáng. Đến gần lúc sau nhìn đến cửa thành thượng viết đông cửa thành ba cái chữ to, tường thành đều là cao ước 100 mét, che kín rậm rạp khắc văn, hiển nhiên tòa thành trì này cũng là có cường đại trận pháp bảo hộ. Tiến vào thiên thành lúc sau Dương Nghị Vân trong lòng rốt cuộc tặng một hơi, thoạt nhìn tạm thời tránh thoát thiên nhân tộc truy tra, đây là chuyện tốt. Hắn vừa lúc thừa dịp thời gian này đi tu vi hắc ám yêu hoàng chiến giáp. Làm một ít chính mình sự tình. Đầu tiên phải làm chuyện thứ nhất đó là tìm kiếm đáng tin cậy luyện khí đại sư, hắn nhưng không hy vọng chính mình bị hố, hơn nữa muốn chữa trị chính là hắc ám yêu hoàng chiến giáp. Trọng điểm là còn có hắc ám yêu hoàng một đôi móng vuốt, nhưng đều là trọng bảo cấp bậc, nhưng đừng bị người cấp đen, đến lúc đó hắn khóc cũng chưa hảo thanh âm. Trong óc nghĩ sự tình Dương Nghị Vân lang thang không có mục tiêu về phía trước đi đến. Mỗi một khắc lại là bỗng nhiên bị người đánh vào trên người. Lão Đông Tây hôm nay liền phải đánh cho tàn phế ngươi. Đồng thời cùng với chính là một tiếng mắng. A nhà tiểu huynh đệ ngượng ngùng a. Dương Nghị Vân vừa thấy lại là đâm chính mình người, là cái tuổi trừng hoa giáp lão thần nhân, bất quá tu vi là một cái thượng vị thiên thần. Mặt mũi bầm dập, bị ba gã hung thần ác sát thượng vị thiên thần mắng. Này đâu là cái thần tộc trên trán không ấn ký. Mà đối diện ba cái thiên thần là thiên tộc giữa mày có ấn ký. Ở vào thần tộc đều là nhất thể trong lòng, Dương Nghị Vân cũng không có sinh khí lão nhân đụng vào chính mình, ngược lại duỗi tay đem lão nhân nâng dậy, hắn trong lòng cảm thán xem ra bất luận cái gì địa phương đều sẽ không khuyết thiếu khi dễ nhỏ yếu loại sự tình này, có người địa phương liền có giang hồ, liền có áp bách, câu này ở bất luận cái gì địa phương đều áp dụng. Không có việc gì đi, Dương Nghị Vân đem lão nhân nâng dậy thuận miệng hỏi một câu. Nhưng liền này một câu, lại là làm đối diện ba cái hung thần ác sát thiên thần đối hắn khai hỏa. Thái kia tiểu tử đừng mẹ nó xen vào việc người khác, chết một bên đi, nếu không lão tử đánh gãy ngươi chân chó. Mắng thanh làm Dương Nghị Vân nhíu mày, ngẩng đầu nhìn qua đi. Miệng phóng sạch sẽ điểm, nếu không xé lạn ngươi xuống miệng. Dương Nghị Vân đối thiên tộc không hảo cảm, càng đừng nói mắng hắn thiên tộc, dù sao chính là ba cái thiên thần, trong đó chỉ có một thượng vị thiên thần. Còn lại hai cái là trung vị thiên thần, với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Nha ha, tiểu tử năng lực a, tìm chết không thành. Tức khắc hung thần ác sát trung niên thượng vị thiên thần chờ đôi mắt, rất có một lời không hợp liền phải ra tay giáo huấn Dương Nghị Vân tư thế. Mà giờ phút này lão giả vội vàng che ở Dương Nghị Vân trước người mở miệng nói, bưu ra xin bớt giận, thiếu ngươi thần thạch, cho ta 3 ngày thời gian, lập tức trả lại ngươi, mặc kệ vị đạo hữu này việc. Nói xong lão giả vội vàng nhỏ giọng đối Dương Nghị Vân nói, tiểu huynh đệ ngươi chạy nhanh đi thôi, bọn họ là thiên thành ác nhân bang người, không thể trêu vào, hắn là thiếu bọn họ thần thạch, hôm nay liền tính là còn không thượng, cùng lắm thì bọn họ đánh ta một đốn,
ở Thiên Thành bọn họ không dám giết người, ngươi đi mau đi mau. Dương Nghị Vân nhíu mày, hắn xem như rõ ràng, nguyên lai là đòi nợ, là lão nhân này thiếu đối phương thần thạch, nghe tới cái này ác nhân giúp tựa hồ ở Thiên Thành có chút thế lực, thế cho nên lão giả đường đường thượng vị thiên thần cũng không dám chút nào đắc tội, lại nói cũng là hắn thiếu nhân thần thạch trước đây. Nhưng lúc này, cái gọi là ác nhân giúp thiên thần cười lạnh nói, lão Đông Tây đừng cho là ta bắt ngươi không có cách, ngươi mẹ nó nói nhiều ít cái ba ngày, liền hôm nay, nếu là lấy không ra thần thạch tới, lão tử tuy rằng không thể giết ngươi, nhưng lại có thể phế ngươi tu vi. Bưu ra ta hôm nay thật sự lấy không ra, cầu ngươi liền cho ta ba ngày thời gian biết không? Ta đều ở các ngươi thiên địa phường tạp đi vào thượng vạn thần thạch, trước nay không lại sang sổ, lại nói ta thần thai ấn ký đều đè ở các ngươi trên tay, ta còn có thể chạy không thành. Lão nhân cầu xin. Bị lão nhân xưng là Tiêu gia thượng vị thiên thần cười lạnh nói, lão Đông Tây Tiêu gia ta đã cho ngươi ba lần cơ hội, ngươi mẹ nó lại là trốn tránh ta chạy, làm lão tử như thế nào tin ngươi. Thần thai ấn ký có mau dùng, liền tính hủy hoại nhiều nhất làm ngươi tu vi cảnh giới giảm xuống một chút mà thôi, đối lão tử tới nói có dám dùng, Tiêu gia ta chỉ nhận thần thạch, hôm nay ngươi nói toạc thiên, lão tử đều phóng bất quá ngươi, không tin được ngươi. Hiện tại cho ngươi hai con đường đi. Đệ nhất ngươi cái lão Đông Tây ngoan ngoãn giao ra thần thạch, đệ nhị lão tử phế bỏ ngươi tu vi, chính mình lựa chọn đi. Tự xưng Tiêu gia thượng vị thiên thần dữ tợn mà cười nhìn lão nhân. Cũng cố ý vô tình nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân, ánh mắt thật uy hát yêu ta chỉ ý 10 phần, kia ý tứ là đừng mẹ nó xen vào việc người khác, nếu không lão tử liền ngươi cùng nhau thu thập. Dương Nghị Vân xem như nghe minh bạch, lão nhân này tựa hồ là đi cùng loại sòng bạc địa phương. Hắn không nghĩ tới nguyên lai thần giới cũng có loại trò chơi này, mặc kệ ở địa phương nào, đánh bạc đúng vậy hại người ngoạn ý. Có lẽ là lão nhân này gieo gió gặt bão, nhưng đối phương cũng không phải thiện tra. Dương Nghị Vân cuộc đời không thể gặp chính là dân cờ bạc, hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận, chuyển qua thân, chuẩn bị rời đi, nếu là dân cờ bạc hạng người, hắn liền không nghĩ quản. Nhưng phía sau lại là truyền đến lão nhân cầu xin, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin. Mà cái kia kêu Tiêu gia thượng vị thiên thần lại là một chân đá vào lão nhân trên người, ác thanh mắng nói, lão Đông Tây các ngươi này đó đê tiện thần tộc đều mẹ nó là tiện loại, không có tư bản tiến cái gì thiên địa phường a. Nếu lấy không ra thần thạch tới, lão tử liền phế bỏ ngươi. Dứt lời chi gian, bỗng nhiên một quyền đối với lão nhân đan điền mà đi. Dương Nghị Vân còn lại là nghe được đối phương mắng đê tiện thần tộc, trong lòng không lý do phẫn nộ, bỗng nhiên xoay người, vèo một chút tiến lên. Một quyền oanh kích mà đi. Oanh răng rắc. A! À, một tiếng ầm vang trung Dương Nghị Vân một quyền đối đánh ở Tiêu gia nắm tay, tức khắc một tiếng cốt cách đứt gãy tiếng vang lên, cùng với Tiêu gia kêu thảm thiết ngã xuống trên mặt đất. Dương Nghị Vân theo sát mà thượng, một chân đạp lên Tiêu gia ngực ngực thượng, toàn thân hơi thở bùng nổ. Lại là trong lúc nhất thời làm Tiêu gia cùng bên người hai cái trung vị thiên thần phát ngốc, càng làm cho lão nhân trợn mắt há hốc mồm. Hắn thiếu ngươi nhiều ít thần thạch? Dương Nghị Vân dẫm lên Tiêu gia lạnh giọng đặt câu hỏi. Tiêu gia bị Dương Nghị Vân cường hãn cấp dọa tới rồi, hắn không nghĩ tới đồng dạng là thượng vị thiên thần, lại là không nghĩ tới cái này đầu chọc so với hắn cường đại nhiều, phát ra hơi thở viễn siêu hắn một mảng lớn. Theo bản năng lắp bắp nói, cả vốn lẫn lời 8.800 viên hạ phẩm thần thạch. Dương Nghị Vân vung tay lên tức khắc 1 vạn hạ phẩm thần thạch xuất hiện ở Tiêu gia bên người, trầm giọng nói, đây là 1 vạn thần thạch. Bao gồm ngươi tiền thuốc men, đủ sao? Nói chuyện chung hắn buông lỏng ra chân. Tiêu gia nhìn đến cái này đầu chọc thanh niên tùy ý chính là 1 vạn hạ phẩm thần thạch ra tay, khí độ bất phàm, thực lực không tầm thường, tức khắc trong lòng cũng chột dạ. Hắn biết trong thần tộc cũng có rất nhiều thế lực lớn hắn là không thể trêu vào, hắn phía sau ác nhân giúp thế lực đồng dạng không thể trêu vào. Cái này đầu chọc thanh niên tựa hồ là cái gì thế lực lớn sinh ra con cháu, nếu không 1 vạn hạ phẩm thần thạch ra tới. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút, không thể trêu vào, nhịn. Lại nói hắn còn nhiều được 1.200 thần thạch, đoạn cốt tiền thuốc men không đáng kể chút nào, ở Tiêu gia trong mắt thần thạch mới là hết thảy, cho dù là 1.000 thần thạch, đối rất nhiều người tới nói, đều là một bút rất lớn tài phú. Đủ, đủ rồi, cuối cùng Tiêu gia liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, thu hồi thần thạch liền phải rời đi, dù sao hắn ở không có thăm dò rõ ràng cái này đầu chọc lai lịch phía trước là không dám trêu chọc. Từ từ Dương Nghị Vân ra tiếng. Vị này, đại nhân còn có gì phân phó? Tiêu gia trong lòng căng thẳng, cười làm lành hỏi. Dương Nghị Vân nhìn người này sắc mặt, thật sự là cảm giác ghê tởm,
nếu không phải không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, hắn thật muốn giết thứ này. Hít sâu một hơi, chỉ lão nhân, mới nói, hắn thần thai ấn ký có phải hay không muốn lưu lại. Tiêu gia sửng sốt, phản ứng lại đây liên tục gật đầu nói, nhưng thật ra quên mất, hẳn là. Nói xong trong tay một phen lấy ra một khối thần bài ném cho lão nhân nói, lão đông tây lần này tính người vận khí tốt, đụng phải vị này hảo tâm đại nhân, đây là thần bài cùng khế ước, thanh toán xong. Lão nhân tiếp nhận thần bài biểu tình hoảng hốt. Đại nhân chúng ta có thể đi rồi đi, Tiêu gia vẫn là thật cẩn thận hỏi một tiếng. Dương Nghị Vân lạnh như băng nói, cút đi. Người sau như được đại xá, đảo mắt biến mất. Dương Nghị Vân cũng xoay người rời đi, xem cũng chưa xem lão nhân liếc mắt một cái, hắn ra tay một vạn thần thạch, là bởi vì hắn không kém thần thạch, trọng điểm là lão nhân là thần tộc, hắn cũng là phi thăng giả thần tộc, cùng ra một mạch, động một cái đồng tình tâm. Một cái dân cờ bạc giống nhau thần nhân, hắn thật đúng là chướng mắt, cũng không nghĩ tới phải được đến cái gì hồi báo. Sự tình giải quyết, tự nhiên cũng liền không cần thiết lưu tại chỗ đợi. Đảo mắt phía trước Dương Nghị Vân đi một chút nhìn xem, một cái phố đi ra đầu, bất chi bất giác tới rồi một chỗ hẻm nhỏ, hắn ngừng lại, cũng không quay đầu lại trầm giọng nói, đi theo ta làm gì. Phía sau đi theo người đúng là lão nhân kia. Đa tạ ân chủ ân cứu mạng, tiểu lão nhị thần tộc Phan vô cực bái tạ ân chủ, đại ân không có gì báo đáp, khẩn cầu ân chủ làm tiểu lão nhị vì nô phụng dưỡng ân chủ đại ân. Nói chuyện chi gian. Cái này tự xưng là Phan vô cực lão nhân lại là đối với Dương Nghị Vân không khỏi phân trần chạm vào dập đầu. Dương Nghị Vân trầm giọng nói, ta không cần dân cờ bạc người hầu, người đi đi. Phan vô cực nghe được Dương Nghị Vân lạnh nhạt nói chuyện, lại là cũng minh bạch lại đây, cuống quýt trả lời, thỉnh ân chủ minh giám, tiểu lão nhị người đều không phải là thích đánh cuộc người, cùng kia thiên địa phường chi gian thần thạch chi là, chỉ do bất đắc dĩ cử chỉ, là bị một cái đồ vô sỉ đào hố to. Thế cho nên mới có hôm nay chi cục diện, tiểu lão nhị những câu là thật, như có lời nói dối thiên đạo chu chi. Tiểu lão nhị ở thiên thành pha trộn mấy vạn năm lâu, lại là vẫn luôn là cái thượng vị thiên thần, nhẹ như hồng mao, không có gì đáng giá chi vật có thể báo ân chủ đại ân, chỉ có làm trâu làm ngựa, còn thỉnh ân chủ cấp một cơ hội. Dương Nghị Vân nghe lão nhân nói chuyện, mới đầu hắn căn bản liền không để ý, hơn nữa hắn cũng không thiếu một cái như vậy lai lịch không rõ, thả lại là cái dân cờ bạc người hầu. Nhưng lão nhân lời nói chung có một câu hấp dẫn hắn. Những lời này đó là, tiểu lão nhị ở thiên thành pha trộn mấy vạn năm lâu. Dương Nghị Vân hiện tại thiếu cái gì? Lại chính là tin tức. Mà cái này lão nhân nghe tới ở thiên thành mấy vạn năm thời gian, không nói đến khác vấn đề, làm dẫn đường hỏi thăm tin tức gì đó hẳn là đủ dùng. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ cùng mặt khác mạn vô mục tiêu đi tìm chữa trị chiến giáp địa phương hoặc là nói người, không bằng hỏi trước mắt cái này lão nhân. Tốt xấu hắn vừa rồi tính sẽ cứu hắn một mạng, cũng trả giá một vạn hạ phẩm thần thạch, lão nhân lại nói như thế nào cũng không đến mức lừa hắn. Huống hồ hắn nhìn ra được tới, cái này lão nhân vừa rồi giải thích hắn tao ngộ việc thời điểm, cũng không có nói dối. Đứng lên đi Dương Nghị Vân trung quy xoay người, đối với cái này lão nhân nói một câu. Hắn không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, liền như vậy một câu. Nhưng lão nhân phản ứng lại đây sau lại là đại hỉ. Vội vàng dập đầu, thuộc hạ Phan vô cực đa tạ ân chủ. Phan vô cực là cái sống có cũ năm tháng người, lại là rõ ràng trước mắt ân chủ những lời này, kỳ thật xem như đáp ứng rồi, sở dĩ không danh ngôn, chính là có một cái khảo nghiệm thời gian, muốn nhìn chính mình có đủ hay không làm hắn người hầu mà thôi. Ở Phan vô cực trong lòng lại làm sao không phải đem Dương Nghị Vân trở thành một cái xuất thân hiển hách thế lực lớn con cháu. Hắn trong lòng có chính mình sổ sách, không chỉ có là vì báo ân, càng là vì báo thượng một cái đùi, tìm được một cái chỗ dựa, không có bối cảnh thần tộc có bao nhiêu khó khăn, không có người so với hắn cùng rõ ràng, cho nên hắn đây là tự cấp chính mình tìm chỗ dựa, ân chủ chỉ là một bộ phận. Dương Nghị Vân nhìn cái này tự xưng là Phan vô cực lão nhân, nhiều ít có chút có thể đoán được tâm tư của hắn, nhưng lại cũng không nói toạc, trước mắt xem như một cái song thắng cục diện. Hắn yêu cầu một cái dẫn đường, mà Phan vô cực yêu cầu một cái chỗ dựa. Đến nỗi chính mình cái này chỗ dựa rốt cuộc dựa không đáng tin cậy, hắn nhưng không có làm bất luận cái gì bảo đảm. Tìm thanh tĩnh địa phương nói chuyện Dương Nghị Vân nhìn Phan vô cực nói một câu, hắn cũng tưởng khảo nghiệm một chút Phan vô cực. Ân chủ, xin theo ta tới, đi phía trước không xa chính là Tây Thành, có một nhà tử lầu, cùng sở hữu ba tầng, tầng thứ ba chỉ cần có thần thạch, là có thể đi lên, rất là thanh tĩnh thời điểm nói chuyện. Phan vô cực phản ứng lại đây. Thực mau liền cấp Dương Nghị Vân báo một cái địa chỉ.
Dẫn đường Dương Nghị Vân nói thẳng nói, đối Phan Vô Cực phản ứng hắn còn tính vừa lòng, cũng chứng thực Phan Vô Cực đích xác đối Thiên Thành quen thuộc. Ân chủ thỉnh. Theo sau ở Phan Vô Cực dẫn dắt hạ, Dương Nghị Vân lão tới rồi một nhà tử lầu, ném cho Phan Vô Cực 100 thần thạch sau, cái gì đều làm thỏa đáng, lầu ba nhã gian, một bàn rượu và thức ăn, 30 cái thần thạch. Từ đầu tới đuôi Dương Nghị Vân nói cái gì cũng chưa nói, hết thảy đều là Phan Vô Cực ở làm, thẳng đến tiến vào ghế lô nhập tòa sau, hắn xem như đối Phan Vô Cực tán thành, quan sát xuống dưới, hắn phát hiện cái này lão nhân ở cùng người giao tiếp phương diện đích xác có một bộ, ngẫm lại bên người đi theo như vậy cá nhân, đảo cũng phương tiện. Ta kêu Dương Nghị Vân, Dương Nghị Vân ngồi xuống sau, bưng lên một ly thần rượu uống một hơi cạn sạch nói. Phan Vô Cực sắc mặt vui vẻ, lại là kích động quỳ xuống, bái kiến chủ nhân. Hắn biết từ giờ phút này khởi, Dương Nghị Vân xem như chính thức nhận lấy hắn. Lên, ngồi xuống nói chuyện, về sau cùng ta, không quy củ nhiều như vậy, sự tình làm tốt liền thành. Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói. Là, thuộc hạ nhớ kỹ Phan Vô Cực nói xong, lại là đứng ở một bên cũng không có nhập tòa, Dương Nghị Vân còn lại là chưa nói cái gì, này lão hóa nhưng thật ra hiểu quy củ không thượng bàn. Điểm này tuy rằng hắn không thèm để ý nhưng lại là trong lòng thoải mái. Nhìn Phan Vô Cực Dương Nghị Vân tiến vào chính để nói, cũng biết Thiên Thành có chỗ nào hoặc là nói cái gì người, là danh dự đáng tin cậy luyện khí đại gia. Phan Vô Cực A-dua cười nói, ân chủ ngài hỏi đối người, ta thật đúng là biết có một chỗ, có cái tọa trấn luyện khí đại sư, bảo mật danh dự phía trên, ở toàn bộ thần giới đều có danh tiếng, chính là giá cả thượng quý một ít. Đừng úp úp mở mở là địa phương nào người nào chạy nhanh nói. Dương Nghị Vân đánh gãy Phan Vô Cực nói. Là, ân chủ chuộc tội, là Thiên Thành lớn nhất ngầm chợ đen tổ chức gọi là, đệ nhất thần phường, bọn họ có cho rằng cấp bậc pháp thần luyện khí đại năng, được xưng luyện chế ra quá chuẩn thiên đạo cấp bậc thần khí, bất quá có phải hay không thật sự, không thể nào xác minh, nhưng không huyệt không gió, dù sao nghe đồn đệ nhất thần phóng luyện khí đại sư danh liệt thần giới luyện khí giới 10 giáp đây là rất nhiều người đều biết đến. Không phải giả. Phan Vô Cực nói. Dương Nghị Vân nghe được Phan Vô Cực nói chuyện, lại là trong lòng âm thầm cân nhắc, dựa theo cái này Phan Vô Cực cách nói, cũng đủ chữa trị hắn được đến hắc ám muốn còn chiến giáp cùng luyện hóa kia một đôi móng vuốt. Bởi vì là chữa trị, hơn nữa hắn có bách hiểu sinh lưu lại chữa trị bí pháp, chỉ cần là cái không lầm luyện khí sư, đều có thể làm đến. Hiện tại còn kém giống nhau chữa trị tài liệu, chỉ cần tìm đủ liền có thể bắt đầu chữa trị chiến giáp. Hỏi lại Phan Vô Cực nói, ta yêu cầu mua sắm, vực sâu huyền thủy, có biết nơi nào có thể mua được. Chữa trị chiến giáp liền kém giống nhau vực sâu huyền thủy, là bách hiểu sinh lưu lại tin tức chung đặc biệt dặn dò, cần thiết muốn. Dương Nghị Vân cũng không biết có thể hay không mua được, hắn biết bách hiểu sinh cũng chưa tìm đủ luyện khí tài liệu, tất nhiên không phải phàm vật, bất quá liền tính là ở gian nan hắn cũng phải tìm, hắc ám yêu hoàng chiến giáp cần thiết chữa trị. Đặt ở càn khôn hồ chính là bạo khiển thiên vật. Chữa trị lúc sau liền sẽ trở thành hắn có một cái bảo mệnh át chủ bài. Vực sâu huyền thủy, Phan Vô Cực sửng sốt hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Dương Nghị Vân có chút kỳ quái. Phan Vô Cực cười khổ nói, ân chủ có điều không biết, vực sâu huyền thủy chính là luyện khí tài liệu trung cao giai tài liệu, nghe đồn có thể hòa tan thế gian hết thảy cứng rắn chi vật, phi thường khó được, thậm chí có thể thủy một giọt đều là khả ngộ bất khả cầu, ở thiên thành sợ là tìm không thấy. Dương Nghị Vân nghe xong có chút thất vọng, nhưng cũng ở trong dữ liệu, hắn liền biết bách hiểu sinh cũng chưa tìm đủ tài liệu không thấy được kia, thứ này chủ yếu dùng cho chữa trị chiến giáp cùng luyện hóa hắc ám yêu hoàng móng vuốt, hắn yêu cầu hai giọt, lại là không nghĩ tới ở Phan Vô Cực trong miệng trực tiếp là ở thiên thành không có. Như thế làm hắn rất thất vọng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Phan Vô Cực nghĩ nghĩ lại mở miệng nói, ân chủ, nếu không ta đi ra ngoài hỏi thăm, bên ngoài thượng không có. Không nhất định chợ đen không có, vừa rồi nói đệ nhất thần phường ở thần giới đều là đại danh đỉnh đỉnh ngầm chợ đen tổ chức, nói không chừng sẽ có. Vậy đi hỏi thăm đi. Dương Nghị Vân nhìn Phan Vô Cực nói, có tin tức tóm lại là tốt, đi ra ngoài hỏi thăm tổng tỷ can trợ cường, lại nói nếu là không có vực sâu huyền thủy, hắn tìm luyện khí đại sư cũng liền không ý nghĩa. Là, ân chủ lại lần nữa sau đó, thuộc hạ này liền đi hỏi thăm Phan Vô Cực nói chuyện hết sức, lại là có chút muốn nói lại thôi. Dương Nghị Vân mày nhăn lại nói, có nói cái gì liền nói. Phan Vô Cực có chút lúng túng nói, ân chủ, chợ đen hỏi thăm tin tức, cái kia yêu cầu một ít thần thạch chuẩn bị quan hệ. Lời nói đến cuối cùng Phan Vô Cực thanh âm nhỏ đi xuống,
hắn sợ Dương Nghị Vân hiểu lầm hắn tham thần thạch. Dương Nghị Vân vừa nghe, liền chuyện này. Người cái lão tiểu tử về sau có cái gì nói thẳng, cho người 1 vạn thần thạch đi hỏi thăm, có đủ hay không? Dứt lời 1 vạn hạ phẩm thần thạch liền bãi ở Phan Vô Cực trước người. Mà Phan Vô Cực còn lại là trong lòng đại sự cảm động, thoạt nhìn ân chủ không hề có hoài nghi hắn, hơn nữa vừa ra tay chính là 1 vạn thần thạch, này đối rất nhiều thần tộc người tới nói đều là một số tiền khổng lồ, Dương Nghị Vân lại là đôi mắt đều không nháy mắt một chút trực tiếp đưa cho hắn. Phản ứng lại đây sau, Phan Vô Cực vội vàng nói, không dùng được không dùng được, 100 thần thạch vậy là đủ rồi ân chủ. Ít nói nhảm, cho ngươi ngươi liền cầm, này đó thần thạch tác dụng là vì cho ngươi đi hỏi thăm tin tức, chỉ cần có thể nghe được hữu dụng tin tức, 1 vạn thần thạch liền đáng giá, đi thôi. Dương Nghị Vân không kiên nhẫn phất tay. Đa tạ ân chủ tín nhiệm, ân chủ yên tâm thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực cấp ân chủ tìm được vực sâu huyền thủy. Phan Vô Cực trịnh trọng vô cùng nói chuyện. Cũng không ở thoái thác, hắn biết chính mình cái này chủ nhân không kém thần thạch, mà trong lòng càng nhiều còn lại là cảm động. Chờ Phan Vô Cực rời đi, Dương Nghị Vân nhìn hắn rời đi bối cảnh lẩm bẩm, chỉ mong ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Hắn tùy tay cấp Phan Vô Cực 1 vạn thần thạch, lại làm sao không phải đối Phan Vô Cực khảo nghiệm, phải biết rằng Phan Vô Cực là thượng vị thiên thần, đối với một cái thiên thần tới nói 1 vạn thần thạch tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Nếu là mang đi lúc sau, cũng đủ chống đỡ hắn tu luyện đến thiên thần quân trình tự đi. Mà hắn còn lại là muốn thử xem Phan Vô Cực. 1 vạn thần thạch với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, thật muốn là nhìn lầm Phan Vô Cực mang theo 1 vạn thần thạch trốn chạy, kia hắn cũng nhận, coi như là mắt mù, ngã một lần khôn hơn một chút đi. Về sau hắn liền sẽ không ở tin tưởng bất luận kẻ nào, này cũng coi như là rèn luyện đạo tâm. Phan Vô Cực tuy nói là nhận hắn là chủ, nhưng lại cũng chính là chỉ thế mà thôi, cũng không có cái gì thần hồn khế ước tồn tại, cho nên đối Phan Vô Cực không có bất luận cái gì khống chế, chỉ có thể là một loại tín nhiệm. Thời gian trôi qua thực mau, chỉ chớp mắt 3 ngày đi qua. Phan Vô Cực sau khi ra ngoài, không còn có trở về. Dương Nghị Vân trong lòng vô cùng mất mát. Hắn biết chính mình tin sai rồi người, nhìn lầm. Lẩm bẩm cũng hảo, từ nay về sau liền làm độc lai độc vãng người, không tín nhiệm không tâm mệt. Đảo cũng là chuyện tốt. Kế tiếp, Dương Nghị Vân chuẩn bị rời đi tử lầu. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, lại là vang lên tiếng đập cửa. Dương Nghị Vân sửng sốt, trong lòng lại là thở phào nhẹ nhõm. Hắn không tín nhiệm sai người. Vào đi. Vung tay lên mở ra cửa phòng, bên ngoài đúng là 3 ngày không thấy Phan Vô Cực. Ân chủ ngài đợi lâu. Phan Vô Cực vừa tiến đến liền cáo tội thần sắc, sợ Dương Nghị Vân lo lắng. Bất quá Dương Nghị Vân lại là giơ tay ngăn lại hắn nói, đình chỉ, nếu tín nhiệm ngươi, ta liền sẽ không hỏi nguyên nhân, ngươi chỉ cần nói cho ta, có hay không nghe được vực sâu huyền thủy. Phan Vô Cực nhẹ nhàng thở ra trên mặt mang theo tươi cười nói, ân chủ không có nhục sứ mệnh, này 3 ngày ta cuối cùng có thu hoạch, mua được một cái đệ nhất thần phóng tiểu đầu mục, biết được hôm nay buổi tối đệ nhất thần phường sẽ cử hành 1 lần đại hình đấu giá hội, trong đó liền có vực sâu huyền thủy, ta còn mua tới tiến chợ đen lệnh bài. Lại là trước sau hoa rất 5.000 thần thạch. Nói chuyện chung Phan Vô Cực đem một khối lệnh bài cùng thần giới đặt ở Dương Nghị Vân trước mặt, thần giới là chính hắn bên trong là dư lại thần thạch. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, cầm lấy lệnh bài quan khán, lại là không lấy thần giới, đối Phan Vô Cực nói, thần thạch ngươi lưu trữ, hữu dụng liền dùng, lần này sự tình làm được không tồi, xem như cho ngươi khen thưởng. Vì ân chủ sự, như thế nào có thể muốn thần thạch? Phan Vô Cực chối từ. Nhưng Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng nói, ta ban ra đồ vật há có thu hồi đạo lý. Kia, đa tạ ân chủ, Phan Vô Cực nói lời cảm tạ, trong lòng lại là vô cùng cao hứng, đây chính là 5.000 thần thạch A, vị này ân chủ đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền cấp, đi theo như vậy chủ nhân thật là hắn phúc khí. Dương Nghị Vân nhìn xem trong tay lệnh bài, lại là mặt trên viết đệ nhất thần phường, bực này với chính là giấy thông hành, thầm than có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, thật sự đúng vậy thế gian chân lý. Vậy đi thôi nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, sớm một chút xuất phát sớm làm chuẩn bị, tiến vào chợ đen có cái gì nói vừa đi vừa nói chuyện, địa điểm ở phương nào. Dương Nghị Vân ở chỗ này đãi 3 ngày đã sớm muốn chạy. Phan Vô Cực vội vàng đuổi kịp, 2 người đi ra tử lầu. Ân chủ ở thành Nam một chỗ hoang phế nhà cửa, nghe nói chân chính chợ đen nhập khẩu có rất nhiều, nơi nào là lần này mở ra tới, chúng ta hãy đi trước cũng hảo, có thể quen thuộc hoàn cảnh. Hiểu biết một chút bán đấu giá quy tắc từ từ,
lần này nghe nói xuất hiện bảo vật không ít, ân chủ cũng có thể trước tiên làm chuẩn bị. Phan Vô Cực đi theo Dương Nghị Vân bên người, vừa đi vừa nói chuyện. Toàn bộ thiên thành rất lớn, hạn chế phi hành, nhất định phải đi đến, nhưng bọn hắn đến địa phương sau, sắc trời cũng đã tới rồi hoàng hôn, lại là thời gian vừa lúc. Quả nhiên như Phan Vô Cực lời nói, là một chỗ hoang phế sân, nơi này đã xem như tới rồi thiên thành bên cạnh, rất ít có dân cư. Hai người giờ phút này trên mặt đều có thần quang che đậy, cũng dùng hơi thở nội liễm đan, này đó đều là Phan Vô Cực báo cho, dùng Phan Vô Cực nói, chợ đen chính là nhận không ra người địa phương, đại gia ở chỗ này đều dùng thần quang che đậy bộ mặt, không ai có thể thấy rõ bộ dạng, cũng sẽ không có người đi xem, đây là tiến vào chợ đen phía trước quy củ. Còn có nội liễm hơi thở đan dược, cũng là Phan Vô Cực đã sớm mua sắm tốt, đảo cũng tiện nghi 10 viên thần thạch một lọ 10 viên, ăn lúc sau, sở hữu cảnh giới hơi thở đều sẽ che lấp lên, làm người vô pháp xem xét, đương nhiên cũng sẽ không có người xem xét. Chợ đen chủ sự phản đệ nhất thần phường cũng nghiêm khắc yêu cầu đại gia làm như vậy, là vì giao dịch hai bên an toàn suy xét, này đó quy củ đối tất cả mọi người có lễ, tuy có đều tuân thủ. Chẳng qua bực này đan dược dược hiệu cũng chính là 3 cái canh giờ. Thời gian đã qua liền mất đi hiệu lực, cho nên ở 3 cái canh giờ trong vòng không hoàn thành, hoặc là nói không đi ra chợ đen, liền phải tiếp tục dùng đệ nhị viên. Này đó quy củ Dương Nghị Vân đến là cảm thấy hợp lý, chủ yếu là phù hợp hắn lập tức tình huống. Nói cách khác tiến vào chợ đen lúc sau, đại gia chi gian liền không tồn tại cái gì thiên tộc thần tộc, cảnh giới thực lực cao thấp thân phận địa vị từ từ vấn đề, có sẽ chỉ là một cái, đó chính là, giao dịch. Tiến vào sân thời điểm. Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ đến lệnh bài chỉ có một, nhịn không được hỏi Phan Vô Cực nói, ngươi làm sao bây giờ? Ân chủ ta đi theo ngài đi vào liền có thể, ta mua tới này khối lệnh bài xem như đệ nhất thần phường cao giai lệnh bài, kiềm giữ lệnh bài người có thể mang 3 người đi vào, cho nên không cần lo lắng. Phan Vô Cực giải thích, vậy là tốt rồi, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua đã có top 5 top 3 người một đám che đậy diện mạo tiến vào trong tiểu viện. Hai người đi vào tiểu viện cửa, lại là có hai cái mang mặt nạ người ở gác từng cái kiểm tra, lệnh bài, có lệnh bài mới có thể đi vào. Dương Nghị Vân triển lãm lệnh bài lúc sau, mang theo Phan Vô Cực đi vào sân. Giờ phút này có người trí âm bọn họ trực tiếp tới rồi hậu viện, lại là tiến vào một gian rách nát phòng ốc. Đi vào đi lúc sau cư nhiên là có khác động thiên. Bất quá điểm này nhưng thật ra ở trong dữ liệu. Tên là chợ đen, nhưng lại một chút không hắc. Một trận bóng rổ đại hình tròn không gian, đèn đuốc sáng trưng. Đại sảnh đỉnh chóp là một đám tản ra ngân bạch thần quang hình cầu, thoạt nhìn là chiếu sáng chi dùng, trung ương vị trí là cái sân khấu, càng có 7-80 bình phương, cao nguyệt 3 mét dư, ở sân khấu phía sau còn lại là một tòa lâu trung lâu, Phan Vô Cực nói đó là chủ sự phát đệ nhất thần phường nhân viên mới có thể đi vào địa phương. Bốn phía hình tròn tất cả đều là một đám ghế dài, mặt trên đều có một đám ký hiệu. Không cần hỏi Dương Nghị Vân đều biết chính là con số mà thôi, xoay tròn một vòng, chia làm 3 tầng. Nhất nhị tầng là ghế dài, tầng thứ 3 còn lại là một đám ghế lô. Đi theo chợ đen nhân viên công tác, Dương Nghị Vân cùng Phan Vô Cực bị an bài ở tầng thứ 2 ghế dài. Ngồi xuống sau bốn phía đã có rất nhiều nhận vào bàn, tạp nháo bất kham, làm Dương Nghị Vân đại nhíu mày, nhịn không được đối hỏi dẫn bọn hắn tiến đến nhân viên công tác nói, chúng ta có không đi tầng thứ 3. Mang theo bọn họ lại đây nhân viên công tác là cái thân xuyên cùng loại địa cầu sườn xám nữ tử, dáng người cao gầy nhưng diện mạo giống nhau, cũng là cái thiên tộc nữ tử, tu vi là thượng giai thiên nhân. Toàn bộ chợ đen chung, cũng chỉ có này đó phục vụ nhân viên mặt cùng tu vi từ từ là công khai, Dương Nghị Vân hỏi ra những lời này sau, lại là không nghĩ tới tên này nữ tử trên mặt tuy rằng như cũng mang theo mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại là toát ra một tia khinh thường nói, vị đại nhân này. 3 tầng ghế lô cũng không phải là tùy tiện có thể đi, yêu cầu 5 vạn thần thạch mới có tư cách tiến vào chúng ta chợ đen 3 tầng ghế lô, lại còn có yêu cầu lấy ra một kiện bảo vật giao cho chúng ta chợ đen bán đấu giá mới được. Lời nói cũng đúng mức, nhưng Dương Nghị Vân như thế nào nghe đều cảm giác chính mình bị khinh thường xem thường. Cái này làm cho ở tiên giới hưởng thụ vạn tiên phía trên đãi ngộ Dương mẫu nhân như thế nào chịu được. Lập tức hừ lạnh một tiếng nói, lão tử ra 5 vạn mua các ngươi ghế lô. Lập tức cấp lão tử an bài. Lúc này Dương mẫu nhân mang theo khí, thanh âm cũng cố ý thô cuồng rất nhiều, vung tay lên một cái thần giới liền ném cho tên này nữ thiên nhân. Người sau sừng sốt, lại là đảo qua Dương Nghị Vân ném lại đây thần giới, sắc mặt khẽ biến, lại là vội vàng cười làm lành nói,
nếu đại nhân yêu cầu, vậy thỉnh đại nhân sau đó, ba tầng ghế lô có chuyên môn người nếu không, ta lập tức đi xin chỉ thị. Cái này nữ thiên nhân đảo cũng không ngu ngốc, có thể tùy tay lấy đến ra 5 vạn thần thạch mua một cái ghế lô người, cái nào không phải đại nhân vật. Nàng là đắc tội không nổi, hơn nữa 5 vạn thần thạch phí dụng báo đi lên, nàng cũng có thể được đến khen thưởng. Nói xong nữ thiên nhân vội vàng rời đi, Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng ý bảo nhanh lên. Chờ nữ thiên nhân đi rồi, Phan Vô Cực còn lại là cười khổ nói, ân chủ, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết, ngồi ở chỗ này chúng ta như cũ có thể tham dự đấu giá hội. Hắn là thế Dương Nghị Vân đau lòng thần thạch, kia chính là 5 vạn thần thạch A, 5 vạn A, Phan Vô Cực tại nội tâm kêu rên. Dương Nghị Vân lúc này sắc mặt tức giận biến mất, mang lên ý cười đối Phan Vô Cực nói, ngươi cho rằng ngươi chủ nhân ta liền như vậy điểm tâm cảnh. Đi cùng một cái tiểu thiên nhân phân cao thấp, vẫn là nói ta nghèo chỉ còn lại có thần thạch. Nghe Dương Nghị Vân như thế vừa nói, Phan Vô Cực cũng là sửng sốt, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy, tuy rằng mới vừa nhận thức cái này chủ nhân không bao lâu, nhưng trải qua mấy ngày này tiếp xúc, hắn biết chính mình cái này chủ nhân là có đại trí tuệ, không đến mức cùng một cái tiểu thiên nhân so đo cái gì, làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Nghĩ đến đây Phan Vô Cực nghiêm túc nói, thuộc hạ không rõ, thỉnh chủ nhân giải thích nghi hoặc. Dương Mỗ Nhân buồn bã nói, chợ đen đấu giá hội, trung tâm nếu là giao dịch, đó chính là mua bán, ở quê quán của ta, làm buôn bán chú ý một cái bề mặt, có mặt mũi ra điểm danh, người mới có thể tiến vào người khác phát mắt, đến lúc đó sẽ tự có người tìm ngươi làm buôn bán, tiết kiệm sức lực và thời gian không nói, còn có thể bị coi như thượng tân, có chỗ tốt gì hảo phương pháp, trước tiên sẽ cùng ngươi thông báo một tiếng. Nơi này tuy rằng đúng vậy thần giới, nhưng giao dịch chính là buôn bán, trung tâm không thay đổi, tầng thứ 3 ghế lô, thật là quý. Nhưng lại đại biểu chính là thân phận cùng danh khí, không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào chợ đen chủ sự phát cũng chính là đệ nhất thần phóng người tầm mắt, hoặc là nói trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần bọn họ tìm tới tới, ta là có thể nhiều vài phần được đến vực sâu huyền thủy cơ hội, thậm chí còn về sau ta yêu cầu cái gì tài liệu đều có thể trước tiên thông qua đệ nhất thần phường đạt được. Ngươi không phải cũng nói đệ nhất thần phóng cái này ngầm chợ đen tổ chức trải rộng toàn bộ thần giới sao? Ta hiện tại làm như vậy kỳ thật chính là hoa 5 vạn thần thạch mua được một cái tiếp xúc đệ nhất thần phóng trung tâm nhân viên cơ hội, cho nên nói này bút mua bán không lỗ. Theo Dương Nghị Vân giảng thuật đi xuống, Phan Vô Cực lại là liên tục gật đầu, rốt cuộc minh bạch lại đây, vội vàng vuốt mông ngựa nói cao, ân chủ ngài thật sự là cao minh, thuộc hạ bội phục ngũ thể đầu địa. Thiếu vuốt mông ngựa, ta nói này đó đều ghi nhớ, về sau không thiếu được ngươi muốn ra mặt học được buôn bán. Dương Nghị Vân lại là theo bản năng tưởng bồi dưỡng một cái người một nhà tương lai ở thần giới làm buôn bán, hắn tuy rằng thâm nhập đi suy xét, nhưng lại là cảm giác thượng, cảm thấy có cái này tất yếu. Mà Phan Vô Cực, còn lại là cũng không nghĩ tới, đi theo Dương Nghị Vân về sau, hắn tương lai liền thành thần giới đại danh đỉnh đỉnh phú hào thương nhân, từ một cái nghèo túng hộ trở thành danh mãn thần giới đại thương giáp, mà hắn hết thảy phát tài chi đạo đều đến ích với chủ nhân Dương Nghị Vân. Đương nhiên đây là lời phía sau. Lúc này chủ tớ hai người nói chuyện với nhau hết sức, lại là phía trước tiểu thiên nhân mang theo một người đã đi tới. Đi theo tiểu thiên nhân người, diện mạo cùng những người khác giống nhau đều là mông lung che đậy, nhưng xem dáng người cùng đi đường vặn vẹo lên eo thon nhỏ, Dương Nghị Vân biết là cái nữ nhân. Quả nhiên hai người lại đây sau, người sau đối tiểu thiên nhân vung tay lên, ý bảo lui ra, tiện đà đi tới Dương Nghị Vân trước mặt nói, vị đại nhân này du lịch, tiểu nữ tử là ba tầng quản sự. Đại nhân nhưng kêu ta giao quang, ba tầng nhã gian đã chuẩn bị tốt, còn thỉnh đại nhân tùy tiểu nữ tử rời bước, chúng ta ba tầng nhã gian nói chuyện. Làm phiền Dương Nghị Vân lại là càng trực tiếp, thích hợp trực tiếp dẫn đường. Thực mau ở bốn phía người nhìn chăm chú hạ, Dương Nghị Vân mang theo Phan Vô Cực đi theo gọi là giao quang nữ quản sự hướng về ba tầng mà đi, nhưng trong tai lại là nghe được không ít kinh hô nghị luận thanh. Thần thánh phương nào cư nhiên làm ba tầng quản sự giao quang tự mình tiếp đãi. Thoạt nhìn lại là nào đó thế ra con cháu đi. Nhất định là, thiên thành trong vòng ngọa hổ tàng long, này cũng không có gì kỳ quái. Có thể bị giao quang tự mình tiếp đãi, hiển nhiên là một cái tân quý, đại biểu 5 vạn thần thạch A. Đúng vậy, mỗi một lần giao quang tự mình ra mặt, liền đại biểu lại có một người bước lên 5 vạn thần thạch 3 tầng ghế lô, thật mẹ nó giàu có. Ở từng tiếng nghị luận chung Dương Nghị Vân đi theo kêu giao quang nữ tử bước lên 3 tầng. Hắn nghe những người này nói chuyện, hiển nhiên cái này kêu giao quang nữ tử là chợ đen đệ nhất thần phóng trung tâm nhân vật,
Từ điểm này thượng xem, Dương Nghị Vân biết chính mình hoa 5 vạn thần thạch mục đích đạt tới. Mà đi theo Dương Nghị Vân phía sau Phan Vô Cực còn lại là giờ phút này cũng nghĩ thông suốt điểm này, đối Dương Nghị Vân cái này chủ nhân bội phục ngũ thể đầu địa. Trong lòng thầm than chủ nhân quả nhiên trí tuệ, cùng hắn đối chính mình nói đoán trước liếc mắt một cái. Nơi này là cuốn Vân Hào ghế lô, vị đại nhân này mời vào. Kêu Giao Quang nữ tử mở ra cửa phòng, làm Dương Nghị Vân cùng Phan Vô Cực đi vào. Dương Mỗ Nhân chắp tay sau lưng, lại là chậm gì gì đi vào, cái giá làm 10 phần, đảo còn đúng là làm một hồi lão bản, loại này trường hợp hắn kỳ thật trải qua nhiều, cũng kiến thức nhiều. Chút nào sẽ không luống cuống, ở địa cầu thời điểm liền chơi qua này một bộ. Hiện tại ở thần giới như cũ là thương nghiệp vòng, hơn nữa thoạt nhìn chơi là cao giai vòng, nhưng so sánh với địa cầu kia một bộ thương nghiệp văn hóa, thần giới này đó trường hợp với hắn mà nói chẳng qua là tiểu trường hợp mà thôi. Nói trắng ra là cấp bậc không giống nhau, có thể diện. Tiến vào ghế lô, lại là một cái 60 nhiều mét vuông xa hoa phòng, từ trang hoàng cấp bậc thượng xem liền cho người ta một loại không giống nhau cảm giác, bên trong đi vào cũng là thần nguyên lực sung túc, càng muốn an tĩnh nhiều, đích xác hoa trước cùng không có tiền chính là không giống nhau. Trong tầm mắt có cái trong suốt màn hào quang cửa sổ, liếc mắt một cái là có thể nhìn chung toàn trường, từ thượng mà xuống nhìn đến phía dưới nhất nhị tầng cùng trung ương sân khấu. Cũng có phòng nghỉ. Tới gần cửa sổ địa phương bày một chương nhìn qua rất có cửu châu cổ phong cách bàn lớn tử, mặt trên bãi đầy các loại thần nguyên bốn phía thần quả thần rượu từ thức ăn. Dương Nghị Vân cảm thụ một chút, đều là thượng phẩm, trong lòng nghĩ chỉ cần là này một bàn đồ ăn vặt đồ vật sợ cũng muốn giá trị hơn 1000 thần thạch, hoàn cảnh thượng là không thể chê, chính là hắn cũng nhảy không ra tật xấu tới. Mà Phan Vô Cực cũng là trong lòng âm thầm líu lưỡi, một cái kính đang nói ân chủ anh minh. Dương Nghị Vân ngồi ở chủ vị thượng, nhìn mặt bộ mông lung Giao Quang nói, Giao Quang quản sự thỉnh nhập tòa. Đối phương lại thoải mái hào phóng ngồi ở Dương Nghị Vân đối diện, Phan Vô Cực ở đứng ở Dương Nghị Vân phía sau. Giao Quang quản sự, ta hiện tại cũng coi như là các ngươi nơi này cao cấp VIP, xin hỏi còn ngồi ở cái này ghế lô, còn có cái gì phương tiện đâu? Một cái không chú ý Dương Mỗ Nhân đem VIP đều nói ra. Nhưng thật ra làm ngồi ở đối diện Giao Quang sửng sốt. Bất quá lại cũng thực mau lý giải lại đây nói, từ giờ trở đi, đại nhân ngài tự nhiên sẽ là chúng ta thiên thành đệ nhất thần phường khách quý, bất quá còn có một điều kiện, nếu là đại nhân có thể hoàn thành, liền có thể hưởng thụ đến, trước tiên quan khán lần này đấu giá hội thượng bán đấu giá bảo vật xem quyền, không biết đại nhân có thể cái gì bảo vật muốn phó thác chúng ta đệ nhất thần phường bán đấu giá sao? Đương nhiên, này chỉ là một cái tượng trưng điều kiện, liền tính không có đại nhân ngươi cũng có thể tiếp tục ở ba tầng ghế lô. Chính là không thể trước tiên quan khán lần này đấu giá hội bảo vật sổ tay, nếu là đại nhân có bảo vật muốn xuất ra tới giao cho chúng ta đấu giá hội bán đấu giá, như vậy giao dịch thành công, chúng ta đấu giá hội sẽ thu bán đấu giá đoạt được một thành phí dụng, bất quá đại nhân ngài là lần đầu tiên trở thành chúng ta đệ nhất thần phường khách quý, cho nên lần đầu tiên có thể miễn đi giao dịch phí dụng. Lại là không biết đại nhân nhưng có bảo vật muốn bán đấu giá sao? Dương Nghị Vân nghe Giao Quang nói chuyện, nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. Có thể trước tiên xem đấu giá hội lần này bán đấu giá sổ tay, đích xác chính là cái không tồi lựa chọn, chỉ là có thể trước tiên biết lần này đều sẽ có cái gì bảo vật bán đấu giá, trước tiên làm chuẩn bị. Chỉ có lấy ra bảo vật bán đấu giá, hắn tự nhiên không thiếu bảo vật. Càn khôn hồ nội linh đào, sinh mệnh chi thủy, dưa hấu lôi, ngũ lôi tím lá cây, tùy tiện lấy ra giống nhau tới, hắn tin tưởng ở thần giới cũng đều xem như bảo vật, mấu chốt là Dương Nghị Vân không nghĩ làm chính mình càn khôn hồ đồ vật bại lộ. Nhưng điều kiện này hắn cần thiết muốn hoàn thành, ngẫm lại cũng chỉ có linh đào nhược một chút, chỉ có thể lấy ra linh đào tới bán đấu giá, nhưng linh đào có hay không tiến hóa, hắn thật đúng là không kiểm thi quá. Tại đây linh đào ở trước kia là bổ sung pháp lực bảo vật, thật là không biết ở thần giới có thể hay không hành. Trong đầu suy tư một hồi, Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ tới ngọn lửa vàng dòng thạch. Thượng đẳng luyện khí tài liệu, là từ A mãnh cái kia sơn động được đến. Như vậy một khối to chính là hiếm có bảo vật, ngẫm lại hắn lưu trữ cũng không có gì dùng, dù sao hắn không thiếu pháp khí dùng, bằng không liền hỏi một chút Giao Quang ngọn lửa vàng dòng thần thạch có đủ hay không điều kiện. Ở hắn nghĩ đến, nếu có thể bị bán đấu giá bảo vật, kia tự nhiên là có điều kiện, không phải tùy tùy tiện tiện lấy ra tới một kiện là có thể làm đệ nhất sinh phường đi bán đấu giá. Trong lòng vừa động ở càn khôn hồ cắt xuống dưới một khối nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa vàng dòng thần thạch. Đặt ở Giao Quang trước mặt nói, người thả nhìn xem vật ấy có không đủ điều kiện cho các người bán đấu giá. Có thể hay không thành,
kỳ thật Dương Nghị Vân chính mình trong lòng cũng là không tự tin. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, đối diện Giao Quang liền đằng một chút đứng lên kinh hô, năm cảnh cực phẩm sơ ngọn lửa vàng ròng. Năm cảnh, Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm, nhưng trên mặt bất động thần sắc, là cái gì phẩm cấp hắn cũng chưa nghiên cứu quá, lúc này nghe được Giao Quang nói năm cảnh, lại không cho là đúng. Dựa theo cấp bậc tính, năm cảnh tài liệu là có thể luyện chế ra thiên thần đế cấp bậc sử dụng thần khí. Dương Mỗ Nhân trong tay có cấp bậc pháp thần đồ long kiếm, càng có phục hy ban cho bẩm sinh bát quái đồ kia chính là thiên đạo cảnh giới cấp bậc thần khí, tự nhiên đối mặt khác cấp bậc pháp khí không có gì cảm giác. Nhưng hắn không biết chính là, ở thần giới cũng không phải mỗi người đều như hắn giống nhau may mắn. Rất nhiều người thậm chí một kiện nhị cảnh cấp bậc thần khí đều không có. Càng đừng nói là năm cảnh thiên thần đế cấp bậc thần khí. Lại nói tiếp thật đúng là chân chính cao giai cấp bậc. Giao Quang kích động nhưng Dương Mỗ Nhân lại là không có gì cảm giác, nhàn nhạt hỏi, thế nào, loại này tài liệu nhưng đủ tư cách cho các người bán đấu giá. Giao Quang liên tục gật đầu nói, đủ rồi, đây là có thể luyện chế một kiện thiên thần đế thượng phẩm là thần khí chủ tài liệu, tự nhiên là đủ rồi. Dương Nghị Vân nghe xong gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, nói chuyện chung vung tay lên đem trên bàn nắm tay lớn nhỏ một khối ngọn lửa vàng ròng thu hồi. Nhưng mà giờ phút này Giao Quang lại là sốt ruột nói, đại nhân ngài không chuẩn bị bán đấu giá. Nói chuyện chung Giao Quang sắc mặt đã biến khó coi lên. Người đây là thành tâm chơi ta không thành. Đệ nhất thần phường người cũng không phải là ai đều có thể trêu chọc. Giao Quang đều phải trở mặt. Nhưng mà lúc này Dương Nghị Vân lại là trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, vung tay lên, tức khắc thần quang đại tác phẩm. Ngay sau đó Giao Quang cả người run lên. Lại là Dương Mỗ Nhân đem một chỉnh khối 3 mét cao ngọn lửa vàng ròng tất cả đều lấy ra tới, nhàn nhạt nói ta muốn ủy thác các người bán đấu giá này một khối vàng ròng tài liệu. Giữa sân ba người, trừ bỏ Dương Nghị Vân cùng Phan Vô Cực, chỉ có Giao Quang, nhưng lại là có thể rõ ràng nghe được Giao Quang hô hấp thực không bình thường, ở há mồm thở dốc. Phòng nội vô cùng yên tĩnh. Dương Mỗ Nhân nội tâm sảng khoái vô cùng, muốn chính là loại này chấn động hiệu quả. Nửa hướng lúc sau. Giao Quang run giọng nói, vị đại nhân này ngài xác định muốn ủy thác chúng ta đệ nhất thần phường bán đấu giá này khối vàng ròng thần thạch. Vô cùng xác định, Dương Nghị Vân gật đầu. Hảo, đa tạ đại nhân tín nhiệm, ta lập tức an bài lần này bán đấu giá, chẳng qua. Nói tới đây thời điểm Diệu Quang lại là không cần ý tứ lên, câu nói kế tiếp không có nói tiếp. Cũng may mắn nàng giờ phút này khuôn mặt là mông lung che đậy nếu không nhất định sẽ là cái đỏ thẫm mặt. Mà Dương Nghị Vân còn lại là biết, nàng muốn nói gì. Đơn giản là ích lợi vấn đề. Ngay từ đầu Giao Quang nói, hắn có thể làm lần đầu tiên cùng loại tân hội viên tình huống, miễn trừ lần đầu tiên giao dịch tiền thuê, nhưng hiện tại thoạt nhìn lớn như vậy một khối vàng ròng thần thạch, tuyệt đối là cái thật lớn thần thạch con số, nếu là không thu phí các nàng chợ đen sẽ thực có hại. Điểm này đối với Dương Nghị Vân tới nói nhưng thật ra không sao cả, hắn biết rõ muốn cùng những người này giao tiếp. Kia ích lợi thượng nhất định phải công bằng, nếu không ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên cười cười nói, tiền thuê phương diện không cần có trường hợp đặc biệt, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, ta không kém về điểm này thần thạch. Giao Quang nghe được lúc sau, trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, rộng thoáng người a. Đối Giao Quang tới nói, đích xác, lần này cần đúng vậy không thu lấy tiền thuê, các nàng chợ đen sẽ thiếu một tuyệt bút thần thạch, bởi vì nàng rất rõ ràng này khối thần thạch giá trị. Nếu bán đấu giá thành công, nàng địa vị tuyệt đối có thể ở đệ nhất thần phóng ở thượng một tầng, này đối với nàng tới nói ý nghĩa trọng đại. Vội vàng cảm tạ nói, đa tạ đại nhân lý giải, thỉnh ngươi chờ một lát, ta lập tức đi an bài bán đấu giá thần thạch chuẩn bị. Thỉnh tự tiện đi. Dương Nghị Vân thực tùy ý. Chờ Giao Giao Quang sau khi rời khỏi đây, Phan Vô Cực lại là nhìn không được nói, ân chủ, chúng ta thật muốn đem này khối thần thạch bán đấu giá sao? Phan Vô Cực cảm thấy có chút đáng tiếc, bực này cao giai thần thạch, đều là khả ngộ bất khả cầu, đặc biệt là như vậy một khối to, liền tính là luyện chế chiến giáp đều phải luyện chế hảo chút, ân chủ lại là đôi mắt đều không nháy mắt một chút, muốn bán đấu giá. Lão Phan đôi mắt muốn phóng lâu dài một ít, nếu có thể thông qua một khối thần thạch do đó đạt được đệ nhất thần phường hữu nghị, đối ta sau này tới nói có rất lớn trợ giúp, ngươi chủ nhân ta có một ít khả năng ở ngươi trong mắt có thể áp sụp núi lớn địch nhân. Cho nên sau này yêu cầu rất nhiều kỳ kỳ quái quái tài liệu từ từ, lại nói ta không thiếu thần khí, này khối thần thạch bán đấu giá thành công, cũng có thể đạt được một bút thần thạch, tả hữu đều sẽ không mệt.
Dương Nghị Vân khó được cấp Phan Vô Cực giải thích một hồi. Ân chủ anh minh, Phan Vô Cực vuốt mông ngựa, lại cũng không hề hỏi nhiều, ở hắn nghĩ đến ân chủ quyết định vĩnh viễn là chính xác, ân chủ vĩnh viễn là anh minh. Chủ tớ hai người nói chuyện phiếm hết sức, cửa phòng mở ra, Giao Quang lại lần nữa đi đến. Lại là đem một khối thần bài đặt ở Dương Nghị Vân trước mặt nói, đại nhân đây là khế ước, chờ thần thạch bán đấu giá thành công sau, dựa vào này khối thần bài là có thể trực tiếp từ chúng ta đệ nhất thần phòng bất luận cái gì một cái phân bộ đổi thần thạch, ngài cũng có thể trực tiếp một lần lấy ra. Mặt khác này khối thần bài cũng là chúng ta đệ nhất thần phường cao giai thần bài, ngài ngày sau nhưng có điều cần, đều có thể lấy cầm trong tay này khối cao giai thần bài tìm kiếm bất luận cái gì đệ nhất thần phường trợ giúp, chúng ta người sẽ tận lực thỏa mãn. Bực này cao giai thần bài toàn bộ thần giới không vượt qua 900 khối, chúc mừng ngài đạt được chúng ta đệ nhất thần phường hữu nghị, ngày sau có cái gì bảo vật còn thỉnh đại nhân giao cho chúng ta đệ nhất thần phường tới làm. Dương Nghị Vân nghe Giao Quang nói chuyện, rốt cuộc cười, hắn cuối cùng mục đích chính là như thế, hiện tại đạt tới. Nhìn ánh vàng rực rỡ thần bài đích xác so Phan Vô Cực phía trước làm đến thần bài cao cấp một mảng lớn, thu hồi sau nói, như thế liền đa tạ. Hẳn là... Thật cao hứng ngài có thể lựa chọn chúng ta đệ nhất thần phường, không biết có thuận tiện hay không báo cho xưng hô. Giao Quang thuận miệng hỏi một câu. Dương Nghị Vân nói, ta họ Vân. Hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, ở sẽ là bao gồm nàng Giao Quang đều là che mặt người. Hắn sẽ không đem chính mình tin tức để lộ ra đi cành mẹ đẻ cành con. Lại là cũng biết, này chỉ là Giao Quang một loại giao tế mà thôi, một cái xưng hô có thể kéo gần khoảng cách. Nguyên lai là Vân Đại Nhân. Giao Quang mở miệng. Lại là ngữ khí tự nhiên rất nhiều. Dương Nghị Vân nghe vào trong tai cũng tương đối dễ nghe thoải mái. Đúng rồi, đây là lần này phòng đấu giá muốn bán đấu giá bảo vật, Vân Đại Nhân thỉnh nhìn xem, nếu là có cái gì vừa ý, có thể nói cho ta cho ngài làm tham mưu cũng hảo. Giao Quang nói xong trong tay một phen xuất hiện một quyển sách giống nhau quyển sách giao cho Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ tiếp nhận, rốt cuộc bắt được trực tiếp tư liệu. Thượng thủ mở ra. Dương Nghị Vân lật xem, quả nhiên hắn thấy được rất nhiều đều là không lầm bảo vật, hơn nữa thực đầy đủ hết, luyện đan thần dược, luyện khí tài liệu, thần khí thần y chiến giáp, dị thú thi thể từ từ bao hàm toàn diện. Bất quá hắn trong lòng nghĩ chính là vực sâu huyền thủy, một tờ nhanh chóng lật qua đi, lại là rốt cuộc ở đệ thập trang thấy được vực sâu huyền thủy, một cái ba tấc bình nhỏ, quyển sách thượng ghi lại 10 tích, khởi chụp giới còn lại là một vạn hạ phẩm thần thạch. Cũng có xứng đồ. Nhìn qua như là sinh mệnh chi thủy giống nhau giọt nước đổ sách, nhan sắc lại là màu ngân bạch, đơn giản giảng thuật hình thành hoàn cảnh cùng công hiệu, cùng hắn phía trước hiểu biết giống nhau, thật là luyện khí sử dụng thượng đẳng thần vật. Vật ấy hắn chí tại tất đắc, khởi chụp giới một vạn thần thạch, với hắn mà nói không tồn tại, đến lúc đó chính là dùng thần thạch tạp cũng muốn nện xuống tới. Ở mặt trang địa phương ghi lại, một hàng tin tức là vực sâu huyền thủy ủy thác người. Là một cái kêu địa ngục người ủy thác đệ nhất thần phường chợ đen bán đấu giá, đương nhiên Dương Nghị Vân biết ở chỗ này tới người đều chỉ là một cái dùng tên giả, không thể là tên thật, có lẽ chỉ có đệ nhất thần phường có thể biết được ủy thác người chân thật tin tức đi, bất quá với hắn mà nói không sao cả, hắn chỉ cần biết rằng có chính mình yêu cầu vực sâu huyền thủy liền có thể. Trong lòng yên tâm sau, Dương Nghị Vân liền chậm rãi lật xem quyển sách thượng mặt khác bảo vật, nếu là có chính mình yêu cầu chính hắn sẽ ra tay. Cũng bắt đầu suy xét tìm nhân tu phục chiến giáp sự tình, phía trước Phan Vô Cực nói qua, đệ nhất thần phường có tọa trấn luyện khí đại sư, nếu hiện tại trở thành đệ nhất thần phường cao giai hội viên, hắn tự nhiên tìm Giao Quang hiệp thương luyện khí sư sự tình. Một bên lật xem tập tranh một bên thuận miệng hỏi, Giao Quang quản sự, ta có một kiện cao giai chiến giáp yêu cầu tìm luyện khí đại gia chữa trị, nghe nói các người đệ nhất thần phường có một vị luyện khí đại gia, không biết có không hỗ trợ liên hệ. Lúc này Giao Quang trong lòng đang ở tính toán như thế nào cùng Dương Nghị Vân kéo gần quan hệ, ở nàng nghĩ đến Dương Nghị Vân nhất định là thần giới nào đó thế lực lớn sinh ra đệ tử, trong tay tất nhiên nắm giữ một ít trọng bảo, nếu là cùng hắn đánh hảo quan hệ, về sau có cái gì bảo vật đều đưa tới các nàng đệ nhất thần phường như vậy đối nàng sẽ có đại chủ lực. Tóm lại Giao Quang trong lòng nghĩ nhất định phải đem cái này Vân Tiên Sinh chiếu cố hảo, đạt thành trường kỳ hợp tác quan hệ, nhưng sao đại thổ hào, cũng không thể bỏ lỡ. Phải biết rằng thần giới nhưng không đơn giản chỉ có bọn họ đệ nhất thần phường một nhà chợ đen, trên thực tế đệ nhất thần phường mấy năm nay cạnh tranh áp lực rất lớn, đã bị một ít chợ đen tổ chức ở bài xích, chính là bởi vì các nàng trong tay lấy không ra trọng bảo cấp bậc bảo vật. Hoặc là nói không có giống Vân Đại Nhân giống nhau tài chủ chống đỡ, càng ngày càng ít. Cho nên Giao Quang nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện,
vội vàng nói, Vân đại nhân ngài nhưng xem như hỏi đối người, muốn nói khác ta không dám nói bốc nói phét, cần phải nói luyện khí đại sư, chúng ta đệ nhất thần phường vị nào tọa trấn đại gia, ở toàn bộ thần giới luyện khí giới đều là cầm cờ đi trước nhân vật, chỉ cần ngươi chịu xuất thần thạch, không có chúng ta đệ nhất thần phường chữa trị luyện chế không được thần khí. Dương Nghị Vân nghe xong âm thầm gật đầu, này xem như tìm đúng người, mở miệng nói, ta yêu cầu thấy các ngươi luyện khí đại sư không bàn nữa, bất mãn ngươi nói, trong tay ta chiến giáp là trọng bảo, không khỏi nói không được, hơn nữa ta còn muốn hỏi một câu, về bảo vật an toàn vấn đề các ngươi như thế nào bảo đảm. Giao Quang cười nói, Vân đại nhân về danh dự an toàn vấn đề, ngài hoàn toàn có thể không cần lo lắng, chẳng sợ ngươi giao cho chúng ta chính là thiên đạo cấp bậc thần khí, chúng ta nếu không vì sở động, chúng ta đệ nhất thần phường người sáng lập tổ sư chính là thiên đạo cấp bậc tồn tại, hắn phát hạ lời thề lập hạ tổ huấn, danh dự cao hơn đại đạo, từ trước kỷ nguyên đến nay, chúng ta đệ nhất thần phường còn chưa từng có xuất hiện qua bất luận cái gì một kiện về danh dự có vấn đề sự tình. Còn nữa đến lúc đó đều là ngài cùng luyện khí đại sư ký kết thần hồn khế ước, an toàn bảo đảm phương diện, hoàn toàn không cần lo lắng, bất quá có một chút ta muốn trước tiên thuyết minh, chúng ta đệ nhất thần phường đệ nhất luyện khí đại sư chào giá sẽ rất cao, hơn nữa là luyện khí đại sư có cái quy củ, giá cả hắn tới định, ngươi nếu là yêu cầu ta hiện tại liền giúp ngươi liên hệ. Dương Nghị Vân nghe Giao Quang nói chuyện, nhưng thật ra cảm giác có điểm ý tứ, ngẫm lại nói, vậy chờ đấu giá hội kết thúc giúp ta liên hệ các ngươi luyện khí sư. Ta còn cần giống nhau tài liệu muốn chụp được tới mới được. Tốt, đấu giá hội cũng lập tức muốn bắt đầu rồi, không biết Vân đại nhân yêu cầu nào một kiện bảo vật, đến lúc đó ta nhắc nhở ngài. Giao Quang hỏi. Vực sâu huyền thủy Dương Nghị Vân nói. Giao Quang, hảo, chờ đấu giá thời điểm, ta cho ngài làm tham mưu. Như thế vậy đa tạ Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ, tiếp tục lật xem tập tranh. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên đằng một chút đứng lên. Toàn thân sát ý một chút tràn ngập ở ghế lô. Lại là làm Giao Quang cùng Phan Vô Cực hai người dọa nhảy dựng. Vân đại nhân, ngài đây là, Giao Quang tiểu tâm hỏi một câu, nàng thấy được Dương Nghị Vân tay cầm bán đấu giá tập tranh tay đang run rẩy, tuy rằng mặt bộ có thần quang che đậy, nhưng diệu quang như cũng có thể phân biệt ra, Dương Nghị Vân đôi mắt giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm tập tranh thượng. Giao Quang nhìn thoáng qua, lại là thứ 50 số 8 chụp phẩm, lại là một cái tuyệt thế dung nhan nữ nhân. Nàng trong óc hồi tưởng một chút tư liệu, nhớ rõ là một con cửu vĩ thần hồ, là có người đưa tới bọn họ chợ đen bán đấu giá, lúc ấy còn khiến cho không nhỏ hỗn động, bởi vì cửu vĩ thần hồ ở thần thú chung cũng tuyệt đối không phải phàm vật. Cửu vĩ thần hồ ở thần giới đích xác chính là quý trọng thần thú, là có được tuyệt thế dung nhan, thiên phú dị bẩm, càng là song, tu chi đạo thần vật, Giao Quang không nghĩ ra, vị này Vân đại nhân thấy thế nào đến cái này cửu vĩ thần hồ lúc sau, như thế kích động. Thậm chí sát ý đều phóng thích ra tới. Chẳng lẽ hai người chi gian còn có cái gì chuyện xưa không thành? Ngẫm lại đảo cũng không có gì kỳ quái, hồ tộc bản thân chính là tu hồng trần chi đạo, nhiều sự đạo lữ tu luyện quan hệ, bởi vậy phát sinh cái gì tình yêu việc không thể tránh được. Dương Nghị Vân gắt gao nhìn chằm chằm tập tranh, mặt trên là một cái tuyệt thế mỹ mạo nữ nhân, nhưng ai có thể nghĩ đến, cư nhiên sẽ là hắn sư nương, thiên cơ sư nương. Càng là không nghĩ tới. Có một ngày thiên cơ sư nương sẽ bị trở thành sủng vật giống nhau, xuất hiện ở chợ đen phòng đấu giá. Đáng chết! Dương Nghị Vân nghiến răng nghiến lợi bài trừ hai chữ. Cái gì? Giao Quang không nghe rõ. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, hắn biết này sẽ không phải phát hỏa thời điểm, cũng không thể quái chợ đen, bọn họ chỉ là một cái ngôi cao, người đáng chết là bắt giữ thiên cơ sư nương người, hoặc là nói là đưa thiên cơ sư nương người. Lúc trước thiên cơ sư nương là tự sư phụ lúc sau. Cái thứ nhất lên trời lộ đi thần giới. Dương Nghị Vân không nghĩ tới gặp lại, thiên cơ sư nương sẽ xuất hiện ở chợ đen đấu giá hội thượng. Hơn nữa này đây phương thức này gặp mặt. Hắn trong lòng sát khí hôi hổi, hít sâu tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, hắn biết rõ, có thể bắt giữ thiên cơ sư nương người, tự nhiên cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Hơn nữa trọng điểm là, nơi này chính là chợ đen phòng đấu giá, là đệ nhất thần phường địa bàn. Đệ nhất thần phường có thể trở thành chợ đen tổ chức, tuyệt đối là thế lực lớn, hắn không thể ở chợ đen nháo sự, hơn nữa cũng không có cái kia thế lực, ở cái này chợ đen Dương Nghị Vân tin tưởng tuyệt đối sẽ có cường giả tọa chấn. Trong óc nhanh chóng chuyển động, Dương Nghị Vân nghĩ ứng đối biện pháp. Thực mau hắn trải vuốt mấy cái ra tới. Đệ nhất hắn muốn tìm được đem thiên cơ sư nương đưa tới chợ đen người, đây là đệ nhất địch nhân, tìm được sau treo lên sổ đen, sát chi.
Đệ nhị không tiếc hết thảy đại giới đem sư nương cứu. Đệ tam hắn không ngừng nói cho chính mình muốn nhẫn. Hắn biết ở chợ đen phòng đấu giá động thủ không phải sáng suốt hành động. Đệ tứ tìm Giao Quang mua tin tức, tìm được Trảo Thiên Cơ sư nương người. Ở tập tranh thượng có cái tin tức chỉ viết, là một cái đại ác nhân người ủy thác đệ nhất thần phường bán đấu giá Thiên Cơ sư nương. Dương Nghị Vân phải được đến cái này, đại ác nhân, chân thật tin tức. Xoay người Dương Nghị Vân buông ra nắm tay đối Giao Quang nói, ta yêu cầu cái này đại ác nhân chân thật tin tức. Nói chuyện Dương Nghị Vân đem tập tranh ném qua đi cấp Giao Quang xem. Mà giờ phút này Giao Quang còn lại là cười khổ nói, Vân đại nhân ngài đây là khó xử ta, chúng ta phòng đấu giá đối mỗi một cái kim chủ tin tức chỉ là ghi lại một cái hư dùng tên giả tự, căn bản là không có ghi lại chứng thực tin tức. Dương Nghị Vân lại là biết, liền tính Giao Quang lời nói không giả, nhưng dựa theo đệ nhất thần phường thế lực, nếu là thật muốn điều tra, tuyệt đối có thể được. Trầm ngâm một chút, Dương Nghị Vân nhìn Giao Quang nói, một vạn thần thạch, ta yêu cầu biết là ai đem cửu vĩ thần hồ đưa tới các ngươi phòng đấu giá. Vân đại nhân ngài đúng là khó xử ta, Giao Quang lắc đầu cười khổ. Tam vạn thần thạch, ta yêu cầu đối phương chân thật tin tức. Giao Quang như cũ lắc đầu, Vân. Năm vạn thần thạch, ta yêu cầu biết đối phương chân thật tin tức. Dương Nghị Vân không cho Giao Quang mở miệng cơ hội. Vân đại nhân này không phải thần. Giờ phút này Giao Quang nói chuyện đã có run giọng. 10 vạn thần thạch mua một tin tức đi giúp ta thu phục, ta biết các người có thực lực này. Dương Nghị Vân thanh âm đề cao. Giao Quang lần này không sốt ruột mở miệng, một lát sau mở miệng nói, nếu như thế, vậy như mây đại nhân mong muốn. Lần này Giao Quang nói chuyện mang lên vui sướng ngữ khí, nói xong xoay người rời đi. Phan Vô Cực còn lại là trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm ta ngoan ngoãn, đệ nhất thần phường được xưng bảo mật đệ nhất, cư nhiên cũng sẽ như vậy. Dương Nghị Vân bình tĩnh xuống dưới nói, lão Phan người nhớ kỹ, đừng động bọn họ là cái gì đệ nhất không đệ nhất, cờ hiệu cái gì cỡ nào vang dội, kia đều là hư, ở chân chính ích lợi trước mặt, không có gì là không thể làm, nếu không làm, đó là bởi vì ngươi thần thạch không đủ để chống đỡ bọn họ bán đứng tin tức. Hơn nữa đối với bọn họ tới nói, không phải trực tiếp bán đứng khách hàng tin tức, mà là thông qua bọn họ thế lực đi điều tra, cho nên cũng không vi phạm bọn họ chợ đen tín điều, gần một cái điều tia. À tin tức 10 vạn thần thạch, này bút mua bán đối bọn họ tới nói thực có lời. Người thả nhớ kỹ, về sau nhưng phàm là dùng thần thạch có thể giải quyết vấn đề, đều dùng thần thạch đi giải quyết, chỉ cần bọn họ yêu cầu thần thạch, vậy cho bọn hắn, 1 vạn không đủ, 10 vạn, 10 vạn không đủ vậy 100 vạn thần thạch. Luôn có là có giá cả, trên đời này nhất sợ hãi chính là không có giới. Ân chủ, thuộc hạ nhớ kỹ, lão Phan lần này bị đổi mới tam quan, lại là như suy tư gì. Nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ chính mình sáng tỏ. Ước chừng 5 phút sau Giao Quang đi mà quay lại, tiến vào sau đối Dương Nghị Vân nói, Vân đại nhân đã công đạo đi xuống, nhiều nhất 3 cái canh giờ sau sẽ có tin tức, hiện tại đấu giá hội bắt đầu rồi, chúng ta trước tham gia đấu giá hội đi. Hảo, đa tạ Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ. 10 vạn thần thạch đi ra ngoài, hắn đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Dù sao trên người hắn 70 nhiều vạn thần thạch, đủ hắn tạo tác. Lại còn có ủy thác Giao Quang bán đấu giá như vậy một khối to ngọn lửa vàng ròng, đến lúc đó lại sẽ là một tuyệt bút thần thạch tài phú. Với hắn mà nói, thần thạch coi như làm tiền tiêu, bó lớn giải tiền cảm giác thực sảng. Thực mau đấu giá hội bắt đầu, cùng Dương Nghị Vân trước kia ở tiên giới tham gia quá đấu giá hội khác nhau không lớn. Đệ nhất kiện bán đấu giá bảo vật là thần vương cấp bậc thần khí, khởi chụp giới 1000 hạ phẩm thần thạch, cuối cùng lấy 8000 thần thạch thành giao. Dương Nghị Vân đối này đó đều không có hứng thú. Hắn mục tiêu thực minh xác, chỉ có đệ thập hào vực sâu huyền thủy, cùng thứ 50 số 8 thiên cơ sư nương. Vực sâu huyền thủy khởi chụp giới 1 vạn thần thạch, mà thiên cơ sư nương khởi chụp giới còn lại là 5 vạn thần thạch, Dương Nghị Vân liền tính nghĩ đến chính mình trên người thần thạch hẳn là vậy là đủ rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không làm thiên cơ sư nương, bị người khác bán đấu giá đi. Trong lòng chua xót vô cùng. Không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ chụp mua chính mình sư nương, nếu như bị sư phụ đã biết không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự, hắn hiện tại còn không có cũng đủ cường đại thực lực, đi trực tiếp đại náo phòng đấu giá, trước mắt chỉ có thể dùng thần thạch đi giải quyết. Cũng âm thầm may mắn đụng phải tam mắt cùng A Mãnh, nếu không hắn cũng không chiếm được mấy chục vạn thần thạch, đến lúc đó không có thần thạch, ở đấu giá hội nhìn đến sư nương. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên cơ sư nương bị người khác chụp đi,
Cho đến lúc này, Dương Nghị Vân biết chính mình chỉ có thể lựa chọn liều chết một trận chiến cướp đoạt sư nương. Thất thần nhìn phía dưới bán đấu giá tiếp tục. Thực mau tới rồi đệ thập hào vực sâu huyền thủy, Giao Quang nhắc nhở nói, Vân đại nhân vực sâu huyền thủy lên sân khấu. A Nga ân, ta đã biết. Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại, ánh mắt kiên định lên, nhìn chằm chằm giữa sân. Giờ phút này sân khấu thượng bán đấu giá sư, giới thiệu vực sâu huyền thủy lúc sau, tiến vào bán đấu giá phân đoạn. Khởi trục giới 1 vạn thần thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 thần thạch. 1 vạn 1.000 thần thạch. Thực khai có người ra giá. 1 vạn 5. 1 vạn 6. Dương Nghị Vân muốn mở miệng thời điểm, lại là bị Giao Quang ngăn cản nói, Vân đại nhân thả từ từ, 3 tầng mặt khác ghế lô đều không có ra giá, hiện tại chỉ là dự nhiệt, phía dưới nhất nhị tầng người kêu lại hoan, cũng chưa dùng, chân chính trở ra khởi thần thạch người đều ở 3 tầng ghế lô, ngài nếu là tin tưởng ta, ta tới giúp ngài đấu giá như thế nào? Hảo, vậy làm phiền. Dương Nghị Vân không cự tuyệt Giao Quang hảo ý, hắn tin tưởng Giao Quang sẽ vì chính mình suy xét. 2-3 phút sau, đã đấu giá tới rồi 2 vạn thần thạch, lúc này nhất nhị tầng kêu giới rốt cuộc thiếu. Mà liền vào giờ phút này, 3 tầng ghế lô rốt cuộc có người hô 3 vạn thần thạch. Một hơi trực tiếp tăng giá 1 vạn thần thạch. Giữa sân nhất nhị tầng lập tức an tĩnh xuống dưới. 1 vạn tăng giá, rõ ràng là thổ hào, mọi người đều biết chân chính có nội tình giá trị con người đại lão ra tay. 3 tầng cạnh tranh bắt đầu, nhất nhị tầng người cứ việc không cam lòng, nhưng lại là biết không hy vọng. Cũng chính là không đi theo kêu giới. 3 vạn nhất, 3 vạn 5, 4 vạn thần thạch. 3 tầng có 4 gia ra giá, trong đó có 3 gia ra giá thực tàn nhẫn, kỳ thật 10 phần. Lúc này, Giao Quang cười nói, xem ra yêu cầu vực sâu huyền thủy người rất nhiều, Vân đại nhân cạnh tranh không nhỏ, sợ là muốn ra đại huyết mới có thể bắt lấy. Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói, cứ việc ra giá, ta chí tại tất đắc. Hảo, như thế lòng ta liền nắm chắc. Giao Quang được đến Dương Nghị Vân cho phép, chậm rãi mở miệng lại là trực tiếp phiên bội tăng lên 8 vạn hạ phẩm thần thạch. Lần này, toàn bộ hành trình yên tĩnh. Từ 4 vạn nhiều một lần đề giới đến 8 vạn thần thạch, tức khắc nghiền áp toàn trường, nhưng cũng biểu đạt phóng xuất ra một cái chí tại tất đắc tín hiệu, như là nói cho mọi người, không kém tiền, chí tại tất đắc, người muốn còn muốn tới liền tới, lão tử dùng thần thạch nghiền áp các ngươi. Quả nhiên lập tức toàn trường ách hỏa. Bán đấu giá sư còn lại là bắt đầu vấn đề, còn có hay không người đề giới. 3 lần lúc sau, vực sâu huyền thủy, cuối cùng bị Dương Nghị Vân được đến. 1 lần tăng giá tuy nhiều, nhưng Dương Nghị Vân chút nào không trách Giao Quang, ngược lại thực thưởng thức nữ nhân này đại khí, vừa ra tay liền thành công bắt lấy, nếu là một chút đi đấu giá, Dương Nghị Vân tin tưởng dựa theo vừa rồi quy luật, nói không chừng 8 vạn đều bắt không được tới. Bất quá lúc này đây cũng làm Dương Nghị Vân nổi danh. Hoặc là nói bị giữa sân mấy cái thế lực lớn chú ý tới. Nhưng là cấp Dương Nghị Vân kêu giới chính là Giao Quang, toàn trường tham gia quá đấu giá người phần lớn là lão người quen, đều nhận thức Giao Quang, cho nên muốn không lưu ý đều khó, mọi người đều nhìn đến phía trước là Giao Quang mang theo Dương Nghị Vân tiến vào ghế lô. Cho nên rất nhiều người đều lưu ý ở Dương Nghị Vân nơi ghế lô. Cạnh giới tiếp tục, từng cái thần vật đối Dương Nghị Vân tới nói không lực hấp dẫn. Hắn chỉ chờ mong 58 hào nhanh lên đã đến. Bất quá trung gian xuất hiện một cái nhạc đệm, đó chính là đấu giá đến hơn 30 kiện thời điểm, hắn ngọn lửa vàng dòng thần thạch lên sân khấu, Giao Quang ở một bên nói, ta cố ý đem Vân đại nhân ngọn lửa vàng dòng an bài tới rồi trung gian phân đoạn, bởi vì lúc này cạnh giới đấu giá hội tiến vào gai cấn giai đoạn, tương đối có thể đánh ra một cái giá cao. Cảm ơn Dương Nghị Vân có chút thất thần, hắn hiện tại trong óc đều là thiên cơ sư nương. Hy vọng không cần xảy ra sự cố mới là. Thiên cơ sư nương đối hắn vẫn luôn đều không tồi, 3 vị sư nương chung hắn cũng cảm giác thân cận nhất thiên cơ sư nương. Hơn nữa chưa chừng, thiên cơ sư nương còn có thể biết chết lão nhân rơi xuống, nói không muốn chết lão nhân đó là giả, mãi cho đến hiện tại, cũng không biết chết lão nhân sống hay chết. Dương Nghị Vân tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý lại là vẫn luôn suy nghĩ lão nhân. Giao Quang nghe Dương Nghị Vân thất thần có lệ, vốn dĩ muốn hỏi một câu. Vân đại nhân cùng 58 hào cửu vĩ thần hồ có quan hệ gì, nhưng ngẫm lại vẫn là nhịn xuống. Thực mau ngọn lửa vàng dòng thần thạch mở ra bán đấu giá, cấp thấp 5 vạn thần thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 vạn. Toàn trường đương xuất hiện ngọn lửa vàng dòng thần thạch, nghe xong bán đấu giá sư giảng giải sau liền hỗn động, tất cả mọi người biết ngọn lửa vàng dòng thần thạch là luyện khí thượng phẩm tài liệu,
mà trước mắt đây là một tôn 3 mét cao vàng dòng thần thạch, càng là các loại cực phẩm, chụp được đi không biết muốn luyện chế ra nhiều ít thần khí tới, huống chi trọng điểm là có thể luyện chế ra nguyên bộ chiến giáp, còn có chính là đây là 5 cảnh cấp bậc tài liệu. Lớn như vậy khối vàng dòng thần thạch, quả thật là cực phẩm. Cơ hồ đều động tâm. Rất nhiều người nghĩ cho dù là xuất huyết nhiều cũng muốn bắt lấy. Lần này ngay cả nhất nhị tầng ghế dài người đều bắt đầu cạnh giới. 6 vạn thần thạch, 7 vạn thần thạch. Một đường tiêu thăng mà đi. Không bao lâu liền phá 10 vạn. 15 vạn thần thạch. 16 vạn thần thạch. 17 vạn thần thạch. Đến lúc này, nhất nhị tầng ghế dài người đã theo không kịp, hiện tại dư lại chính là 3 tầng ghế lô hào khách. Toàn bộ 3 tầng ghế lô có 108 cái ghế lô, dựa theo Giao Quang nói. Lần này đã tới 72 gia, giờ phút này ra Dương Nghị Vân cùng số ít cái ghế lô, mọi người đều tham dự ngọn lửa vàng dòng thần thạch đấu giá. Nửa canh giờ đều, cạnh giới cao tới 30 vạn thần thạch. Cũng là ở ngay lúc này, 3 tầng đấu giá ghế lô, nhân số giảm bớt một nửa, nhưng như cũ còn có hơn 20 gia ở cạnh giới. 31 vạn thần thạch, 32 vạn thần thạch, 33 vạn, 34 thần thạch, 35 vạn. 40 vạn thần thạch. Hảo đi, chính thức tiến vào gay cấn trạng thái. Dương Nghị Vân liền tính là ở không chút để ý, giờ phút này cũng bắt đầu chú ý, rốt cuộc đây là chính mình thần thạch, đấu giá càng cao, hắn được đến thần thạch liền càng nhiều không phải. Chính hắn cũng chưa nghĩ đến cư nhiên có thể cao tới 40 vạn đi, hơn nữa như cũ không có dừng lại, nhưng đấu giá nhân số rốt cuộc giảm bớt tới rồi 10 ra dưới. Ngẫm lại cũng bình thường, cũng không phải ở đây đều là thổ hào. 40 vạn thần thạch đối rất nhiều thần nhân thiên nhân đều là con số thiên văn. Bất quá mặt khác, thổ hào mỗi cái thế giới đều không kém, có giá trị con người người vẫn là có, chỉ là tương đối thiếu một chút mà thôi. Đấu giá tiếp tục, cuối cùng cạnh giới rốt cuộc thong thả lên, chính là lại tác động toàn trường nhân tâm, bởi vì đây là trước mắt mới thôi xuất hiện cạnh giới tối cao trục mua phẩm. Thực mau tới rồi 49 vạn thần thạch. 50 vạn thần thạch có người hô lên giá cả. Giờ phút này dư lại tam gia. 51 vạn thần thạch. 52 thần thạch. 55 vạn thần thạch. Lúc này dư lại tam gia đệ nhất gia gia tăng tam vạn. Có một nhà trầm mặc. Dư lại hai gia. Một lát sau, một nhà khác hô, 56 vạn thần thạch. Giữa sân yên tĩnh. Còn có một nhà làm lựa chọn. Này một nhà cũng là ban đầu để giới tam vạn một nhà. Trầm mặc lúc sau, hô lên, 60 vạn thần thạch. Lúc này, giữa sân có người nhìn không được hít hà một hơi nói, thiên giáp ghế lô thật thổ hào a, 60 vạn. Từng tiếng thổn thức tiếng vang lên. Lúc này không còn có người cạnh giới. Bán đấu giá sư ở dò hỏi ba lần lúc sau, cuối cùng tuyên bố ngọn lửa vàng dòng quy thiên giáp hào ghế lô khách quý. 60 vạn thần thạch tuyệt đối là một bút con số thiên văn. Chúc mừng Vân đại nhân, Giao Quang ở một bên chúc mừng. Cùng vui Dương Nghị Vân lại là cười cười. 60 vạn thần thạch hắn phải cho chợ đen giao nộp một thành thần thạch phí dụng, cũng là suốt 6 vạn thần thạch, dư lại 54 vạn thần thạch tiến vào túi, kỳ thật Dương Mỗ Nhân cũng là man cao hứng, hiện tại hắn thêm lên thần thạch có 130 nhiều vạn. Trừ bỏ cấp bán đấu giá vực sâu huyền thủy cùng hướng Giao Quang mua sắm tin tức cùng với phía trước tiêu dùng thần thạch, không sai biệt lắm hoa rớt 20 vạn, hắn còn có 110 mấy vạn thần thạch. Vẫn là cái thổ hào. Bán đấu giá tiếp tục bắt đầu. Một canh giờ sau, thứ 50 số 7 hàng đấu giá kết thúc. Dương Nghị Vân tâm cũng huyền lên. Chỉ chốc lát sau hai người thần nhân trên đài tới một cái khắc văn gắn đầy lồng sắt, dùng vải đỏ che đậy. Dương Nghị Vân không tự chủ được đứng lên, đi tới cửa sổ đôi mắt gắt gao chăm chú vào vải đỏ che đậy lồng sắt thượng. Bán đấu giá sư mở miệng nói, vị này kế tiếp là từ chúng ta lão khách quý đại ác nhân ủy thác chúng ta đệ nhất thần phường bán đấu giá một kiện độc đáo trục phẩm. Nói chuyện chung bán đấu giá sư bỗng nhiên vạch trần vải đỏ, tức khắc lồng sắt chung xuất hiện một con cửu vĩ bạch hồ, trên người còn có điểm đỏ, đó là một đám miệng vết thương, cuốn xúc ở lồng sắt chung. Tiện đà bán đấu giá sư lại làm một người lấy áo trên phục họa mở ra, trên bức họa là một cái tuyệt thế nữ nhân. Bán đấu giá sư tiếp tục nói, đại gia nhìn xem, đây là cửu vĩ thần hồ biến ảo người tuyệt thế dung nhan, mọi người đều biết cửu vĩ hồ chính là thần thú, càng là song, tu tuyệt hảo thượng phẩm lô đỉnh. Này chờ thần vật chỗ tốt, tin tưởng mọi người đều biết, ta liền nhiều lắm lời, phía dưới bắt đầu trực tiếp đấu giá, cửu vĩ thần hồ khởi trục giới 10 vạn thần thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 vạn, hiện tại bắt đầu khởi trục,
theo bán đấu giá sư tuyên bố bắt đầu, tức khắc toàn bộ hành trình lại một lần náo nhiệt lên, thần thú ở trước kỷ nguyên thiệt hại quá nhiều, tới rồi thời đại này đã phi thường thưa thớt, cũng sẽ giống loài quý hiếm, đại gia tự nhiên truy phùng. 11 vạn thần thạch, 12 vạn thần thạch, đấu giá bắt đầu rồi, nhưng Dương Nghị Vân còn lại là song quyền đầu nắm chặt, cả người ở phát run, gân xanh bạo khởi, hắn thiên cơ sư nương khi nào gặp quá như thế nhục nhã. Nếu không phải hắn hiện tại thực lực vô dụng, hiện tại liền tưởng lao xuống đi, đùa giỡn phòng đấu giá, tìm ra bắt giữ sư nương người, nghiền xương thành cho. Đại ác nhân tên này chỉ là cái dùng tên giả, hắn rõ ràng, chờ Giao Quang có tin tức truyền đến, hắn thể sẽ không tiếc hết thảy đại giới, làm chết cái này đại ác nhân. Nhưng hắn biết muốn bình tĩnh, lúc này quan trọng là đem sư nương chụp mua tới, làm sư nương bình an mới là đệ nhất vị. Nhìn lồng sắt chung bị đánh hồi nguyên hình hoặc là nói bị phù văn áp chế sư nương, Dương Nghị Vân tâm đều ở lấy máu. Thiên cơ sư nương tu vi ở sơ giai thiên thần giai đoạn, tính lên cũng là 7-8 ngàn năm thời gian, năm đó ở tiên giới đứng đầu nhân vật, hiện giờ lại là gặp như thế sỉ nhục, Dương Nghị Vân rất khó tin tưởng sư nương gặp bao lớn tội. Trong sân đấu giá còn ở tiếp tục, có người hô 18 vạn thần thạch thời điểm, Dương Nghị Vân bừng tỉnh lại đây. Lúc này Giao Quang nhắc nhở nói, Vân đại nhân muốn hay không ta kêu giới. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, lắc đầu nói, không cần, lần này ta chính mình tới. Cự tuyệt Giao Quang sau, Dương Nghị Vân đứng ở cửa sổ cơ hồ rùng rống, mang lên thần lực lớn tiếng nói, 100 vạn hạ phẩm thần thạch. Này một tiếng truyền khắp toàn trường, tức khắc giữa sân lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Vân đại nhân ngươi, Giao Quang đều sốt ruột mở miệng tưởng nói không ngừng cái này giới. Nhưng Dương Nghị Vân lại trầm thấp nói, so sánh với thần thạch, nàng trong lòng ta vô giá. Dương Nghị Vân câu này nói ra tới, làm Giao Quang cùng Phan Vô Cực đều nghĩ tới, cửu vĩ thần hồ tất nhiên cùng hắn chi gian phát sinh quá cái gì, hoặc là nói chính là đạo lữ quan hệ, nếu không Dương Nghị Vân có thể kích động như vậy. Đương nhiên bọn họ hai không biết chính là, cửu vĩ thần hồ là Dương Nghị Vân sư nương, hơn nữa là ba cái sư nương chung Dương Nghị Vân thân cận nhất một cái. Giờ phút này toàn trường ở yên tĩnh qua đi, ngay lập tức như là chảo dầu ngã vào nước lạnh giống nhau nổ tung chảo. T. Từng tiếng hít hà một hơi thanh âm vang lên. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều hội tụ ở ba tầng Dương Nghị Vân nơi ghế lô. Gặp qua thổ hào, nhưng cũng tuyệt đối không có gặp qua như vậy thổ hào. Ở rất nhiều người nghĩ đến, này đã không phải thổ hào vấn đề, mà là đầu óc có vấn đề, nước vào vấn đề. Đích xác, không thể phủ nhận, cửu vĩ thần hồ là thế gian khó được thần vật, là thượng đẳng tu luyện lô đỉnh, nhưng lại tuyệt đối không phải vẫn luôn lô đỉnh, ở chợ đen hết thảy giảng chính là giao dịch, giảng chính là giá trị, cửu vĩ thần hồ giá trị tuyệt đối trị không được 100 vạn thần thạch, căng chết sẽ không vượt qua 50 vạn thần thạch. Một ngụm kêu to 100 vạn thần thạch, tuyệt đối là đầu óc nước vào nhân tài sẽ như vậy làm. Dương Nghị Vân một mở miệng 100 vạn thần thạch, cũng đem hôm nay buổi tối bán đấu giá đẩy hướng về phía cao, chiều, trước nay chưa từng có. 100 vạn thần thạch không nói toàn bộ thần giới, ở thiên thành tuyệt đối là giá trên trời, có thể một lần lấy ra 100 vạn thần thạch thế lực, mọi người đều biết ở toàn bộ thiên thành cũng là một bàn tay số lại đây. Rất nhiều người đều bắt đầu suy đoán Dương Nghị Vân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể hay không là thiên thành mấy nhà đứng đầu thế lực người. Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, thiên thành mấy nhà đứng đầu thực lực người, đều là chợ đen khách quen, sớm đã có chính mình ghế lô, sẽ không lâm thời đi mua một cái ghế lô. Như thế nghĩ đến, tất nhiên chính là ngoại lai thế lực. Có rất nhiều người cùng thế lực đã âm thầm bắt đầu lưu ý tìm hiểu Dương Nghị Vân lai lịch. Bất quá này đó đối Dương Nghị Vân tới nói đều không sao cả, dù sao đại gia ở chợ đen đều là che mặt trạng thái. Tên gì đó đều là dùng tên giả, hắn hiện tại ánh mắt tất cả đều ở thiên cơ sư nương trên người. Vân đại nhân ngài xác định là 100 vạn thần thạch sao? Lúc này Giao Quang lại hỏi một câu. Dương Nghị Vân cũng không quay đầu lại nói, thập phần xác định, nói cho các người bán đấu giá sư tiếp tục đi. Hảo Giao Quang được đến Dương Nghị Vân đích xác định, đứng ở cửa sổ đối với bán đấu giá trên đài cũng ở vào phát ngốc trạng thái bán đấu giá sư đánh ra một đạo pháp lực, ý bảo bán đấu giá tiếp tục. Đừng sững sờ. Trên đài bán đấu giá sư phục hồi tinh thần lại, lúc này mới bắt đầu tiếp tục. Cuốn vân hào ghế lô ra giá 100 vạn thần thạch, còn có hay không người cạnh giới. Bán đấu giá sư thanh âm truyền khắp toàn trường, làm tạp nháo toàn trường tức khắc an tĩnh xuống dưới. Bất quá mọi người đều không có người ở cạnh giới.
rất nhiều người thậm chí bắt đầu mắng, mẹ nó một hơi trăm vạn thần thạch, ai đầu óc hỏng rồi như vậy làm. Chúng ta cảnh giới mới đến 10 đến 20 vạn mà thôi, người một ngụm chính là trăm vạn, 360 độ vô góc chết nghiền áp, còn như thế nào cảnh giới? Không có người đáp lại, bán đấu giá sư run giọng hỏi ba lần lúc sau lớn tiếng tuyên bố, cửu vĩ thần hồ bán đấu giá giới trăm vạn thần thạch, về cuốn Vân Hào ghế lô khách quý. Đến tận đây giải quyết dứt khoát. Dương Nghị Vân trong lòng tưởng hắn ra giá trăm vạn thần thạch, khả năng sẽ không có người ở cùng hắn cạnh tranh, nhưng chân chính đến bán đấu giá sư giải quyết dứt khoát lúc sau, hắn trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tự mình lẩm bẩm, sư nương ngươi an toàn, chết lão nhân ta đem sư nương chụp mua tới. Kỳ thật chính hắn trong lòng cũng vô cùng biệt nữ, trăm triệu không nghĩ tới hắn có một ngày sẽ chụp mua chính mình sư nương. Hít sâu một hơi đối với phía sau Giao Quang nói, Giao Quang quản sự làm phiền ngươi làm người đem nàng sở lại đây, đây là trăm vạn thần thạch, ngươi kiểm kê. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân đem trăm vạn thần thạch ở Càn Khôn Hồ phân hảo, rót vào một cái thần giới chung giao cho Giao Quang. Hảo, Vân đại nhân sau đó, ta tự mình đi. Giao Quang có thể cảm nhận được Dương Nghị Vân đối cửu vĩ thần hồ để ý, lại là tiếp nhận thần giới tự mình đi mang cửu vĩ thần hồ. Không trong chốc lát, Yêu Quang phản hồi, phía sau hai người nâng lồng sắt tiến vào, đặt ở đại sảnh, Giao Quang còn lại là đem một khối khắc văn thần bài giao cho Dương Nghị Vân nói, Vân đại nhân đây là vây yêu thần bài, người có thể tùy thời giải trừ trên người nàng vây yêu phong ấn. Dương Nghị Vân tiếp nhận thần bài nói lời cảm tạ nói, đa tạ, còn thỉnh ngươi đi giúp ta nhìn xem, hỏi thăm đại ác nhân tin tức, ta chờ. Hảo, Vân đại nhân chờ một lát, ta đi xem, nghĩ đến hẳn là cũng sắp có tin tức. Giao Quang nói xong, đi ra ngoài. Đại sảnh dư lại Phan Vô Cực. Dương Nghị Vân ánh mắt đặt ở lồng sắt thượng, giờ phút này lồng sắt như cũ đừng vải đỏ cái, hắn còn lại là đối Phan Vô Cực mở miệng nói, lão Phan đi ra ngoài ở bên ngoài thủ. Đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Là, ân chủ, Phan Vô Cực cảm thụ giờ phút này ân chủ trên người phát ra hơi thở làm hắn đều có chút sợ hãi, phi thường trầm trọng, không dám nhiều lời một câu, trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa lại, canh giữ ở tới ngoài cửa. Dương Nghị Vân chờ Phan Vô Cực đi ra ngoài, Dương Nghị Vân tùy tay ở trong phòng bày ra một đạo cấm chế, vung tay lên đem lồng sắt thượng vải đỏ vạch chân. Thiết Luân Trung Cửu Vĩ Thần Hồ, tức khắc như là đã chịu thật lớn kinh hách giống nhau. Thân thể cuốn rụt lên, nàng là bản thể cửu vĩ trạng thái, giờ phút này không phải hình người, trên cổ có một cái khắc văn xích sắt liên tiếp ở lồng sắt thượng, hẳn là vây yêu dây thừng. Dương Nghị Vân nhìn nàng toàn thân cư nhiên có không dưới hơn 30 nói lớn nhỏ miệng vết thương, thật sự là trong lòng từng đợt chiều chiều, đôi mắt đều đỏ, hắn là cái cảm tình người, càng là cái chú trọng thân thích cảm tình người, nhất không thể gặp bên người thân nhân bằng hữu thu được thương tổn. Nhìn thấy Thiên Cơ sư nương lúc này bộ dáng, ngực cảm giác phải bị một đoàn ngọn lửa thiêu. Hít sâu một hơi nói, sư nương ngài chịu khổ. Nói chuyện chung thúc dục trong tay vây yêu thần bài. Xôn xao. Một tiếng kim thiết tương giao thanh âm vang lên, đồng thời xích sắt mở ra, Dương Nghị Vân lại lần nữa thúc dục dưới, cửu vĩ thần hồ trên cổ xích sắt cũng vạch trần. Chi. Nhưng là cửu vĩ hồ lại là phát ra suy yếu chi thân, đôi mắt sốt cuộc mở, nhưng lại ánh mắt là mê ly, nhìn qua không có khôi phục thần trí. Dương Nghị Vân biết đây là bởi vì bị nhốt yêu xiềng xích vây lâu lắm nguyên nhân, cũng là vì nàng bị thương quá nặng nguyên nhân nơi. Ngồi xổm xuống thân tới, Dương Nghị Vân trở tay xuất hiện tam tích sinh mệnh chi thủy, một giọt dừng ở sư nương trên người, hai giọt tiến vào tới miệng nàng, có sinh mệnh chi thủy ở liền tính là nàng bị thương lại trọng, Dương Nghị Vân tin tưởng cũng có thể khôi phục lại. Tam tích sinh mệnh chi thủy đi xuống, cửu vĩ hồ toàn thân toát ra ngân bạch ánh sáng, chói mắt vô cùng. Lại là hoàn toàn bị bạch quang bao phủ ở trong đó, Dương Nghị Vân rốt cuộc phun ra một ngụm chọc khí, hắn biết sư nương bắt đầu khôi phục. Ước chừng mới tức lúc sau, bạch quang dần dần tan đi. Lại là tại hạ một khắc, một tiếng chi thét dài vang lên, trong giây lát vẫn luôn lợi chảo hướng hắn mà đến. Dương Nghị Vân giờ phút này khoảng cách rất gần, lại vẫn là bị hoảng sợ, vội vàng hô to, sư nương là ta là Vân Tử. Móng vuốt ngừng ở hắn chán thượng, bạch quang tan hết. Lại là hóa thành hình người Thiên Cơ sư nương xuất hiện trước mặt hắn. Dương Nghị Vân biết sư nương khôi phục lại đây. Ngươi, là Vân Tử, Thiên Cơ mang theo nghi hoặc, thanh âm có chút lạnh băng. Dương Nghị Vân lúc này mới phản ứng lại đây, giờ phút này hắn dùng thần quang che mặt, dựng lên dùng đan dược nội liếm hơi thở, cũng khó trách sư nương nghi hoặc. Trong lòng vừa động vội vàng triệt bỏ mặt bộ che đậy thần quang,
khôi phục hắn vốn dĩ diện mạo. Lập tức đối với thiên cơ quỳ xuống nói, bái kiến sư nương. Thiên cơ rốt cuộc xác định trước mắt đầu chọc là Dương Nghị Vân, chỉ là tóc không có, hơi thở thay đổi, hơn nữa tu vi cư nhiên đã tới thượng giai thiên thần trình tự. Hồi tưởng lên cùng Dương Nghị Vân năm đó ở tiên giới gặp mặt phân biệt, cũng không đủ vạn năm mà thôi, khi đó thông ngộ đều không đến, nhưng hiện tại cư nhiên đã là thượng giai thiên thần. Mà nàng đâu? Năm đó cửu tử nhất sinh đi vào thần giới, dựa vào cửu vĩ hồ tộc thiên phú tu luyện đã là thực nhanh, cuối cùng tu luyện đến thượng giai yêu thân cảnh giới, nhưng mà một hồi đại kiếp nạn chung nàng cảnh giới đại ngã, hiện tại lại là té sơ giai yêu thần cảnh giới. Này một kiếp nàng đều cho rằng chính mình muốn xong rồi. Cũng làm hảo trong lòng chuẩn bị, bị người bắt giữ khống chế, mang lên vây yêu xiềng xích đưa đến chợ đen chụp mua chàng, nàng đường đường cửu vĩ hồ khi nào chịu quá này chợ vô cùng nhục nhã, phát động cấm kỵ chi thuật, muốn tự bạo cũng chưa tự bạo thành, ngược lại mất đi ý thức. Ai ngờ đến cư nhiên gặp được Dương Nghị Vân. Lúc này, thiên cơ không cần hỏi đều biết là Dương Nghị Vân cứu nàng. Thấy rõ ràng là Dương Nghị Vân sau, thiên cơ căng chặt thần kinh hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Vừa mới trong nháy mắt khôi phục thần trí, cũng khôi phục thương thế thần lực, nàng thậm chí đều tưởng ảo giác. Nhưng hiện tại rốt cuộc biết này không phải ảo giác, là Dương Nghị Vân cứu nàng. Nhìn Dương Nghị Vân thiên cơ đôi mắt đỏ, có chút nức nở nói, Vân Nhi. Nói chuyện chung sụi lơ trên mặt đất, lại là ôm Dương Nghị Vân khóc giống, chỉ có nàng chính mình biết, nàng đã trải qua kiểu gì cực khổ, hiện tại gặp được một người thân, thật sự là hỉ cực mà khóc. Sư nương không có việc gì. Không có việc gì. Dương Nghị Vân lúc này, cũng chỉ có thể thấp giọng an ủi, hơn nữa là làm một cái vãn bối an ủi, hắn không dám có bất luận cái gì bất kính, đối vị này sư nương hắn là đánh trong lòng đều tôn kính. Cũng minh bạch nàng là chịu khổ, một người ở thần giới nhìn thấy một cái thân cận người, phóng thích cảm xúc. Dương Nghị Vân có thể lý giải nàng. Một lát sau, thiên cơ mới im tiếng, đứng dậy lau nước mắt, đem Dương Nghị Vân nâng dậy nói, hảo hài tử mau đứng lên. Sư nương làm ngươi thấy hiệu quả. Sư nương ngươi không có việc gì liền hảo. Dương Nghị Vân tại đây vị sư nương bên người vẫn là có chút câu nệ, đương nhiên loại này câu nệ là bởi vì đối nàng kính, không phải sợ. Thành tựu yêu thần thiên cơ sư nương càng thêm có hồ tộc chi mị, đây là trời sinh, cho dù là Dương Nghị Vân cũng không dám đi xem nàng đôi mắt. Ai lần này vốn tưởng rằng khó thoát một kiếp, lại là không nghĩ tới vẫn là ngươi đã cứu ta thiên cơ thổn thức. Dương Nghị Vân làm nàng ngồi xuống, mở miệng hỏi, sư nương là người phương nào bắt ngươi, ngài nhưng có tìm được sư phụ ta. Nói ra thì rất dài a. Thiên cơ thở dài trung cấp Dương Nghị Vân đem nổi lên nàng đi vào thần giới tao ngộ. Vài phút sau Dương Nghị Vân nghe xong sư nương giảng thuật, hắn biết trong đó một ít việc, sư nương là tránh đi, nhưng lại có thể tưởng tượng đến trong đó hung hiểm gian nan, ở sư nương giảng thuật chung, nàng đi vào thần giới sau. Đồng dạng là chém giết phi thăng thiên môn gác thiên nhân mới tiến vào thần giới, lúc sau liền vẫn luôn ở tìm sư phụ. Sư nương tu một môn thiên phú bí pháp đó là có thể suy đoán thiên cơ, ở nàng suy đoán chung phát hiện sư phụ tung tích ở thiên thành xuất hiện quá, cho nên nàng đi tới thiên thành, nhưng lại ở nửa đường, đụng phải một đám bắt giữ yêu thú thiên nhân, trực tiếp đối nàng xuống tay, đối phương có thiên thần quân trình tự tồn tại, hơn nữa nhân số đông đảo, một phen chém giết xuống dưới. Cho dù là nàng thiêu đốt tinh huyết thi triển bí pháp đều không có chạy thoát, cuối cùng không chỉ có hao tổn tu vi từ thượng vị yêu thần cảnh giới. Rơi xuống tới rồi sơ giai yêu thần, còn bị chộp tới rồi chợ đen bán đấu giá. Dựa theo sư nương cách nói, thần giới quá mức cuồn cuộn quá lớn, mỗi một cái phi thăng giả liền tính sẽ ở tiên giới đều là hô mưa gọi gió cường đại tồn tại, nhưng tới rồi thần giới lúc sau làm theo muốn từ thấp nhất thần nhân tu luyện dựng lên, hơn nữa thần giới đại đạo quy tắc từ từ đều bất đồng. Chẳng sợ nàng thi triển thiên cơ suy đoán, muốn tìm một người cũng như mò kim đáy biển, nhiều nhất có thể suy đoán ra một cùng đại thể phương vị. Nhiều năm như vậy, nàng một bên tu luyện, một bên tìm kiếm sư phụ, lại là chung quy không có tìm được. Dương Nghị Vân cũng nói qua nữ võ thần sư nương cùng công chúa sư nương còn có Lam Tâm ba người cùng nhau lên trời lộ sự, nhưng là thiên cơ sư nương lại là một cái cũng chưa gặp qua. Kế tiếp thiên cơ hỏi Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân cũng là đem chính mình từ lên trời lộ bắt đầu sự tình đều nói, bất quá hắn vì che giấu hắn bị thiên nhân tộc đế tôn vô thượng coi là đại kiếp nạn chi tử, còn có càn khôn dư nghiệt đuổi giết, cùng với đi gặp quá phục hy thần hoàng sự. Hắn không nghĩ liên lụy sư nương, cũng không nghĩ làm nàng lo lắng. Hai người liêu qua sau, Dương Nghị Vân nghe được ngoài cửa, Phan Vô Cực tiếng đập cửa. Vì thế cùng thiên cơ một lần nữa che mặt,
phất tay mở ra cửa phòng. Lại là Phan Vô Cực mang theo Giao Quang đi đến. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, ánh mắt dừng ở Giao Quang trên người, hắn biết hẳn là Giao Quang đi hỏi thăm người nào bắt giữ Thiên Cơ Sư Nương Sự, có tin tức. Đối với là người nào bắt giữ Thiên Cơ Sư Nương Sự, nàng căn bản là không biết, chỉ là nhớ rõ ngày đó chào hắn vài người, cầm đầu một cái thiên thần quân, có thể xác định là thiên tộc người. Nhưng hiện tại nhưng thật ra không sao cả, hắn hoa 10 vạn thần thạch, làm Giao Quang đi âm thầm kém, tự nhiên có thể biết được là người nào bắt giữ quá hắn sư nương Thiên Cơ, thù này, hắn tự nhiên muốn báo. 10 vạn thần thạch không thể bạch hoa, hắn Dương Nghị Vân sư nương cũng không thể nhận không tội. Chính hắn bị người đuổi giết đã đều đủ nghẹn khuất, không thể ở làm chính mình thân nhân bằng hữu chịu ủy khuất. Nếu hiện tại hắn có thực lực này, vậy hắn tới báo thù. Thiên thần quân trình tự mà thôi, với hắn mà nói còn không khó. Tam mắt cùng A Mãnh đều ở Càn Khôn Hồ Trung mang theo, nhưng đều là thiên thần quân trình tự, không phải ăn chay. Vân đại nhân có tin tức, đây là ngài yêu cầu. Giao Quang nói chuyện chung, đem một khối thần bài đưa cho Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân kết quả thần bài thần thức đảo qua, tức khắc bên trong xuất hiện bắt giữ thiên cơ tin tức. Chờ hắn sau khi xem xong, mới phát hiện cư nhiên còn cùng Phan Vô Cực có chút quan hệ. Đương nhiên không phải cái loại này thân mật quan hệ, mà là liên lụy quan hệ, nguyên lai ở Giao Quang cung cấp tin tức chung, bắt giữ thiên cơ sư nương người, cư nhiên là ác nhân giúp, cũng coi như ngày hắn gặp được cái kia diện mạo hung thú bóp chết đại hán nơi thế lực. Ở Giao Quang cung cấp tin tức chung ác nhân giúp ở thiên thành xem như cái ngầm hắc ác thế lực, ác nhân giúp bang chủ là cái thượng vị thiên thần vương, thủ hạ bang chúng tam vạn chi chúng. Là thiên thành một đại ác thế lực chi nhất, vì thần thạch cái gì hoạt động đều làm, bắt giữ yêu tộc buôn bán từ từ chỉ là trong đó hạng nhất sản nghiệp. Mà bắt giữ thiên cơ sư nương còn lại là ác nhân giúp một chi tiểu đội, tổng cộng 12 người, cầm đầu người là cái thượng vị thiên thần quân, thủ hạ có 2 cái trung vị thiên thần quân, 4 cái hạ vị thiên thần quân, dư giả tất cả đều là thượng vị thiên thần. Cầm đầu thiên thần quân ở chợ đen danh hiệu đã kêu, đại ác nhân, cái này cũng liền đối thượng hào. Giao Quang làm việc thực cẩn thận, tên cùng hình ảnh 12 người tất cả đều có, bao gồm tu vi cảnh giới, đều có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, đương nhiên về toàn bộ ác nhân giúp thế lực lại là một cái đại khái, nhưng lại cũng làm Dương Nghị Vân có hiểu biết, này với hắn mà nói cũng đủ. Thần vương cấp bậc hắn tạm thời không thể trêu vào, còn giết không được 12 cái thiên thần quân sao. Giao Quang sau lưng đệ nhất thần phường cường đại tình báo hệ thống, cũng từ mặt bên phản ánh đệ nhất thần phường thực lực cùng thế lực, tuyệt đối không nhỏ. Đa tạ Dương Nghị Vân thu hồi ngọc giản, đối Giao Quang nói lời cảm tạ, hắn không có đối sư nương nói chuyện này nhi, bởi vì hắn biết nói lúc sau, sư nương khẳng định sẽ không làm hắn mạo hiểm. Nhưng là làm sư phụ đệ tử, sư phụ không hề sư nương bị khi dễ, kia hắn cái này làm đệ tử nên cấp 10 năm báo thù hết giận. Giao Quang thấp giọng nói, Vân đại nhân có câu nói không biết có nên hỏi hay không. Giao Quang quản sự người ta chi gian tuy là giao dịch, nhưng cũng là duyên phận. Gặp nhau tương giao tức là duyên phận, không cần khách khí, có nói cái gì cứ việc hỏi. Dương Nghị Vân nói, Giao Quang ánh mắt quét giống nhau đứng ở cửa sổ trước bạch y nữ tử, tuy rằng mặt bộ có thần quang che đậy, nhưng hắn lại là biết chính là cửu vĩ thần hồ. Rồi sau đó thấp giọng nói, Vân đại nhân chính là muốn tìm ác nhân bang người báo thù. Đối với vấn đề này, Dương Nghị Vân cũng không có gì hảo giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy. Dù sao ác nhân bang tình báo đều là Giao Quang cung cấp, hắn cũng không sợ Giao Quang đi mật báo. Giao Quang tiếp tục nói, đa tạ Vân đại nhân tín nhiệm, nếu đại nhân đem ta coi như bằng hữu, ta đây Giao Quang cũng có một câu bằng hữu chi gian nói cho Vân đại nhân. Dương Nghị Vân nói, mời nói. Ác nhân giúp bên ngoài thượng là có cái thượng vị thiên thần vương bang chủ, nhưng nghe đồn sau lưng có càng cường đại đại nhân vật tồn tại, Vân đại nhân nếu là muốn tìm ác nhân bang người báo thù. Còn cần tam tư mới là. Dương Nghị Vân nghe được ra tới, Giao Quang này một phen lời nói là hảo ý, là ở mịt mờ nói cho hắn, sát mấy cái thiên thần lúc sau, khả năng sẽ chọc giận toàn bộ ác nhân giúp, hơn nữa ác nhân giúp không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, trừ bỏ một cái bên ngoài thượng vị thiên thần vương ở ngoài, còn có càng cường đại hơn cường giả tồn tại, nhưng đừng dẫn hỏa thượng thân. Đương nhiên hắn rõ ràng hơn, Giao Quang lời này, còn có một khác tầng thử hắn ý tứ ở bên trong. Nếu hắn tiếp nhận rồi Giao Quang hảo ý, nói không báo thù, như vậy cũng chính là nói cho Giao Quang hắn là cái không thực lực không bối cảnh người. Nhưng hắn nếu là thái độ kiên quyết muốn báo thù, như vậy ở Giao Quang nghĩ đến, hắn sau lưng liền có bối cảnh,
cũng là thế lực lớn tồn tại người. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân trong lòng âm thầm nói thầm, thật đúng là một cái tâm tư kín đáo nữ nhân a. Thần giới ngọa hổ tàng long, không thể coi thường người có khối người, về sau trăm triệu phải cẩn thận hành sự. Đương nhiên mặt ngoài, Dương Nghị Vân lại là không chút do dự, ngữ khí khinh thường nói, một cái nho nhỏ ác nhân giúp mà thôi, hủy diệt cũng không phải việc khó, đa tạ Giao Quang quản sự hảo ý, ta đã biết. Giao Quang nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, trong lòng lại là nhận định, cái này lai lịch nàng cũng chưa điều ti a Gia Vân đại nhân, xem ra quả nhiên là xuất thân nào đó thế lực lớn đệ tử, đáng giá chú ý. Nàng ở phái người điều ti a bắt giữ cửu vĩ thần hồ người thời điểm, đồng dạng cũng điều ti a cái này Vân đại nhân, thật là đáng giá ra một cái, mấy ngày trước từ bên ngoài tới người ngoài, không phải thiên thành người địa phương, mà Vân đại nhân bên người người hầu lại tựa hồ thiên thành bản địa một cái thiên thần. Một cái tư chất thường thường thất bại tiểu nhân vật, thấu gõ bị ác nhân bang nhân vi khó, bị vị này Vân đại nhân ra tay chính là một vạn thần thạch cứu người. Lúc sau liền đi tới chợ đen muốn bán đấu giá chính là vực sâu huyền thủy. Giao Quang làm người nghe được cũng chính là điểm này tin tức, hiện tại thoạt nhìn cái này Vân đại nhân còn đúng là có điểm thần bí, đáng giá chú ý, giá trị con người xa xỉ, ra tay bất phàm, cách nói năng không tầm thường, làm việc đại khí, là cái đại gia xuất thân người. Bực này người, đáng giá các nàng đệ nhất thần phóng chú ý, hoặc là nói đầu tư, đệ nhất thân thần phường có thể trở thành thần giới số một số hai ngầm chợ đen tổ chức, vô số thời gian chung đứng dậy không ngã, dựa vào nhưng không đơn giản là giao dịch mua bán, càng quan trọng còn có nhân tế quan hệ. Dương Nghị Vân chính thức tiến vào đệ nhất thần phường chủ sự đại nhân đôi mắt, đương nhiên nàng Giao Quang khảo hạch là đệ nhất vị, hiện tại nàng cảm thấy có thể chú ý thậm chí là mượn sức vị này Vân đại nhân. Chẳng qua thoạt nhìn Vân đại nhân muốn quyết tâm trêu chọc ác nhân giúp, chuyện này, nàng còn cần đăng báo mới được. Nhưng là bước đầu phán đoán, Dương Nghị Vân tiến vào nàng pháp nhãn, phải đối hắn tiến hành mượn sức, còn cần xem hắn bản lĩnh mới được, mà lần này ác nhân giúp việc, vừa lúc là cái cơ hội. Nghĩ đến đây Giao Quang nói, một khi đã như vậy, ta ở miễn phí đưa Vân đại nhân một tin tức đi. Vậy đa tạ Dương Nghị Vân không cho là đúng, hắn mới không tin Giao Quang tốt như vậy. Thương nhân vĩnh viễn đều là lãi nặng. Nhưng thật ra muốn nghe xem Giao Quang có thể đưa cho chính mình cái gì tin tức. Chỉ nghe Giao Quang nói, ngày mai ác nhân giúp yêu thú tiểu đội, cũng chính là bắt giữ quá cửu vĩ thần hồ những người đó, sẽ đi thiên thành đông nam 800 dặm yêu quang rừng rậm, nghe nói nơi nào xuất hiện một đầu cái gì thần thú, bọn họ muốn đi bắt giữ. Dương Nghị Vân hai tròng mắt trung tinh quang lập lòe, thật sự. Giao Quang chưa bao giờ nói dối. Đa tạ. Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ, hắn tin tưởng tin tức này là thật sự, Giao Quang không lý do lừa hắn, hơn nữa hắn cảm thụ được đến, đây là Giao Quang cố ý ở bán cho hắn hảo. Giao Quang cười cười nói, không khách khí, Vân đại nhân muốn thật sự cảm tạ, về sau có cái gì bảo vật, còn thỉnh tìm ta tới chúng ta đệ nhất thần phường. Nói xong lại bổ sung nói, đúng rồi, ta đã giúp ngươi liên hệ hảo chúng ta đệ nhất thần phường luyện khí đại sư, Vân đại nhân hay không muốn đi gặp nhau. Dương Nghị Vân gật đầu, đây là tự nhiên, vậy làm phiền dẫn đường đi. Hắn tự nhiên không quên chữa trị hắc ám yêu hoàng chiến giáp sự, tốt nhất hôm nay có thể đem chiến giáp chữa trị, đến lúc đó hắn xuất phát đi yêu quang rừng rậm, chém những cái đó bắt giữ quá sư nương ác nhân đám ô hợp, cấp sư nương báo thù hết giận. Vậy xin theo ta tới Giao Quang xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Dương Nghị Vân tiếp đón thiên cơ sư nương cùng Phan Vô Cực cùng nhau. Ba người đi theo Yêu Quang lại là hướng về lầu ba thông đạo cuối mà đi. Mười mấy phút sau, Giao Quang mang theo bọn họ tiến vào một cánh cửa, hắn đi vào lại là không gian chuyển động, tới rồi một chỗ cổ phong nhà cửa. Ba tầng gác mái xuất hiện ở tầm mắt. Trực tiếp tiến vào gác mái đại sảnh sau, Giao Quang mở miệng nói, Vân đại nhân làm ngài hai vị bằng hữu ở đại sảnh chờ một lát, ngài tùy ta đi lên đem ứng đại sư như thế nào. Dương Nghị Vân tự nhiên biết. Có thể bị xưng là đệ nhất thần phường đệ nhất luyện khí đại sư người, tự nhiên không phải người bình thường, không nói đến luyện khí sư thân phận, khả năng chỉ cần tu vi liền phi thường chi cao. Giao Quang nhìn như ở thương nghị, kỳ thật đây là ở vào lễ phép. Hắn cũng không phải không rõ lý lẽ người, càng không phải nhát gan người, gật gật đầu nói, có thể, bất quá, ta có thể hỏi một câu, chúng ta có phải hay không đã từ chợ đen ra tới? Hiện tại lại là phương nào? Bất chi bất giác ở chợ đen đã qua đi một cái ban đêm, hiện tại lại là ban ngày. Ít nhất hắn cũng muốn biết bọn họ tới rồi địa phương nào đi. Vân đại nhân yên tâm,
Chúng ta như cũ ở Thiên Thành trong vòng, nơi này là Thiên Thành Đông Thành một chỗ nhà cửa, là chúng ta đệ nhất thần phường sản nghiệp, cũng là chúng ta đệ nhất thần phường luyện khí đại sư Ứng Minh Quân chỗ ở, Vân đại nhân đừng lo cái gì. Giao Quang nói, như thế vậy thỉnh Giao Quang quản sự dẫn đường, chúng ta đi bái kiến Ứng đại sư đi. Tới rồi lúc này Dương Nghị Vân mới từ Giao Quang trong miệng biết được đệ nhất thần phường luyện khí đại sư tên gọi là Ứng Minh Quân. Thỉnh. Dương Nghị Vân đối sư nương cùng Phan Vô Cực dặn dò một tiếng, đi theo Giao Quang thượng lầu 3. Tới rồi Hàng Hiên cái thứ nhất cửa phòng Giao Quang dừng lại sau, lại là vung tay lên tan đi trên mặt thần quang che lấp, lộ ra chân dung. Tức khắc Dương Nghị Vân sửng sốt, không nghĩ tới Diệu Quang sẽ tan đi thần quang che đậy lộ ra chân dung tới, điểm này nhưng thật ra hắn bất ngờ, ngẩng đầu xem qua đi thời điểm, lại là phát hiện Giao Quang đến tột cùng một cái tuyệt sắc nữ tử, xem diện mạo lại là nhị bát niên hoa. Tinh xảo ngũ quan quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật giống nhau, màu da như ngọc nhìn như vô cùng mịn màng, thủy linh linh mắt to, để lộ ra thông tuệ linh khí, nàng đôi mắt tựa hồ có thể nói giống nhau khôn khéo. Trong lúc nhất thời hắn đều xem ngây người. Nhưng Giao Quang lại là cười, này cười làm Dương Nghị Vân cảm giác bốn phía ánh sáng đều ảm đạm đi xuống, nàng thành một cái lóa mắt minh châu. Vân đại nhân đừng giật mình, nơi này không phải chợ đen, là Ứng đại sư địa bàn. Hắn lão nhân gia không thích che che giấu giấu, ngươi cũng tan đi thần quang che đậy đi, mặt đối mặt nói chuyện với nhau, Ứng đại sư không thích che đậy, ngài yên tâm sẽ không đem ngươi dung mạo tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Giao Quang nói những lời này thời điểm vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng Dương Mỗ Nhân giờ phút này lại là hoàn toàn bị Giao Quang mỹ mạo cấp hấp dẫn, đây là hắn đi vào thần giới lúc sau gặp qua đẹp nhất thần nữ. Mấu chốt nhất chính là, Dương Nghị Vân phát hiện Giao Quang giữa mày không có thiên tộc ấn ký. Vậy thuyết minh là thần tộc một mạch. Chẳng qua hơi thở là che đậy hắn nhìn không thấu Giao Quang cái gì tu vi, lại nói cũng ngượng ngùng đi trực tiếp xem nhân gia tu vi. Vân đại nhân, Giao Quang thấy vị này Vân đại nhân không phản ứng, lại hô một tiếng, đối với Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm nàng xem si ngốc bộ dáng lại chỉ là cười cười không cho rằng người, rất nhiều người thấy nàng dung mạo, đều từng có cùng loại ánh mắt. A nga nga, đã biết, bị Giao Quang mang theo ý cười ra tiếng đánh gãy. Dương Mỗ Nhân lại là có chút ngượng ngùng lên, đã bao nhiêu năm hắn cư nhiên phát hiện chính mình mặt đỏ, lại là phất tay chi gian triệt bỏ thần quang che mặt. Cũng vội vàng đem ánh mắt từ Giao Quang trên mặt rời đi. Không, ngượng ngùng, chung quy Dương Mỗ Nhân nói như vậy một câu, chính hắn cũng không biết vì cái gì muốn nói những lời này. Giao Quang còn lại là nhìn đến Dương Nghị Vân có chút đỏ lên mặt, trong lòng cảm giác được có ý tứ, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến có khác phái ở nàng trước mặt mặt đỏ. Trước kia gặp qua những người đó nhưng đều không phải vị này Vân đại nhân giống nhau thần sắc, nhưng thật ra trong lòng có chút khác thường bất đồng, đối vị này Vân đại nhân kỳ thật nàng từ lúc bắt đầu liền tương đối tò mò, lúc này nhìn đến hắn chân dung, lại cũng là nhìn nhiều giống nhau, không nghĩ tới nguyên lai là cái đầu trọc, hơn nữa một tiếng màu đỏ rực trường y. Ánh mắt đầu tiên liền cho nàng thực kinh diễm, nhưng là nhìn hắn đầu trọc, chung quy nhịn không được vẫn là phụt cười một tiếng. Làm sao vậy, ta đầu trọc khó coi a? Dương Mỗ Nhân cũng là trải qua đại phóng đại lãng người, thực mau trở về quá thần tới, định thần lúc sau, khôi phục bình thường thần sắc, nhìn đến Giao Quang cười ra tiếng, hắn tự nhiên biết nàng đang cười chính mình đầu chọc, lại là mang theo một tia trêu chọc hỏi ra tới. À không phải không có việc gì, không có việc gì, cùng ta vào đi thôi cái này đến phiên Giao Quang ngượng ngùng, vội vàng xoay người gõ cửa Ứng Gia Gia ta tới. Một tiếng Ứng Gia Gia lại là thực thân thiết. Dương Nghị Vân cái này minh bạch. Giao Quang cùng Ứng đại sư chi gian thoạt nhìn quan hệ thực thân cận. Là Giao Quang nhà đầu A, vào đi một cái giả nua nhưng lại to lớn vang dội thanh âm, từ bên trong vang lên, ngay sau đó cửa phòng tự động mở ra. Trong tầm mắt là cái trăm bình phương tả hữu đại sảnh, khắc văn đền bù, lập lòe thần quang, một người mặc màu xám trường bào đầu bạc lão giả đưa lưng về phía bọn họ, đang ở trung ương vị trí múa may đôi tay lại là nơi tay véo pháp quyết, từng đạo thần quang pháp lực từ trong tay hắn đi ra ngoài. Ngay lập tức chi gian Dương Nghị Vân nhìn đến lão giả đôi tay đánh ra 3000 nhiều nói dấu tay pháp quyết. Ở lão giả phía trước lại là một thanh thần đao loang loáng đại tác phẩm, bốn phía lại là thần hỏa ở quay cuồng, tụ mà không tiêu tan. Dương Nghị Vân trong lòng nói, cao thủ, đây là cao thủ. Thần giới luyện khí chi đạo hắn tuy rằng không hiểu, nhưng luyện đan luyện khí đều là trăm sông đổ về một biển, đơn giản cơ sở hắn vẫn là có thể nhìn ra được tới. Cái này lão giả ở tam tức thời gian cư nhiên đối thần đao rèn luyện 3000 thứ, rèn luyện thủ pháp cũng thực độc đáo, làm Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên.
Giao Quang cũng không ra tiếng, an tĩnh đứng ở cửa, không đi quấy rầy đang ở luyện khí lão giả. Dương Nghị Vân lại là đứng ở phía sau, nhìn không chớp mắt quan khán, hắn cảm giác có điều hiểu ra. Hắn am hiểu luyện đan, nhưng thần giới luyện đan chi đạo, lại là không biết như thế nào, hiện giờ xem lão giả luyện khí rèn luyện, thả là có chút tự mình tâm đắc, luyện khí luyện đan căn cơ đều là rèn luyện, cái này hắn xem như mở rộng tầm mắt, trong lòng đại hỉ. Cũng không dám ra tiếng, liền như vậy nhìn. Trong lòng một ít luyện đan rèn luyện hoang mang cũng giải mở ra, cảm giác thu hoạch pha đại. Mà lão giả tựa hồ là cố ý, động tác hơi chút chậm một ít, từng đạo tay quyết đánh ra đi. Cứ như vậy thời gian trôi qua một ngày một đêm. Ngày hôm sau, oanh một tiếng, lão giả thu công, thần ánh đao mang đại tác phẩm, phát ra nổ vang đao ngâm. Lão giả duỗi tay đem thần đao chộp vào trong tay, thần quang nội liếm, đao ngâm đình chỉ. Chúc mừng Ứng Gia Gia lại luyện chế thành một thanh thần đế cấp bậc thần khí. Giao Quang lúc này mới tiến lên cười chúc mừng. Lão giả lắc đầu cười nói, một thanh thần đế cấp bậc thần đao mà thôi, không đáng giá nhắc tới, lại không phải pháp thần khí thiên đạo khí. Không đúng, Ứng Gia Gia ngươi tùy tiện luyện chế một thanh thần khí chính là thần đế cấp bậc trung cực phẩm thần khí, toàn bộ thần giới cũng tìm không ra cái thứ hai ngài như vậy luyện khí đại sư tới đâu. Giao Quang nói ngọt mang theo khen, thanh âm nghe vào Dương Nghị Vân trong tai có chút xương cốt phát tô. Hai chữ dễ nghe. Lão giả hoặc là nói là luyện khí đại sư Ứng Minh Quân lắc đầu cười nói, luyện chế không ra thiên đạo cảnh cấp bậc thần khí ta vĩnh viễn đều không phải luyện khí đại sư. Trong giọng nói có một cổ tử chấp nhất, nhưng thật ra nghe vào Dương Nghị Vân trong tai rất là kính nể. Lúc này Ứng Minh Quân quay đầu ánh mắt dừng ở Dương Nghị Vân trên người cười hỏi, tiểu gia hỏa mới vừa rồi nhưng nhìn đến ta đánh ra nhiều ít đạo pháp quyết. Dương Nghị Vân không cần nghĩ ngợi nói, vãn bối ngu dốt, chỉ thấy rõ 9.800 nói. Trong đó 6.800 nói vì rèn luyện pháp quyết, 3.000 nói vì văn võ khống hỏa pháp quyết. Ứng Minh Quân vốn dĩ chính là thuận miệng vừa hỏi, bởi vì hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Dương Nghị Vân vẫn luôn đang xem hắn luyện khí, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên thật đúng là có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Tức khắc ánh mắt sáng lên nói, chuẩn xác mà nói là, 1.200.800 đạo pháp quyết, trong đó còn có 3.000 nói là thần lực pháp quyết, dùng để củng cố thần hỏa. Luyện khí luyện đan hết thảy rèn luyện chi đạo trung tâm trọng điểm ở ngọn lửa, ngươi thực không tồi, nhưng cũng là luyện khí chi đạo. Dương Nghị Vân nghe Ứng Minh Quân nói chuyện, tức khắc xấu hổ, hắn cảm thấy chính mình xem đến nhìn không chớp mắt, hẳn là thấy rõ ràng, liền tính là có xuất nhập cũng nhiều nhất kém mấy chục đạo mà thôi, không nghĩ tới suốt kém 3.000 nói. Ngượng ngùng trả lời nói, vãn bối đối luyện khí chi đạo không hiểu lắm, trước kia nghiên cứu chính là luyện đan chi đạo, nhưng thật ra làm tiền bối thấy hiệu quả. Đan đạo, ân, nhưng thật ra cùng luyện khí chi đạo tương đồng, người có thể nhìn ra 9.800 nói tay quyết, đã phi thường không tồi. Ứng Minh Quân trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Quay đầu cười hỏi Giao Quang nói, Giao Quang nhà đầu ngươi nhìn ra nhiều ít nói. Ứng Gia Gia ngươi giễu cợt ta, biết rõ nhân gia không hiểu luyện khí chi đạo sao, mới nhìn ra 3.000 nhiều nói. Giao Quang giờ phút này lộ ra tiểu nữ nhi làm nũng tư thái. Lại là lại một lần làm Dương Mẫu Nhân xem ngây người, nữ nhân này quả thực là nam nhân sát thủ, bình tĩnh ngốc manh yêu mị thông tuệ đáng yêu tập với một thân, rất khó có người ngăn cản chủ nàng loại này trên người khí chất. Ha ha ha, người nhà đầu này rõ ràng thông tuệ vô cùng, chính là không muốn đi luyện khí chi đạo, một hai phải ham thích với đi thương đạo. Ứng Minh Quân nói chuyện chung có chút trưởng bối đối vãn bối oán trách. Giao Quang tiếp tục nói, Ứng Gia Gia ngươi vẫn luôn ở tìm truyền nhân. Này trước mắt không phải xuất hiện một thiên tài sao? Nhìn ra 9.000 nhiều nói tay quyết, có thể so ta cường không phải nhỏ tí tẹo. Giao Quang nói chuyện chung, cố ý không thể nghi ngờ nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân, nàng trong lòng kỳ thật là vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên có thể thấy rõ ràng Ứng Gia Gia 9.800 nói luyện khí pháp quyết, hoàn toàn có thể nói là thiên phú dị bẩm, thời gian dài chung, nàng là nhất rõ ràng, Ứng Gia Gia vẫn luôn sớm tìm một cái truyền nhân. Đáng tiếc đều không có vừa ý, hôm nay Dương Nghị Vân biểu hiện nhìn qua tựa hồ rất đúng lão gia tử ăn uống. Giao Quang rất rõ ràng, lão gia tử tính cách cổ quái, rất ít khen người, đối Dương Nghị Vân lời này, đã xem như rất lớn khen, mà đối với nàng tới nói, nếu muốn cùng Dương Nghị Vân chấp nối, làm Ứng Gia Gia nhìn xem Dương Nghị Vân đảo cũng là cái không tồi lựa chọn. Cho nên nàng nói ra lời này. Lúc này, Ứng Minh Quân kiểu gì khôn khéo nhân vật. Tự nhiên minh bạch Giao Quang trong lòng tưởng cái gì, nhìn Dương Nghị Vân nói, tiểu hữu nếu thông hiểu luyện đan chi đạo,
chúng ta ngồi xuống tham thảo một phen như thế nào. Lời này ra tới, Dương Nghị Vân lại là trong lòng đại hỉ, với hắn mà nói cầu mà không được, vội vàng nói, vãn bối có thể được tiền bối chỉ điểm tự nhiên là cầu mà không được, cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn có gì nếm nhìn không ra tới, giao quang cùng cái này Ứng Minh Quân là cố ý cùng chính mình giao hảo. Đối này hắn tự nhiên là vui, hiện tại thần giới trưởng thành đi xuống, luyện đan chi đạo hắn biết không nhưng hoặc thiếu, mà trước mắt luyện khí đại sư, thực hiển nhiên là có bản lĩnh người, như quá có thể được hắn chỉ điểm, thế tất đối hắn ở rèn luyện cùng khống hỏa thượng có rất lớn trợ giúp. Đối với sau này luyện đan chi đạo chỗ tốt, tự nhiên không thể nhiều lời. Hắn luyện đan chi đạo hoặc là nói rèn luyện từ từ, tầm mắt thủ đoạn từ từ còn dừng lại ở tiên giới trình tự, đối với thần giới rèn luyện cùng khống hỏa từ từ tự nhiên là không hiểu biết, cũng biết cùng tiên giới sẽ không giống nhau. Cầu mà không được. Cái này lão nhân đối chính mình xưng hô đều từ nhỏ ra hỏa biến thành tiểu hữu, xem ra là tán thành hắn, hoặc là nói thật là đối hắn có ưu ái, hoặc là nói ái tài chi tâm. Điểm này nhưng thật ra không nghĩ tới. Kế tiếp hai người đi vào một bên nhập tòa, đầu tiên là Ứng Minh Quân mang theo khảo nghiệm thái độ, dò hỏi Dương Nghị Vân ở khống hỏa cùng rèn luyện thượng lý giải, Dương Nghị Vân cũng không khách khí, đem hắn tu luyện kỳ quân đan đạo rèn luyện phương pháp cùng chính mình luyện đan khống hỏa tâm đắc không hề giữ lại nói ra. Có một chút hắn kỳ thật rất rõ ràng, kỳ quân đan đạo trọng điểm chính là rèn luyện, ở tiên giới có lẽ là không có con đường thứ hai, nhưng ở thần giới liền chưa chắc, khả năng cái gì đều không phải, bởi vì thần giới hết thảy đều là tối cao pháp tắc từ từ. Cho nên hắn không có chút nào giấu giếm, lấy cầu được đến Ứng Minh Quân chỉ điểm, tại nội tâm cũng chưa chắc không có thử xem Ứng Minh Quân sâu cạn ý tứ. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng kỳ quân đan đạo rèn luyện đến cuối cùng đã không thích ứng thần giới pháp tắc. Bất luận cái gì pháp môn tu luyện đều là cùng đại đạo cùng thiên địa pháp tắc quy tắc lực lượng thuộc tính từ từ lẫn nhau đối ứng. Ở thần giới hiển nhiên liền không thích ứng. Kỳ quân đan đạo nhược điểm chỗ hắn biết rõ, liền xem Ứng Minh Quân như thế nào cấp ra giải đáp. Tự nhiên là có thể minh bạch cái này luyện khí đại sư có phải hay không lãng đến hư danh. Tiểu hữu sở giảng rèn luyện nhưng thật ra có điểm ý tứ, nhưng lại là tiểu đạo phương pháp, đến nỗi khống hỏa, liền phải nhược một ít, đầu tiên nói rèn luyện chi đạo. Người cái này rèn luyện phương pháp tay quyết cơ sở là ngũ hành lần lượt, điểm này là lớn nhất ưu thế, nhưng cũng là nhược điểm nơi, tu hành người bực này rèn luyện phương pháp, yêu cầu đối ngũ hành thuộc tính khống chế đến vô cùng cân bằng nông nỗi mới được, nguyên thần tiêu hao quá mức to lớn, nhưng lại rất trực tiếp, rèn luyện uy lực lại là tăng lên 5 lần. Lại cũng là khó lường. Bất quá rất ít có người có thể làm được ngũ hành cực hạn cân bằng, cùng nguyên thần lực lượng đồng bộ, nhưng là có thể hơi thêm sửa chữa. Có lẽ là có thể trở thành một cái phi thường không tồi rèn luyện phương pháp, cái này sau đó ta có thể thử xem, tiểu hữu cùng nhau tham dự, chúng ta cộng đồng tới hoàn thành sửa chữa, không biết tiểu hữu có bằng lòng hay không làm lão phu sửa chữa rèn luyện phương pháp. Lúc này Ứng Minh Quân nói chuyện là phi thường nghiêm túc, hơn nữa vô cùng trịnh trọng trưng cầu Dương Nghị Vân ý kiến. Dương Nghị Vân nghe Ứng Minh Quân như thế, hắn liền biết cái này lão nhân đích xác có bản lĩnh. Nhất châm kiến huyết liền đem kỳ quân rèn luyện phương pháp nhược điểm cùng có điểm nói ra, ở tiên giới thời điểm, hắn đích xác cũng là gặp này vấn đề, nhưng hắn là cái ngoại lệ, ngũ hành đại cân bằng với hắn mà nói thực dễ dàng, duy độc chính là luyện đan thời điểm, nguyên thần tiêu hao quá lớn. Hiện tại nếu Ứng Minh Quân nói có thể nếm thử sửa chữa này pháp, kia hắn tự nhiên là cầu mà không được, hơn nữa Ứng Minh Quân là ở hắn nói ra kỳ quân đan đạo rèn luyện phương pháp sau, vẫn là trưng cầu chính mình ý kiến, có quân tử chi phong. Làm Dương Nghị Vân đối hắn hảo cảm lần từng. Nếu còn một người, khả năng được đến kỳ quân đan đạo rèn luyện phương pháp sau, tiếp đón đều sẽ không đánh sẽ cầm đi dùng, nhưng Ứng Minh Quân lại là nghiêm túc trưng cầu hắn ý kiến, hơn nữa nói ra, hai người cùng nhau sửa chữa giao lưu. Đây là đối hắn rất lớn tôn trọng. Vội vàng nói, vãn bối tự nhiên nguyện ý, cầu mà không được, nếu là có thể cải tiến này rèn luyện phương pháp, kia cũng là một hồi tạo hóa, vãn bối cảm tạ tiền bối. Ứng Minh Quân dừng tay nói, muốn nói tạ, cũng là ta tạ ngươi, ngươi cái này rèn luyện phương pháp, tuy rằng là tiểu đạo rèn luyện, lại là làm ta thấy được một loại hoàn toàn mới rèn luyện phương pháp, nói không đợi cùng ta nắm giữ rèn luyện phương pháp trung hòa lúc sau, sẽ làm ta luyện khí chi đạo ở thâm một tầng lâu, ngươi ta gặp nhau là có duyên, không cần tạ tới tạ đi, tùy ý mới có thể tự nhiên, nếu là tiểu hữu nguyện ý, ta kêu ngươi một tiếng tiểu lão đệ như thế nào. Dương Nghị Vân sửng sốt. Không nghĩ tới cái này lão nhân như thế tiêu sái, phản ánh lại đây sau, lại là cười ôm quyền nói, gặp qua Ứng lão ca Dương Nghị Vân nhưng thật ra không câu thúc,
thuận miệng mà ra, dù sao hắn cũng là tiêu sái người. Hảo, nghe Giao Quang nha đầu kêu ngươi Vân đại nhân, ta đây liền kêu ngươi Vân lão đệ, người ta hôm nay có thể thành anh em kết nghĩa, đảo cũng là cuộc đời chuyện vui, ha ha ha. Ứng Minh Quân sang sảng cười to, tâm tình rất tốt. Một già một trẻ trò chuyện lại là thành anh em kết nghĩa, lão ca lão đệ xưng hô lên, cái này làm cho một bên Giao Quang trong lòng buồn bực. Nàng bối phận ở Dương Nghị Vân trước mặt trực tiếp ngã hai bối. Vốn dĩ nghĩ ra khẩu, nhưng nhìn đến Ứng Minh Quân cùng vị này đầu chọc Vân đại nhân liêu lửa nóng, chung quy là nhịn xuống. Mà Dương Nghị Vân cũng cùng Ứng Minh Quân chi gian trở thành anh em kết nghĩa, tuy không có lẫn nhau nhiều đi tìm hiểu, khả năng chơi thân, hắn phát hiện Ứng Minh Quân cũng không phải cái loại này cổ hủ người, hắn càng không phải cái gì thủ quy củ chủ, nhưng thật ra hợp ăn uống, thuận theo tự nhiên liền thành bằng hữu, vui khẩn. Theo sau một già một trẻ giao lưu tiến vào càng sâu tầng, Ứng Minh Quân chỗ Dương Nghị Vân khống hỏa không đủ, hơn nữa truyền thụ Dương Nghị Vân hắn ở khống hỏa thượng tâm đắc. Làm Dương Nghị Vân mở rộng tầm mắt. Mà Dương Nghị Vân cũng đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, Ứng Minh Quân đều có thể cấp ra giải thích nghi hoặc. Ở cuối cùng Ứng Minh Quân đem hắn nắm giữ rèn luyện chi đạo nói ra, cùng Dương Nghị Vân cùng nhau dung hợp kỳ quân rèn luyện chi đạo. Một già một trẻ lẫn nhau ấn, Dương Nghị Vân thường thường có thể toát ra một ít không thực tế ý tưởng, nhưng lại có thể cho Ứng Minh Quân rất lớn dẫn dắt. Trên thực tế Dương Nghị Vân rõ ràng, Ứng Minh Quân đây là chấp niệm quá sâu, chính mình một người ở luyện khí chi đạo tiến tới vào góc chết, quải bất quá cong tới, mà hắn xuất hiện, còn lại là cấp Ứng Minh Quân cậy động tư tưởng phương hướng, toát ra một ít ý tưởng, là có thể làm Ứng Minh Quân quải quá cong tới, này đến ích với Ứng Minh Quân bản thân ở luyện khí chi đạo vững chắc đạo hạnh. Hắn chỉ là làm một cái dẫn dắt giả, cũng không có làm ra rèn luyện thượng cải tiến, hết thảy đều là Ứng Minh Quân ở thúc đẩy diễn biến. Nhưng mặt khác, Dương Nghị Vân là được lợi không ít, ở chế luyện chi đạo thượng, hắn mở ra tầm mắt, phảng phất bị Ứng Minh Quân mang vào một thế giới hoàn toàn mới. Thời gian ở luận đạo chung là quá nhanh nhất, bất chi bất giác chung, Dương Nghị Vân cùng Ứng Minh Quân ngồi mà nói suông, cải tiến rèn luyện phương pháp đi qua một ngày. Nhưng rốt cuộc hoàn thành. Ha ha ha, Vân lão đệ chúng ta thành công, đây là rèn luyện chi đạo bay vọt một lần tăng lên, lão phu có cảm. Ngày nào đó ta đem thiên thần chủ cảnh giới luyện chế ra thiên đạo cảnh thần khí tới Ứng Minh Quân cao hứng giống cái tiểu hài tử giống nhau. Đây đều là Ứng lão ca ngươi ở luyện tạo thượng tạo nghệ thâm hậu, ta không dám kể công, nhưng thật ra chúc mừng Ứng lão ca. Dương Nghị Vân lại cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng, hắn đối cái này lão nhân chính là thật sự kính nể, hoàn toàn cải tạo rèn luyện chi đạo. Không không không, người công không thể không, không có người kỳ quân rèn luyện phương pháp tham khảo. Không có ngươi một ít ý nghĩ cho ta, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy thời gian nội sửa chữa thành công. Vân lão đệ vạn không thể nói như thế, đúng rồi, hiện giờ rèn luyện phương pháp sửa chữa thành công, ngươi tới giống một cái tên đi. Ứng Minh Quân không hề có kiêu căng chi sắc, ngược lại thực chân thành nói ra như vậy một phen lời nói. Dương Nghị Vân cũng biết Ứng Minh Quân không phải cái loại này làm ra vẻ người, ngẫm lại sau nói, vậy kêu Vân Quân rèn luyện đi. Ở hắn nghĩ đến lấy hai người tên càng có kỷ niệm ý nghĩa. Vân là hắn, Quân là Ứng Minh Quân, càng là kỳ quân. Vân Quân rèn luyện, Ứng Minh Quân nam nam tự nói, ngay sau đó nói, hảo, không có so tên này càng thích hợp, người thả chờ một lát. Nói xong Ứng Minh Quân lấy ra một khối thần bài lại là nhắm mắt lúc sau, giữa mày chung một đạo thần quang tiến vào thần bài bên trong, rồi sau đó Ứng Minh Quân mở hai mắt đem trong tay thần bài đưa cho Dương Nghị Vân nói, Vân lão đệ ta đã đem vừa mới hoàn thiện Vân Quân rèn luyện phương pháp ký lục ở thần bài chung. Mặt khác còn có khống hỏa phương pháp, cùng ta những năm gần đây luyện khí chi pháp, tâm đắc từ từ, ngươi thả thu, ta biết ngươi tu luyện chính là đan đạo, nhưng rèn luyện vạn pháp về một. Hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, lại là không có chối từ, bởi vì hắn yêu cầu, nhận lấy thần bài nói lời cảm tạ. Ứng Minh Quân lại là tại hạ một khắc, lại là trong lòng vừa động nói, này đem hai kiện thần khí cũng đưa tặng cho ngươi, chính là tùy tay luyện chế, coi như là lễ gặp mặt. Dương Nghị Vân vừa thấy hai kiện thần khí, trong đó một kiện đúng là vừa rồi luyện chế thần đao, mà một khác kiện còn lại là một chi tinh mỹ châm cài. Vốn dĩ Dương Nghị Vân muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến này hai kiện thần khí lúc sau, nháy mắt liền minh bạch lại đây, đây là Ứng Minh Quân làm hắn dùng để tạo ân tình, bởi vì Thiên Cơ Sư Nương cùng Phan Vô Cực còn ở lầu một đại sảnh chờ. Ở hắn nghĩ đến, thoạt nhìn hắn hôm nay ở chợ đen hết thảy Ứng Minh Quân đều là biết đến, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Ứng Minh Quân là đệ nhất thần phường đệ nhất luyện khí đại sư,
hơn nữa phía trước nói hắn là thiên thần chủ cấp bậc tồn tại, bực này tu vi cường giả, tự nhiên cũng là đệ nhất thần phường cao tầng, muốn biết chợ đen phát sinh sự một chút đều không khó. Vậy đa tạ ứng lão ca. Dương Nghị Vân dưới tay hai kiện thần khí, chuẩn bị quay đầu lại cấp thiên cơ sư nương cùng Phan Vô Cực. Lại khách khí, ta đã có thể phải mắng ngươi, ha ha. Ứng Minh Quân cười nói. Hảo, vậy ta không khách khí. Hai người phía trước tuy rằng chỉ là nhận thức một ngày, nhưng lại trò chuyện với nhau thịnh hoan, rất có hề hề tương thích, chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Ngay sau đó Ứng Minh Quân mở miệng nói, ta nghe Giao Quang Nha đầu nói, Vân lão đệ có cái gì chiến giáp yêu cầu tìm ta chữa trị. Đúng vậy Ứng gia gia, phía trước ta cho ngươi chào hỏi qua, này không chuyên môn mang Vân đại nhân tiến đến gặp ngươi sao, không nghĩ tới các ngươi hai cái vừa thấy mặt liền thành bạn vong niên, chính sự nhi cũng chưa nói. Giao Quang nói chuyện mang theo toan vị, tựa hồ ở trách cứ Ứng Minh Quân đem nàng bối phận kéo thấp, oán giận Dương Nghị Vân chiếm nàng tiện nghi. Dương Nghị Vân cùng Ứng Minh Quân đều nghe được ra tới Giao Quang trong giọng nói toan vị, hai người nhìn nhau cười to. Ứng Minh Quân lại là ha ha cười nói, chúng ta các luận các, các ngươi hai cái chi gian sự ta cái này lão nhân không đúc kết, ha ha ha. Này việc nói ra, nhưng thật ra tràn ngập ái muội hương vị, làm Giao Quang đỏ mặt lên, Dương Nghị Vân lại là xấu hổ vô cùng, làm bộ không nghe thấy. Nhưng có chút lời nói hắn cũng nên nói, nếu là không cùng Ứng Minh Quân trở thành bạn vong niên, hắn khả năng sẽ không nói, nhưng hiện tại hắn không thể không nói, đương nhiên cũng sẽ không nói thấu. Tiếp theo Giao Quang nói, Dương Nghị Vân mở miệng đối nàng nói, Giao Quang cô nương ngươi vẫn là kêu ta Vân tử đi, ta kêu Dương Nghị Vân, tổng kêu Vân đại nhân nghe biệt nữ. Dương Nghị Vân này xem như thật sự Giao Quang mặt, nói chính mình tên thật, cũng là cho Ứng Minh Quân nghe được, hắn tên này là bị thiên tộc đế tôn vô thượng điểm danh muốn diệt trừ đại kiếp nạn chi tử, hiện tại nói cho Giao Quang cùng Ứng Minh Quân, chờ bọn họ biết thân phận của hắn sau, tự tin quyết định muốn hay không cùng chính mình kết giao đi. Cũng không xem như lừa gạt. Hắn cũng không nghĩ lừa gạt Ứng Minh Quân, bởi vì Ứng Minh Quân đích xác đối hắn là trở thành bạn vong niên, điểm này hắn cảm thụ được đến, hắn nhất không nghĩ lừa gạt chính là bằng hữu chi gian tình cảm cùng tín nhiệm. Đến nỗi đại kiếp nạn chi tử chuyện này, hắn là không thể nói thấu, gần nhất không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái, mà đến không nghĩ liên lụy người khác. Giao Quang mặt mày vừa chuyển, lại là mở miệng nói, hành, vậy kêu ngươi Vân tử, ta này tên thật đã kêu Giao Quang. Hai người chi gian xem như chính thức nhận thức, đương nhiên Dương Nghị Vân biết nơi này là có Ứng Minh Quân quan hệ ở, nếu không Giao Quang sẽ không đối hắn biểu hiện ra thân cận. Hảo Giao Quang nha đầu, người đi xuống tiếp đón một chút Vân lão đệ bằng hữu, ta cùng Vân lão đệ tâm sự chữa trị chiến giáp sự. Ứng Minh Quân mở miệng nói. Lời này hiển nhiên là chi khai Giao Quang, nhưng Giao Quang chút nào không tức giận, rời khỏi phòng, bởi vì nàng biết đây là Ứng Minh Quân quy củ, không một cái tìm Ứng Minh Quân luyện chế thần khí người. Đều là Ứng Minh Quân đơn độc đi nói chuyện với nhau, đệ nhất thần phường sẽ không nhúng tay, không chiếm bất luận cái gì ích lợi, hoàn toàn khai Ứng Minh Quân tâm tình của mình, đây là Ứng Minh Quân làm đệ nhất thần phường đệ nhất luyện khí đại sư quyền lực. Chờ đến Giao Quang sau khi rời khỏi đây, Ứng Minh Quân nhìn Dương Nghị Vân nói, Vân lão đệ nói một chút đi, người muốn chữa trị cái gì chiến giáp, chỉ cần ta lão nhân có thể làm đến, nhất định cho người chữa trị đến nhất đỉnh. Dương Nghị Vân cũng không hy vọng trong tay hắn hắc ám yêu hoàng chiến giáp bị người thứ ba biết, đối với Giao Quang rời đi đảo cũng thấy vậy vui mừng. Nghe Ứng Minh Quân mở miệng, Dương Nghị Vân lại là trực tiếp lấy ra hắc ám yêu hoàng chiến giáp. Vung tay lên hắc ám yêu hoàng chiến giáp xuất hiện ở Ứng Minh Quân trước mặt. Ngay sau đó Ứng Minh Quân đằng một chút từ ghế dựa thượng đứng dậy kinh hô, thiên đạo cấp bậc chiến giáp thần khí. Dương Nghị Vân cười gật gật đầu, không nói chuyện, lại là lại lần nữa phất tay. Hắc ám yêu hoàng một đôi móng vuốt xuất hiện. T. Đây là. Ứng Minh Quân xem đen nhánh một đôi sắc bén móng vuốt thời điểm, hít hà một hơi. Dương Nghị Vân mở miệng nói, Ứng lão ca đây là ta cơ duyên xảo hợp được đến chiến giáp cùng một đôi móng vuốt, cụ thể lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ hy vọng ngươi có thể dựa theo yêu cầu của ta chữa trị chiến giáp, hơn nữa đem này một đôi móng vuốt luyện chế thành chiến giáp bao tay hòa hợp nhất thể, ta nơi này có chữa trị cùng luyện chế phương pháp, ngươi trước nhìn xem. Ứng Minh Quân xem xong rồi Dương Nghị Vân cấp ra chữa trị thần bài, thật lâu không nói, đầy mặt khiếp sợ. Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi, thế nào Ứng lão ca có không chữa trị? Ứng Minh Quân bị Dương Nghị Vân đánh gãy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại nói thật, nếu không có người cung cấp chữa trị phương án,
ta thật đúng là không nắm chắc chữa trị thiên đạo cấp bậc chiến giáp, càng đừng nói muốn đem này một đôi thiên đạo cảnh cường giả móng vuốt dung nhập ở chiến giáp, nhưng có ngươi cung cấp cái này chữa trị luyện chế phương án, ta liền có nắm chắc. Này pháp tựa hồ là trước kỷ nguyên liền thất truyền luyện tạo chữa trị cổ pháp, nói thật, ngươi cung cấp cái này chữa trị phương pháp, đối ta ý nghĩa quá mức trọng đại, nắm giữ này pháp luyện chế thiên đạo cấp bậc thần khí đem không hề là việc khó, Vân lão đệ ta thật không biết kia cái gì tới cùng ngươi đồng giá trao đổi. Dương Nghị Vân đối luyện khí chi đạo không có gì quá lớn hứng thú, cho nên không biết Bách Hiểu Sinh lưu lại chữa trị chiến giáp bí pháp cư nhiên ở Ứng Minh Quân trong miệng như thế quan trọng, nhưng ở quá nặng trào giá giá trị liên thành, hắn rõ ràng lấy đến ở hữu dụng nó nhân thủ thượng mới có thể phát huy ra hiệu quả. Nghe Ứng Minh Quân như thế cảm khái nói chuyện, hắn cười khổ nói, Ứng lão ca ngươi này không phải đánh ta mặt sao, người ta đều thành bạn vong niên, còn nói này đó. Lại nói ngươi cho ta chữa trị chiến giáp. Ta còn muốn cho ngươi thần thạch đâu, như thế bất chính hảo triệt tiêu. Chính là này pháp giá trị không thể đo lường. Ứng Minh Quân còn muốn đang nói, nhưng Dương Nghị Vân lại đánh gãy hắn nói, Ứng lão ca hôm nay ta từ ngươi nơi này được đến lại làm sao thiếu. Ngươi không cần ở rối rắm tại đây, còn thỉnh mau chóng giúp ta chữa trị chiến giáp. Ứng Minh Quân nhìn đến Dương Nghị Vân như thế kiên quyết lại cũng không hề nói thêm cái gì, điểm đều đáp ứng, nhưng trong lòng nhớ kỹ Dương Nghị Vân ân tình này. Đối hắn cái này si mê luyện khí chi đạo người tới nói, chữa trị phương pháp thật sự vô giá, nếu là không có hồi báo Dương Nghị Vân, hắn trong lòng không an tâm. Chỉ có thể tạm thời ghi tạc trong lòng, nghĩ về sau cấp Dương Nghị Vân đền bù. Kế tiếp bắt đầu chữa trị luyện khí. Dương Nghị Vân để lại vực sâu huyền thủy liền rời khỏi phòng, hắn không nghĩ quấy rầy Ứng Minh Quân, cũng đối luyện khí cảm thấy buồn tẻ, mà Thiên Cơ sư nương cùng Phan Vô Cực còn ở đại sảnh, hắn chuẩn bị đi xem. Dương Nghị Vân xuống dưới lầu 1, nhìn đến Phan Vô Cực mọi cách nhàm chán ngồi ở một góc, mà Thiên Cơ sư nương còn lại là ở tu luyện trạng thái, lại là không có nhìn đến Giao Quang, nghĩ đến là đi ra ngoài. Ân chủ! Phan Vô Cực nhìn đến Dương Nghị Vân xuống dưới, vội vàng đứng dậy. Có thể triệt rất che mặt thần quang Dương Nghị Vân đối Phan Vô Cực nói một tiếng, hắn cùng Thiên Cơ sư nương còn ở che mặt. Phan Vô Cực cũng không hỏi nguyên nhân trực tiếp tan đi che mặt thần quang. Giao Quang quản sự đâu? Dương Nghị Vân thuận miệng hỏi một tiếng. Đi ra ngoài, Phan Vô Cực nói. Ngồi đi, phải đợi chờ. Dương Nghị Vân ý bảo Phan Vô Cực ngồi xuống. Hiện tại là đêm tối, cũng không biết Ứng Minh Quân chữa trị chiến giáp ngày mai hừng đông có thể hay không hoàn thành. Chỉ có thể chờ. Quay đầu lại nhìn xem Thiên Cơ sư nương, Dương Nghị Vân cảm nhận được sư nương hơi thở ở tăng trưởng, điểm này ngã vào đoán trước bên trong. Phía trước cấp sư nương tam tích sinh mệnh chi thủy chữa trị nàng thương thế, tự nhiên cũng có thể cải thiện nàng huyết mạch, chỉ là càng là thần thú huyết mạch cấp bậc cao giai yêu tộc, hiện ra càng sẽ thong thả một chút, hiện tại xem sư nương tu luyện, hẳn là sinh mệnh chi thủy hiệu quả ở hiện ra. Hắn cảm nhận được sư nương hơi thở khôi phục tới rồi thượng vị yêu thần cảnh giới. Phía trước sư nương nói nàng thi triển quá cấm kỵ chi thuật cảnh giới từ thượng vị yêu thần té sơ giai yêu thần, lúc này bởi vì có nàng sinh mệnh chi thủy chậm rãi khôi phục tới rồi thượng vị yêu thần cảnh giới, này cũng ở trong dữ liệu. Vốn dĩ nàng khôi phục hẳn là ở dùng sinh mệnh chi thủy thời điểm liền khôi phục lại, nhưng chịu quá thương, trước hết bắt đầu chính là khôi phục thương thế, hiện tại chậm rãi tu luyện khôi phục tới rồi thượng vị thiên thần cảnh giới. Hắn tin tưởng tam tích sinh mệnh chi thủy có thể làm sư nương huyết mạch lần thứ hai tiến hóa một lần, đương nhiên sinh mệnh chi thủy đối yêu tộc khống chế vô pháp tránh cho, này không phải hắn có khả năng tả hữu. Nhưng sơ tâm là vì cứu sư nương, này cũng về tình cảm có thể tha thứ, hơn nữa hắn trước nay không nghĩ tới đi lấy sinh mệnh chi thủy ảnh hưởng sư nương đi. Thực mau một buổi tối qua đi, hừng đông. Thiên Cơ thức tỉnh lại đây, tu vi khôi phục thượng vị yêu thần, cũng tinh tiến một bước, đạt tới thượng vị yêu thần đỉnh. Điểm này ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong, sư nương nếu là không có bị thương nói, tu vi cảnh giới hẳn là có thể đột phá đến thiên thần quân cảnh giới. Bất quá hiện tại có thể đạt tới thượng vị thiên thần đỉnh cũng không tồi, ít nhất nàng khôi phục tới rồi bình thường, lại còn có tinh tiến một bước. Chúc mừng sư nương ngươi tu vi tinh tiến một bước, Dương Nghị Vân đứng dậy tới rồi Thiên Cơ bên người, mang theo ý cười chúc mừng. Lần này ít nhiều ngươi, sư nương cảm ơn ngươi, Thiên Cơ lại là miễn cưỡng cười, tuy rằng tu vi còn tinh tiến một ít, nhưng nàng lại cao hứng không đứng dậy, hồi tưởng nàng bị những cái đó thiên tộc bắt giữ. Quả thực đối nàng tới nói chính là vô cùng nhục nhã, khẩu khí này rất khó nuốt xuống. Đường đường cửu vĩ thiên hồ, hiện tại tới rồi thần giới tiến hóa thành cửu vĩ thần hồ,
ở thần thú giới cũng là vang dội chủng tộc, thích hợp bị người bắt được chợ đen đi bán đấu giá quá. Này đối nàng tới nói, là đại sỉ nhục. Dương Nghị Vân nhìn đến sư nương miễn cưỡng tươi cười, lại cũng đoán được sư nương trong lòng ý tưởng, trịnh trọng nói, sư nương ngài yên tâm, những cái đó vương bát đản sống không được bao lâu, khẩu khí này đệ tử cho ngươi ra. Hảo hài tử sư nương sự, ngươi đừng động, ta đều có so đo, thiên thành chính là thị phi nơi, ngươi thả sớm một chút rời đi đi. Thiên cơ đối Dương Nghị Vân vẫn là có sủng ái, minh bạch Dương Nghị Vân muốn cho nàng hết giận, nhưng những cái đó thiên tộc người cái gì thực lực, nàng rất rõ ràng, tự nhiên sẽ không làm Dương Nghị Vân đi mạo hiểm. Mà Dương Nghị Vân lại là biết sư nương có sư nương biện pháp, nhất định có thể tìm được bắt giữ nàng những người đó, đến lúc đó nhất định trở về báo thù. Nhưng hắn là tuyệt đối không có khả năng ở làm sư nương đi mạo hiểm. Giao Quang tiết lộ cho hắn tin tức việc, hắn không đối sư nương nói, lúc này thấy sư nương như thế kiên quyết ánh mắt, hắn liền biết cao ngạo thần hồ là sẽ không bỏ qua, một khi đã như vậy, còn không bằng đem chính mình hỏi thăm đến tin tức nói cho nàng, cũng đem kế hoạch nói cho nàng, cho thấy chính mình thái độ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đem Giao Quang nghe được tin tức cùng hắn chuẩn bị đi chém giết những cái đó ác nhân tiểu đội sự nói cho thiên cơ sư nương. Sau khi nói xong nhìn đến sư nương vẻ mặt sốt ruột phải về tuyệt, Dương Nghị Vân đánh gãy nàng thái độ kiên quyết nói, sư nương ta biết ngươi muốn khuyên ta đừng nhúng tay, nhưng là ta là ngài đệ tử, là sư phụ đệ tử, nếu đã biết đụng phải, sao có thể đứng ngoài cuộc. Hơn nữa hiện tại sư phụ không hề, ta thân là sư phụ đệ tử, nên cấp sư phụ phân ưu, với ta mà nói ngài là ta trưởng bối là ta thân nhân, sao có thể mặc kệ. Lại nói ta hiện tại cũng có tự bảo vệ mình chi lực, ngài yên tâm ta sẽ không sằng bậy, những người đó chỉ là một cái tiểu đội, chém giết bọn họ ta có nắm chắc, không nắm chắc sự ta sẽ không làm, ngài lão nếu là ngăn cản ta, tưởng chính mình đi, ta là kiên quyết sẽ không đồng ý, hoặc là chúng ta liền cùng nhau. Thiên cơ thấy Dương Nghị Vân nói kiên quyết nhưng cũng biết nhiều lời vô ích, cười khổ nói thôi, bất quá sự không thể vì, người thả không thể xúc động biết sao. Sư nương yên tâm, ta còn có át chủ bài ở, đối phó mấy cái thiên thần quân có nắm chắc. Dương Nghị Vân mỗi ngày cơ đồng ý rốt cuộc cười. Hơn nữa hắn cũng chưa nói dối, bởi vì tam mắt cùng A Mãnh thật là thiên thần quân trình tự, hơn nữa thực lực nhưng tuyệt đối so với chi thiên tộc thiên thần quân nhược. Hai người chính nói chuyện chi gian. Trên lầu lại là truyền đến ứng minh quân thanh âm, Vân lão đệ không phụ sở vọng, chữa trị hoàn thành, thả đi lên vừa thấy. Nghe được ứng minh quân nói chuyện, Dương Nghị Vân đại hỉ, hắc ám yêu hoàng chiến giáp chữa trị, hắn liền đối chính mình tin tưởng càng đủ. Sư nương ngài sau đó, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đi thôi. Thiên cơ không biết Dương Nghị Vân ở trên lầu cùng nơi này người đang làm cái gì sự, cũng không hỏi nhiều. Nhưng có một chút nàng rõ ràng. Cái này đệ tử trò giỏi hơn thầy, hiện giờ tu vi đều cùng nàng cái này sư nương giống nhau, trong lòng thầm than, lão đông tây ngươi cái này đệ tử so ngươi cường, ngươi so có đảm đương, ngươi. Sốt cuộc ở đâu? Thiên cơ trong miệng lão đông tây tự nhiên là trời cao tà, nàng đổi một đường mạo hiểm mà đến, chính là vì tìm kiếm trời cao tà, chỉ là đến bây giờ mới thôi, gần suy đoán đến trời cao tà xuất hiện ở thiên thành phương hướng, đáng tiếc còn không có tiến thiên thành nàng liền đụng phải ác nhân ba người bị bắt. May mắn đụng phải Dương Nghị Vân cái này đệ tử, nếu không nàng biết nàng kết cục tuyệt đối thê thảm vô cùng, hiện tại ngẫm lại thật sự nghĩ mà sợ không thôi. Bất quá thiên cơ càng thêm may mắn cái kia lão đông tây thu Dương Nghị Vân như vậy một cái hảo đệ tử. Chua xót chung lại có vui mừng. Đối với bắt giữ nàng những cái đó ác nhân giúp thiên nhân, thiên cơ là hận thấu, thề nhất định phải đưa bọn họ nghiền xương thành cho. Dương Nghị Vân thượng lầu 3, đẩy cửa đi vào. Vân lão đệ mau nhìn xem. Chữa trị hoàn thành, cũng dựa theo ngươi yêu cầu, đem kia một đôi thiên đạo cấp bậc móng vuốt thành công dung nhập vào chiến giáp, hiện tại là hoàn chỉnh một bộ, chân chính thiên đạo cấp bậc chiến giáp, không nghĩ tới lão phu trong tay rốt cuộc xuất hiện chân chính thiên đạo cấp bậc chiến giáp, ha ha ha. Ứng minh quân cao hứng quơ chân múa tay. Dương Nghị Vân sai khai thân xem qua đi, hai tròng mắt lộ ra tinh quang tới. Nguyên bản đen nhánh rách nát hắc ám yêu hoàng chiến giáp, đại biến bộ dáng. Lúc này ở Dương Nghị Vân trong mắt, chủ sắc như cũ là màu đen, nhưng lại biến thành đen nhánh sáng lên nhan sắc, bị ứng minh quân treo lên tới, huyền phù ở không, thể hiện rồi toàn cảnh. Mặt trên che kín từng đạo khắc văn, tràn ngập dày nặng cùng túc mục cảm, thậm chí có trùng ập vào trước mặt túc sát chi khí. Dương Nghị Vân xem qua đi, lại là càng xem càng là thích. Mà yêu hoàng một đôi móng vuốt, còn lại là hóa thành một đôi chiến giáp bao tay,
sắc bén tiêm trường móng tay đều bảo lưu lại xuống dưới, hóa thành bao tay, mặt trên khắc văn dày đặc, hiển nhiên thêm thành đâu có. Ứng Minh Quân nói, ngươi có thể luyện hóa thử xem, ta hoàn toàn là dựa theo ngươi cung cấp chữa trị luyện chế phương án luyện chế chữa trị mà thành, này bộ chiến giáp thuộc tính hẳn là phi thường đặc biến, chủ yếu là hắc ám đại đạo thuộc tính, không biết ngươi mặc vào lúc sau, có thể hay không thi triển ra thuộc tính tới. Dương Nghị Vân biết Ứng Minh Quân lời này kỳ thật chính là đang nói, ngươi hiện tại tu vi có chút thấp, sợ là phát huy không ra này bộ chiến giáp thuộc tính uy lực tới. Điểm này Dương Nghị Vân biết, trong lòng cười khổ, nhưng cũng có chuẩn bị. Đây là thiên đạo cấp bậc chiến giáp, lại nói tiếp tựa hồ muốn so đồ long kiếm đều cường, đồ long kiếm mới là cấp bậc pháp thần. Đa tạ Ứng lão ca, Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ. Nếu là không có Ứng Minh Quân hắn còn không biết khi nào có thể tu vi chiến giáp. Hẳn là, ta tuy rằng đúng vậy chữa trị, nhưng cũng cùng cấp với đã trải qua luyện chế thiên đạo cơ bản chiến giáp, có được kinh nghiệm, tiếp theo ta khả năng sẽ luyện chế ra chân chính thiên đạo cấp bậc thần khí tới, người mau luyện hóa thử xem. Ứng Minh Quân thúc giục Dương Nghị Vân, hắn cũng tràn ngập chờ mong, không biết này bộ chiến giáp uy lực như thế nào. Dương Nghị Vân gật đầu, bắt đầu luyện hóa. Lấy máu rèn luyện nhận chủ, sau nửa canh giờ, toàn bộ chiến giáp không ánh sáng đại tác phẩm. Ong một tiếng hóa thành lưu quang xuất hiện ở Dương Nghị Vân trên người. Có chiến giáp mũ, cũng có áo choàng, chiến ủng, bao tay, là hoàn chỉnh trang phục chiến giáp. Toàn thân chủ sắc tất cả đều là đen nhánh, bất quá duy độc áo choàng là màu đỏ sậm, nhìn qua càng như là bị máu tươi cấp nhiễm hồng áo choàng. Chiến mũ thượng có một cái thú đầu, thấy thế nào đều như là một cái báo đầu. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, chẳng lẽ Hắc Ám Yêu Hoàng bản thể là vẫn luôn hắc báo? Trong lòng nghĩ như vậy, chiến giáp mặc ở trên người lúc sau, hắn thúc giục thần lực. Ong ong, giống, ở ầm ầm vang lên chung, một tiếng thú giống mà ra, trầm thấp du dương, thậm chí mang theo một ít rên rỉ ở bên trong. Đây là từ chiến giáp thượng phát ra tới, Dương Nghị Vân lại là nghe được là con báo giống lên một tiếng. Ứng Minh Quân sau khi nghe được trên mặt một bộ quả nhiên như thế biểu tình nói, kỳ thật ta cũng không thấy ra tới này một đôi lợi chảo lai lịch. Chỉ là có hoài nghi là loài báo thần thú, hiện tại nghe được chiến giáp phát ra này thanh gầm rú, rốt cuộc có thể xác định là loài báo thần thú, thiên đạo cấp bậc loài báo thần thú chi chảo a. Dương Nghị Vân thúc giục thần lực lúc sau, chiến giáp thượng khắc văn lưu chuyển ô quang từ từ, dày nặng thần bí, thả lại tràn ngập túc sát, nhưng lại càng làm cho hắn tâm thần ổn định, thật sự là một chút liền thích này bộ chiến giáp. Cảm giác chính là vì hắn lượng thân đặt làm giống nhau. Hắn nhịn không được đối Ứng Minh Quân nói, Ứng lão ca ngươi công kích ta, ta tới thử xem chiến giáp phòng ngự. Ứng Minh Quân sửng sốt, nhưng lại gật gật đầu nói, hảo, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút này bộ chiến giáp phòng ngự, như vậy ngươi là thượng vị thiên thần cảnh giới, ta liền dùng sơ giai thiên thần quân thực lực công kích ngươi thử xem. Hảo, Dương Nghị Vân cảm giác hoàn toàn không thành vấn đề. Ứng Minh Quân vung tay lên đối với Dương Nghị Vân chính là một trường. Ầm vang. Ứng Minh Quân một trưởng vững chắc đánh vào Dương Nghị Vân ngực, nhưng bàn tay đều không có ai đến chiến giáp thời điểm, chiến giáp thượng khắc văn đại lượng, tự chủ xuất hiện một cổ lực bắn ngược lượng, đem Ứng Minh Quân một trưởng này bắn ngược qua đi. Lại là làm Ứng Minh Quân hôi hổi lui về phía sau ba bước. Thật sự lợi hại a, thoạt nhìn ngươi thượng vị thiên thần thần lực thúc dục này bộ chiến giáp sau phòng ngự lực lượng, cũng đủ ứng đối thiên thần quân trình tự, theo ngươi tu vi tăng trưởng, chiến giáp phòng ngự uy lực sẽ liên tục. Mãi cho đến thiên đạo cảnh giới trình tự, khó lường, không duyên cớ gia tăng ít nhất 4-5 lần phòng ngự, không hổ là thiên đạo trình tự chiến giáp. Ứng Minh Quân cảm thán vô cùng. Dương Nghị Vân cũng cao hứng, hắn biết Ứng Minh Quân nói không sai, làm chiến giáp chủ nhân, Dương Nghị Vân rất rõ ràng chiến giáp phòng ngự uy lực không ngừng 4-5 lần tăng lên. Mà có thể làm Ứng Minh Quân lùi lại, đây là bởi vì Ứng Minh Quân đem tu vi áp chế nguyên nhân, nếu không nếu là Ứng Minh Quân chân chính thực lực. Liền tính là hắn thân xuyên thiên đạo cấp bậc chiến giáp, cũng có thể một trưởng chụp chết hắn, phải biết rằng Ứng Minh Quân chính là thiên thần chủ cấp bậc tồn tại. Thử lại tốc độ, ta cảm giác người này bộ chiến giáp tốc độ cũng sẽ không kém. Ứng Minh Quân nói. Hảo, Dương Nghị Vân gật đầu, thôi thúc dục thần lực, tức khắc trên chân chiến ủng khắc văn lưu chuyển, ngay sau đó hắn vèo một chút, xông ra ngoài. Tàn ảnh lưu quang. Oanh. Dương Nghị Vân lại là trực tiếp đánh vào trên vách tường. Làm cho cả phòng ốc đều chấn động. Lại là căn bản không có nghĩ đến tốc độ sẽ nhanh như vậy. Ha ha ha, Ứng Minh Quân nhìn Dương Nghị Vân một chút đánh vào trên tường tức khắc cất tiếng cười to. Ách, Dương Nghị Vân đầy mặt xấu hổ,
may mắn ứng minh quân nơi này phòng ốc có thêm vào, nếu không lần này liền phải bị hắn đâm ra một cái động lớn. Không tồi không tồi, tốc độ ở ngươi thượng vị thiên thần cơ sở nâng lên thăng gấp 10 lần, đúng rồi, chiến giáp nhưng có tên. Ứng minh quân nói. Dương Nghị Vân ngẫm lại nói, đã kêu hắc ám chiến giáp. Hắn cũng là tôn trọng hắc ám yêu hoàng, đơn giản đã kêu hắc ám chiến giáp, đảo cũng thích hợp. Hắc ám chiến giáp, ân, toàn thân đen nhánh đảo cũng chuẩn xác. Ứng minh quân gật đầu. Đúng lúc này một thanh âm đánh gãy bọn họ nói chuyện. Các ngươi đang làm cái gì? Nguyên lai là Giao Quang ở thời điểm này Giao Quang đi đến, nàng phía sau là Thiên Cơ cùng Phan Vô Cực hai người, ba người ở lầu một nghe được thật lớn ầm vang thanh, còn tưởng rằng là Dương Nghị Vân cùng ứng minh quân đánh lên, vội vàng đi lên nhìn xem, nhìn đến Dương Nghị Vân cùng ứng minh quân không có việc gì, cũng thấy được Dương Nghị Vân trên người chiến giáp, tức khắc liền minh bạch bọn họ ở thí chiến giáp uy lực. Không có việc gì, không có việc gì, thử xem chiến giáp. Ứng minh quân vội vàng nói. Hảo oa, ứng ra ra ngươi như vậy bất công, cấp phân tử tặng một bộ chiến giáp, ta cũng muốn. Giao Quang lộ ra tiểu nữ nhi sinh thái, đối với ứng minh quân làm nũng. Ha ha ha, người nhà đầu này cái gì tiện nghi đều tưởng chiếm, này cũng không phải là ta cấp phân lão đệ chiến giáp, đây là nhân gia chính mình chiến giáp, ta chỉ là hỗ trợ chữa trị một chút, trở về sau ta cho ngươi luyện chế một bộ chiến giáp đó là. Ứng minh quân đối Giao Quang nhưng thật ra thực sủng ái. Hảo, nói tốt, không được đổi ý. Giao Quang cười nói. Ứng ra ra khi nào đã lừa gạt ngươi? Ta liền biết ứng ra ra đối ta tốt nhất. Chiến giáp có thể so giống nhau công kích thần khí chân quý nhiều, thần khí hảo luyện, chiến giáp lại khó, Giao Quang được đến ứng minh quân hứa hẹn cao hứng không thôi. Mà Dương Nghị Vân đi qua đi cùng Thiên Cơ sư nương cùng Phan Vô Cực chào hỏi. Cũng đem phía trước ứng minh quân đưa tặng thần đao cùng châm cải phân biệt đưa tặng cho hai người. Đối này Thiên Cơ cùng Phan Vô Cực tự nhiên là đối ứng minh quân một phen cung kính nói lời cảm tạ. Đối với ứng minh quân bọn họ cũng biết là đệ nhất thần phường đệ nhất luyện khí đại sư, xuất từ ứng minh quân tay thần khí tự nhiên đều là cực phẩm, có thể đối tự thân thực lực có rất lớn thêm vào. Giao Quang cùng Thiên Cơ sư nương, Phan Vô Cực đi lên, cũng đánh gãy Dương Nghị Vân tiếp tục thí chiến giáp, bất qua phòng ngự cùng tốc độ đều là ra tới. Hiệu quả cực kỳ hảo, vượt qua hắn mong muốn, dư lại còn có cái gì thuộc tính, chậm rãi quen thuộc liền hảo, nhất mặt khác bao tay hắn cũng không chuẩn bị triển lãm ra tới, không phải không tín nhiệm, là tưởng giữ lại một cái át chủ bài. Thiên đạo cấp bậc yêu hoàng bản thể móng vuốt luyện chế thành chiến giáp bao tay, tự nhiên sẽ không kém. Lần này có chiến giáp, Dương Nghị Vân đối với kế tiếp muốn đi đối phó ác nhân bang sự tình, trong lòng càng có nắm chắc, nhìn xem sắc trời không còn sớm. Cũng chuẩn bị cùng ứng minh quân cáo từ xuất phát. Dựa theo Giao Quang cung cấp tình báo, hôm nay ác nhân giúp bắt giữ quá sư nương phân đội nhỏ sẽ ra khỏi thành, đi yêu quang rừng rậm, Dương Nghị Vân chuẩn bị đi trước yêu quang rừng rậm, cấp sư nương báo thù. Hắn biết rõ hắn không đi, sư nương tuyệt đối sẽ chính mình một người tiến đến. Kế tiếp Dương Nghị Vân đối ứng minh quân đưa ra cáo từ, hắn cũng chưa nói chính mình muốn đi làm gì, hẳn là Giao Quang định chịu là biết đến. Giao Quang biết ứng minh quân tất nhiên sẽ biết. Ứng minh quân cũng là cái diệu nhân, Dương Nghị Vân đưa ra cáo từ thời điểm, hắn tựa hồ đã sớm biết, cũng không có nói thêm cái gì, cười nói, người ta có thể trở thành anh em kết nghĩa ở hàng tỷ vạn sinh linh chung, đúng là không dễ, ta thực quý trọng người ta chi gian này phân duyên phận, nhớ kỹ, mặc kệ ngươi về sau đụng tới bất luận cái gì sự, ta nơi này đại môn đem vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Hy vọng Vân lão đệ không cần quên ở thiên thành còn có ta cái này lão ca ca tồn tại, Vân lão đệ bảo trọng đi. Ứng lão ca ta cũng sẽ không quên, ngươi cũng bảo trọng, cáo từ. Dương Nghị Vân ôm quyền hành lễ. Hảo, Giao Quang nha đầu, thể ta đưa đưa Vân lão đệ. Ứng minh quân đối Giao Quang nói. Là, ứng ra ra. Ở Giao Quang dẫn dắt hạ, Dương Nghị Vân ba người đi ra ứng minh quân sở cư tiểu viện, ra tới lúc sau lại xuất hiện ở trên đường cái. Vân tử, này đi bảo trọng, nếu là có chuyện gì, nhưng cầm trong tay ta đệ nhất thần phường thần bài, tùy thời tới chợ đen tìm ta. Giao Quang ý có điều chỉ, nhưng chung quy không nhiều lời. Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ, hảo, đa tạ Giao Quang cô nương, cáo từ. Bảo trọng, hảo, Giao Quang phản hồi tới rồi ứng minh quân nơi tiểu lạc nơi, trong phòng lại là xuất hiện một người phụ nữ trung niên, một thân áo tím, ung dung hoa quý. Nhìn thấy nàng Giao Quang vội vàng tiến lên nói, gặp qua phường chủ. Trước mắt phụ nhân đó là thiên thành đệ nhất thần phường chân chính người phụ trách, Diêu Nguyệt Linh. Người nhà đầu này, hiện tại không người ngoài kêu tiểu gì.
Siêu Nguyệt Linh lại là hơi hơi mỉm cười đối Giao Quang nói, nàng đối cái này chất nữ thực coi trọng, cũng chuẩn bị đem thiên thành đệ nhất thần phường giao cho Giao Quang xử lý, là coi như người thừa kế tới bồi dưỡng. Tiểu gì Giao Quang ngọt ngào hô một tiếng nói, ngài như thế nào tự mình lại đây? Người cái này nhà đầu lần đầu tiên coi trọng một cái muốn mượn sức người, ta thế nào cũng muốn tự mình đến xem không phải. Siêu Nguyệt Linh nói, kia tiểu gì ngươi thấy thế nào đâu? Giao Quang hỏi. Siêu Nguyệt Linh lại là nhìn về phía Ứng Minh Quân nói, ứng bá bá ngươi thấy thế nào Dương Nghị Vân? Ứng Minh Quân cười khổ nói, ta tránh hiểm không nói lời nào, các ngươi chính mình định, nói vậy Dương Nghị Vân là người nào ngươi phải biết rằng đi. Chính là muốn nghe xem ngài lão ý kiến. Siêu Nguyệt Linh cười nói. Ứng Minh Quân cười khổ nói, mới vừa cùng Dương Nghị Vân trở thành bạn vong niên, ngươi liền chạy tới hắn là 33 thiên đế tôn vô thượng trong miệng đại kiếp nạn chi tử, ngươi làm ta nói cái gì đâu. Nhưng ta mặc kệ hắn có phải hay không 33 trời ạ vị đế tôn trong miệng đại kiếp nạn chi tử, ta chỉ nhận hắn là ta bạn vong niên tiểu huynh đệ. Lời này kỳ thật xem như biểu đạt ra Ứng Minh Quân thái độ. Siêu Nguyệt Linh gật gật đầu nói, minh bạch. Ngài lão xem người từ trước đến nay thực trọng, đó chính là nói ngươi là duy trì chúng ta mượn sức Dương Nghị Vân. Có thể nói như thế, Ứng Minh Quân gật đầu. Mà Giao Quang nghe hai người đối thoại, lại là chấn kinh rồi, nhịn không được nói, Dương Nghị Vân là 33 thiên đế tôn vô thượng trong miệng đại kiếp nạn chi tử. Nàng phía trước hỏi thăm quá Dương Nghị Vân, lại là không có nghe được cái gì hữu dụng tin tức, không nghĩ tới tiểu gì lại là đã biết. Siêu Nguyệt Linh nhìn đến chất nữ bộ dáng giật mình nói, không có gì nhưng giật mình, 33 thiên đế tôn vô thượng chỉ tên điểm họ đại kiếp nạn chi tử đã kêu Dương Nghị Vân, rất nhiều thế lực đều biết, tổng bộ cũng biết, cho nên ta đã biết, hiện tại lựa chọn quyền ở trong tay ngươi, muốn hay không tiếp tục cùng Dương Nghị Vân đến gần chính ngươi quyết định đi, mặc kệ ngươi làm ra cái gì quyết định tiểu gì ta đều duy trì ngươi. Giao Quang ngạc nhiên nói, ta nếu lựa chọn tiếp tục duy trì Dương Nghị Vân, tiếp tục mượn sức hắn. Cùng hắn đi thân cận quá, ngài sẽ không sợ trêu chọc 33 thiên đế tôn vô thượng. Siêu Nguyệt Linh cười nói, lại nói tiếp thiên tộc tối cao tồn tại là đế tôn vô thượng, nhưng ở một ít thế lực lớn trong mắt, hắn cũng chính là chỉ là 33 thiên điện đế tôn vô thượng, cũng không thể đại biểu toàn bộ thiên tộc thế lực. Mặt khác chúng ta đệ nhất thần phường chính là phi thăng giả nhất tộc, cùng Dương Nghị Vân tiếp xúc cũng không có gì, ha ha, đại kiếp nạn chi tử kia chỉ là đế tôn trong miệng cách nói, chúng ta nhưng không nhận. Còn có một cái nghe đồn là, Dương Nghị Vân chính là Càn Khôn thần tôn truyền nhân, tương lai có khả năng sẽ là thần giới chi chủ, ở trên người hắn đầu tư không chừng tương lai chúng ta được đến càng nhiều, tóm lại chuyện này ngươi tới làm quyết định, ngươi nói mượn sức Dương Nghị Vân, chúng ta đây thiên thành đệ nhất thần phường liền duy trì. Ngươi nói không hề mượn sức, chúng ta liền không duy trì. Đến nỗi đế tôn vô thượng không cần lo lắng, hắn sẽ không tự mình ra tay, cũng có rất nhiều người chế hành, đến nỗi mặt khác thiên tộc, ha ha. Chúng ta chưa chắc sợ, lại nói duy trì Dương Nghị Vân không nhất định phải minh tới, chúng ta là làm chợ đen, ngươi đã hiểu sao Giao Quang? Giao Quang gật gật đầu nói, ta biết như thế nào làm tiểu gì. Hảo, đi làm việc đi, ta và ngươi ứng ra ra đánh cờ một ván. Siêu Nguyệt Linh cười nói. Giao Quang đi ra cửa phòng sau, Ứng Minh Quân nói, ngươi quyết định. Đương nhiên, chúng ta là phi thăng giả thần tộc. Một ngày kia đế tôn vô thượng hợp đạo thành công trở thành thần giới chi chủ, người cảm thấy chúng ta thần tộc còn có hy vọng sao? Lại nói, hiện tại thần tộc cùng thiên tộc chính là ám lưu dũng động, cũng thời điểm làm ra lựa chọn, tường đầu thảo nhưng không có kết cục tốt, đã chết cũng không an bình, không bằng trước tiên chiến đội, muốn chết cũng dứt khoát, sau khi chết còn không rơi bêu danh, có một số việc là muốn kiên trì. Siêu Nguyệt Linh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phía chân trời nói. Ứng Minh Quân phù hợp nói, đúng vậy, ở thiên tộc trong mắt chúng ta này đó thần tộc vĩnh viễn đều là ti tiện sinh linh, nói là thành trí cao vô thượng thần chi, có thể so bất luận cái gì sinh linh đều nghẹn khuất, bực này thần chi không làm cũng thế, còn không bằng oanh oanh liệt liệt đi lên vừa đi. Hai người nói chuyện như lọt vào trong sương mù, cũng chỉ có chính bọn họ biết là có ý tứ gì, nhưng có một chút lại là thực minh xác, Dương Nghị Vân thân phận bọn họ là biết đến. Dương Nghị Vân còn không biết Ứng Minh Quân cùng thiên thành đệ nhất thần phường chân chính chủ nhân Diêu Nguyệt Linh đã ở trên người hắn hạ chú, hắn giờ phút này lại là mang theo thiên cơ sư nương cùng Phan Vô Cực ra khỏi thành, trực tiếp hướng yêu quang rừng rậm mà đi, hắn lần này là muốn đi sát ác nhân. Hoặc là nói là ác nhân bang chảo yêu tiểu đội, này đi trêu chọc khả năng sẽ là toàn bộ ác nhân giúp, nhưng Dương Nghị Vân không hối hận, nhân sinh trên đời, có một số việc vẫn phải làm.
Ba cái canh giờ sau, ba người tới rồi yêu quang rừng rậm bên ngoài. Yêu quang rừng rậm hoàn cảnh, cùng giao quang cung cấp tin tưởng giống nhau, thật là một chỗ yêu dị địa phương. Cách thật xa là có thể nhìn đến một mảnh vô tận rừng rậm mạo phóng lên cao thần quang, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt, che trời cổ thụ thẳng tận trời cao, một gốc cây cổ thụ như là một tòa lớn lên ở mặt đất đảo nhỏ đại lục giống nhau, vô cùng đồ sộ. Hắn cùng Thiên Cơ Sư Nương, Phan Vô Cực ba người, ngừng ở yêu quang rừng rậm ở ngoài, một chỗ tiến vào yêu quang rừng rậm nhất định phải đi qua chi giao lộ, chờ đợi ác nhân bang bắt giữ tiểu đội tiến đến. Ít người cũng chỉ có thể đi đánh lén chiêu số, chỉ cần có thể giết những cái đó món lòng liền thành, mục tiêu thực minh xác chính là cấp sư nương báo thù. Yêu quang rừng rậm tuy đại, nhưng từ thiên thành ra tới tiến vào yêu quang rừng rậm lộ, nơi này là duy nhất, giao quang cấp ra tin tức đều đã nói được rất rõ ràng. Bọn họ ba người là hừng đông không bao lâu liền xuất phát, hiện tại thuộc về trước tiên mai phục. Dương Nghị Vân đem kế hoạch cấp sư nương cùng Phan Vô Cực nói lúc sau, biên làm hai người luyện hóa thần khí quen thuộc từng người thần khí đi. Có được thần khí cũng không phải mỗi cái thần nhân đều có, cho dù là Thiên Cơ sư nương đi vào thần giới sau, cũng không có đạt được một kiện thần khí, mà Phan Vô Cực liền càng không cần phải nói, thứ này chính là một cái nghèo túng thiên thần. Nếu không phải gặp phải Dương Nghị Vân, hắn đã bị ác nhân giúp đánh cho tàn phế, càng đừng nói có thể có được một kiện cao giai thần khí. Hiện tại Phan Vô Cực là ở vào phấn khởi trạng thái, đệ nhất là có được một thanh thần đao, đệ nhị là nghe xong Dương Nghị Vân nói muốn chém sát ác nhân ba người. Tin tức này không chỉ có không làm Phan Vô Cực sợ hãi, ngược lại làm hắn thực hưng phấn, trường kỳ bị ác nhân giúp ức hát yêu ta lão Phan, chuẩn bị hảo hảo đi theo ân thân cây một hồi, xuất khẩu ác khí. Dùng hắn nói. Thiên thành ác nhân giúp đều là tội ác tài trời vương bát đản, ức hát yêu ta nhỏ yếu thần nhân, chuyện xấu làm tẫn, hắn có rất nhiều bằng hữu đều bị ác nhân giúp cấp hại chết, này cũng coi như là báo thù. Đương nhiên làm Dương Nghị Vân người hầu, nên nhắc nhở ân chủ vẫn là phải nhắc nhở, tỉ như toàn bộ ác nhân giúp có mấy vạn chi chúng ác đồ, nghe đồn ác nhân bang bang chủ vẫn là thiên thần vương cấp bậc tồn tại, ý tứ là làm chủ nhân suy xét muốn hay không trêu chọc ác nhân giúp. Đối Phan Vô Cực theo như lời này đó tin tức. Giao quang đều cung cấp, thậm chí càng vì tin tưởng, hơn nữa Dương Nghị Vân thái độ kiên định vô cùng, nhất định phải sát. Phan Vô Cực hiện tại là ăn ân chủ cơm đi theo ân chủ chuyển, hắn không có bất luận cái gì đường lui, chỉ có thể một con đường đi tới cuối, mặt khác hắn đối ân chủ có tin tưởng, bằng hắn chi giác, Phan Vô Cực cảm giác nhà mình ân chủ không phải lỗ mãng người, đối phó ác nhân giúp nhất định là có át chủ bài. Thời gian mau theo sói mòn, chính ngọ thời điểm, Dương Nghị Vân ngồi xếp bằng ở một cây đại thụ thượng, bỗng nhiên mở hai mắt. Tới hắn mở miệng tự nói, từ trên đại thụ rơi xuống, tới rồi con đường trung ương chờ đợi mấy ngàn mét ở ngoài 12 người tiến đến. Thần thức chung đã nhìn đến, quả nhiên là giao quang cung cấp tin tức hình ảnh chung những cái đó ác nhân giúp thiên thần quân. Tổng cộng 12 người, cầm đầu chính là thượng vị thiên thần quân, dư giả trung vị cùng sơ vị thiên thần quân 5 cái, dư lại tất cả đều là thượng giai thiên thần, không đáng giá nhắc tới. Những người này đầu Dương Nghị Vân trí tại tất đắc. Ngay sau đó Thiên Cơ sư nương xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người, ngay sau đó chính là Phan Vô Cực. Dương Nghị Vân tuy rằng không gọi bọn hắn hai cái, nhưng hai người nhưng đều ở chú ý, thần khí đều đã luyện hóa quen thuộc, kế tiếp liền chờ chém giết. Càng ngày càng gần thời điểm Dương Nghị Vân cảm nhận được Thiên Cơ sư nương cả người ở phát run, sát ý che giấu không được phóng thích. Sư nương không có việc gì, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Dương Nghị Vân biết Thiên Cơ sư nương không phải sợ hãi, mà là nhìn thấy kẻ thù lúc sau cảm xúc mất khống chế. Nghe Dương Nghị Vân vừa nói, Thiên Cơ mạnh mẽ áp chế chính mình sát ý, làm chính mình bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi nói ân, ta biết, vừa rồi suy đoán Thiên Cơ, hôm nay chúng ta hành sự đại cát. Dương Nghị Vân là biết Thiên Cơ sư nương có suy đoán Thiên Cơ bí pháp việc, nàng nếu nói đại cát, vậy không thành vấn đề. Thực mau 12 danh thiên thần tới rồi trước mắt. Hai bên cách xa nhau 30 mét thời điểm ngừng lại. Cầm đầu thiên thần nhìn đến Dương Nghị Vân nhíu mày, nhưng ngay sau đó nhìn đến Dương Nghị Vân bên người Thiên Cơ lúc sau, sắc mặt biến đổi, nhưng ngay sau đó cười lạnh lên. Chậm rãi mở miệng nói, ở chợ đen nghe nói người bị kẻ thần bí lấy 100 vạn thần thạch mua đi, ta nhưng thật ra kỳ quái, là thần thánh phương nào có thể mua đi ngươi một đầu thần hồ, hiện tại xem ra đồn đãi là thật, tiểu hồ yêu làm ngươi sau lưng người xuất hiện đi. Nếu là bằng không, đợi chút lại đem ngươi bắt, đã có thể không cơ hội, đúng rồi, bên cạnh ngươi này hai cái đê tiện thần tộc, chẳng lẽ là mua đi ngươi sau lưng người nào đó người hầu.
hoặc là nói bọn họ chính là. Cầm đầu thiên thần nhìn như không kiêng nể gì, nhưng ánh mắt lại là như lưỡi dao giống nhau, không hề có thả lỏng, hắn kỳ thật trong lòng cũng ở kỳ quái, ngày đó bắt giữ trước mắt này chỉ cửu vĩ thần hồ thời điểm, bọn họ đoàn người cũng là phí sức của chín châu hai hổ mới thành công, sau lại hắn tiến vào chợ đen lấy đại ác nhân dùng tên giả đem cửu vĩ cô bê ủy thác chợ đen bán đấu giá, cư nhiên có cái ngốc tử xuất ra trăm vạn thần thạch, thực sự làm hắn đại kiếm lời một bút. Không nghĩ tới hôm nay ở đi yêu quang rừng rậm trên đường cư nhiên lại đụng phải này chỉ cửu vĩ thần hồ, giờ phút này hắn đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, nếu lại lần nữa đem cửu vĩ thần hồ bắt lấy, hắn chẳng phải là lại muốn phát tài. Đương nhiên có thể trở thành ác nhân giúp bắt giữ yêu thú thiên thần tiểu đội đầu mục, hắn cũng không phải ngốc tử, nhìn thấy thần hồ thời điểm thực rõ ràng cảm nhận được trên người nàng sát ý, còn có hai cái thiên thần tồn tại, đều là ánh mắt bất thiện bộ dáng, hắn liền biết là trả thù, nếu đây là trước mắt ba cái. Hắn căn bản liền sẽ không tha ở trong mắt, hắn cùng bên người đội viên, có thể không cần tốn nhiều sức diệt sát bọn họ. Nhưng liền sợ, thần hồ sau lưng còn có người tồn tại, có lẽ đang âm thầm đi. Nếu là như thế, vậy không thể không cẩn thận. Chợ đen thượng cửu vĩ thần hồ bị kẻ thần bí xuất ra trăm vạn thần thạch, ở toàn bộ thiên thành đều truyền khắp, có thể một hơi lấy ra trăm vạn thần thạch chụp mua cửu vĩ thần hồ người, tự nhiên không phải là cái gì tiểu nhân vật. Không thể không cẩn thận. Nếu thần hồ biến mất ở thiên thành, đảo cũng thế, nhưng hiện tại lại là xuất hiện ở trước mắt, chỉ có thể thuyết minh là trả thù, hơn nữa thần hồ sau lưng kẻ thần bí tất nhiên là duy trì thần hồ, cái này làm cho này chi ác nhân bang bắt giữ yêu thú tiểu đội tất cả mọi người căng chặt thân thể. Cầm đầu đầu mục lời này chính là ở thử. Nhưng đối diện Dương Nghị Vân cùng Thiên Cơ ba người, biết này đó Vương Bát Đản là trột dạ. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, ở Dương Nghị Vân trong mắt không có gì hảo thuyết. Những người này đã trở thành người chết. Trong lòng vừa động hắc ám chiến giáp hiện lên trong người, ô quang lưu động, dưới chân vừa động lại là hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ, bỗng nhiên đem nhằm phía 12 cái ác nhân bang người. Cầm đầu ác nhân giúp đầu mục, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hét lớn, kết trận sát. Nguyên bản trong mắt hắn Dương Nghị Vân cái này đầu chọc chính là một cái tầm thường thượng vị thiên thần quân, nhưng lại chút nào không đặt ở trong mắt, bởi vì cùng hắn chi gian kém một cái đại cảnh giới. Hắn là thượng vị thiên thần quân trình tự, hơn nữa là đỉnh, càng đừng nói bên người còn có 5-6 trong đó vị cùng sơ vị thiên thần quân tồn tại, chẳng sợ chính là hắn thủ hạ thấp nhất tu vi thủ hạ, cũng là thượng vị thiên thần, cũng đủ nghiền áp này hai người một yêu. Nhưng đường đầu chọc trên người hiện lên chiến giáp ngay lập tức biến mất thời điểm, ác nhân bang thần quân đầu mục liền biết cái này đầu chọc tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn lại một cái đơn giản thiên thần thực lực, tức khắc giống to phản kích. Hắn nhưng không nghĩ cống ngầm lật thuyền. Dương Nghị Vân mục tiêu vô cùng minh xác, ngay lập tức chi gian xuất hiện ở ác nhân giúp đầu mục trước người, trong tay đồ long kiếm thúc dục chính là toàn lực nhất kiếm chém xuống. Hừ, không biết lượng sức, tìm chết ác nhân bang đầu mục vừa thấy Dương Nghị Vân trực tiếp mục tiêu là hắn nhất kiếm chém xuống, tức khắc hừ lạnh một tiếng, toàn thân thần quang đại tác phẩm, thuộc về thiên thần quân hơi thở bùng nổ, cường đại uy áp cùng thần quang thúc dục, sau đầu xuất hiện ba đạo thần quang chi hoàn. Trong tay xuất hiện một cây trường thương thần khí thuận thế mà thượng va chạm ở Dương Nghị Vân đồ long kiếm thượng. Oanh! Song phản một kích giao phong dưới, Dương Nghị Vân lại là ở thần lực đại bùng nổ hạ, đằng 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 lui về phía sau đi ra ngoài 8-9 bộ mới dừng lại, khóe miệng đã chảy ra vết máu. Hắn trong lòng cười khổ, quả nhiên ở thần giới kém một cái đại cảnh giới chênh lệch quá lớn, toàn lực nhất kiếm ngược lại làm đối phương thần lực bùng nổ dưới, thương tới rồi chính mình. Hắn là thượng vị thiên thần. Mà đối phương lại là thượng vị thiên thần quân, một chữ chi kém lại là kém khá xa, thần quân trình tự, tu vi cảnh giới thượng, quân vương đế chủ, một tầng so một tầng cường đại, nếu như thế. Nhưng là, Dương Nghị Vân hộc máu, cũng chỉ thế mà thôi, hắn vừa rồi đối chạm vào, cũng chỉ là sử dụng thần lực, hơn nữa cũng không có mở ra chiến giáp phòng ngự, là muốn thử xem chính mình tự thân thực lực. Nếu hắn vận dụng càn khôn thần điện chi lực, vận dụng hắc ám chiến giáp chi lực, hắn có tin tưởng cùng cái này ác nhân bang đầu mục thiên thần quân một trận chiến đấu. Hắc ám chiến giáp thượng hiện tại chính là có vũ khí sắc bén tồn tại, cái này vũ khí sắc bén đó là hắc ám yêu hoàng một đôi móng vuốt luyện hóa mà thành chiến giáp bao tay, hơn nữa đang đợi chờ thời điểm Dương Nghị Vân tiến vào càn khôn hồ nội tìm tam mắt ở chiến giáp bao tay thượng làm tam mắt tô lên nọc độc. Tam mắt chính là tam cảnh đỉnh thiên ma thú xích luyện xà, có kịch độc, cấp bậc chính là cùng thiên thần quân trình tự giống nhau. Chân chính nếu là luận thực lực, thiên ma thú tuyệt đối cường đại hơn quá cùng cấp bậc thiên nhân. Cho nên Dương Nghị Vân căn bản liền không lo lắng cái gì.
Hơn nữa Dương Mẫu Nhân trong lòng còn nghẹn hư, chuẩn bị làm Tam Mắt cùng A Mãnh ở thời cơ thích hợp thời điểm xuất hiện, đến lúc đó xuất kỳ bất ý, nhất định có thể làm này đó ác nhân bang món lòng uống một hồ. Đối với ác nhân giúp cái này cầm đầu thiên thần quân đầu mục tới nói, lần này giao phong, lại là làm hắn trong lòng càng thêm đại địch, thoạt nhìn khí thế cường đại đầu chọc đích xác so với tầm thường thiên thần cường đại hơn, nhưng cũng chính là như vậy hồi sự, ở hắn cái này thiên thần quân trước mặt, đều là con kiến, này không phải kích thứ nhất liền xong đời sao. Nghĩ đến đây thời điểm, thiên thần quân đầu mục trong lòng nhếch miệng, lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Cùng lúc đó, Thiên Cơ cùng Phan Vô Cực hai người theo sát ở Dương Nghị Vân phía sau động thủ, hai người trong tay đều có thần khí cảm giác tin tưởng 10 phần, tiến lên thời điểm, lại là mặt khác ác nhân ba người ngay lập tức mà động. Trung quy là đại cảnh giới thượng chênh lệch, còn có nhân số chênh lệch, thực sự không phải Thiên Cơ cùng Phan Vô Cực có thể ứng phó, cứ việc hai người cầm trong tay thần khí nhưng lại như cũ ở đệ nhất sóng công kích thời điểm, bị đả đảo bay đi ra ngoài. Phốc, phốc, Thiên Cơ cùng Phan Vô Cực tất cả đều hộc máu. Cứ việc là thượng vị thiên thần nhưng lại là ở thiên thần quân trước mặt, như cũ là không đủ xem, này một kích giao phong dưới, nếu không phải hai người trong tay có thần khí thêm vào, đổi thành khác thiên thần sợ là ngã xuống đều là có khả năng. Mà Dương Nghị Vân cũng vào giờ phút này thấy được Thiên Cơ sư nương cùng Phan Vô Cực hộc máu bay ngược, cái này hắn trong lòng có chút không bình tĩnh, trong lòng âm thầm nói thầm, thoạt nhìn vẫn là xem nhẹ này đó món lòng. Dưới chân vừa động thúc dục hắc ám chiến giáp. Ông! Toàn bộ chiến giáp khắc văn lập lòe dựng lên, phát ra run minh tiếng động. Dương Nghị Vân dưới chân vừa động, chiến ủng tại đây một khắc phát huy ra cường đại tốc độ thêm vào, vèo một chút hắn một chút xuất hiện ở Thiên Cơ sư nương cùng Phan Vô Cực trước người nói, sư nương các ngươi không có việc gì đi. Nói chuyện thời điểm hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ác nhân bang cầm đầu thiên thần quân. Thiên Cơ cùng Phan Vô Cực giờ phút này trong lòng đều là vô cùng chua xót, không nghĩ tới liền tính là các nàng trong tay thần khí. Lại ở thiên thần quân trước mặt như cũ bất kham một kích, đây là thần giới tu sĩ ở đại cảnh giới thượng chênh lệch. Khụ khụ, không có việc gì, Vân Tử ngươi đi mau, này đó món lòng cường đại thực lực xa xa vượt qua ta mong muốn, nghe sư nương nói đi mau. Thiên Cơ trong lòng tràn ngập chua xót, nàng chỉ nghĩ làm Dương Nghị Vân thoát thân, nàng tới bám trụ mấy ngày này thần quân, cho dù là vì thế trả giá sinh mệnh đại giới cũng không tiếc. Không, ta lưu lại, ân chủ các ngươi muốn chạy đi. Để ta ở lại cản hắn nhóm. Phan Vô Cực giờ phút này nhưng thật ra lộ ra đường gánh, với hắn mà nói hắn mệnh đều Dương Nghị Vân cấp, nếu không phải đụng tới Dương Nghị Vân hắn đã sớm đã chết, đi theo Dương Nghị Vân trong khoảng thời gian này, làm hắn mới cảm giác chính mình chính là cái có tôn nghiêm thiên thần. Trong lòng đối Dương Nghị Vân tràn ngập cảm kích, bực này sống chết trước mắt, hắn Phan Vô Cực hẳn là cấp ân chủ phân ưu báo ân, hắn đã tính toán hảo tự bảo. Dương Nghị Vân nghe hai người nói chuyện, lại là dở khóc dở cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, liền như vậy mấy cái vương bát đản, ta còn không có để vào mắt, kế tiếp các ngươi hai cái từng người chiếu cố hảo tự mình, không cần chủ động xuất kích, dư lại sự toàn bộ giao cho ta, thả xem ta như thế nào chém giết này những món lòng. Dương Nghị Vân lời nói chung tràn ngập vô cùng cường đại tự tin. Đương nhiên nói chuyện thời điểm hắn trong lòng là thực cảm động, mặc kệ là sư nương vẫn là Phan Vô Cực đều ở sống chết trước mắt, không chút do dự bày ra ra đảm đương. Dương Nghị Vân có đối trước mắt này đó ác nhân ba người, ứng đối chi sách tự nhiên là sớm có phương án suy tính, trừ bỏ hắc ám chiến giáp, tự nhiên còn có Tam Mắt cùng A Mãnh, cuối cùng còn có bẩm sinh bát quái đồ, ở mấu chốt thời khắc đều là có thể dùng đến. Nhiều như vậy át chủ bài trí bảo trong người, nếu là còn bắt không được này đó ác nhân bang ác đồ, kia hắn liền có thể tìm một khối đậu hủ đâm chết. Thiên Cơ cùng Phan Vô Cực nghe Dương Nghị Vân nói chuyện. Hai người tuy rằng không biết Dương Nghị Vân có cái gì chuẩn bị ở sau tồn tại, nhưng lại là trong lòng mạc danh an tâm rất nhiều. Giờ phút này ác nhân bang tiểu đầu mục nhìn Dương Nghị Vân cùng Thiên Cơ, lạnh như băng nói, nếu các ngươi sau lưng người ở không ra, vậy các ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Đến lúc này, người này như cũng cho rằng Thiên Cơ sau lưng là có người. Nhưng cũng đích xác, mặc kệ là Dương Nghị Vân vẫn là Thiên Cơ cũng hoặc là Phan Vô Cực tất cả đều là thượng vị thiên thần mà thôi. Một cái thần quân trình tự đều không có, hơn nữa vừa mới giao phong, Dương Nghị Vân cùng Thiên Cơ ba người hoàn toàn không có một cái là có thể đạt tới bọn họ trong mắt đối thủ. Ba con kiến mà thôi, khoảnh khắc chi gian là có thể nghiền áp. Cho nên ác nhân giúp cái này tiểu đầu mục trước sau cho rằng, ở Dương Nghị Vân ba người phía sau có cái cường giả đang âm thầm, đây cũng là hắn không dám nhanh chóng xuống tay nguyên nhân. Dương Nghị Vân nghe ác nhân bang tiểu đầu mục nói chuyện,
lại là rõ ràng, người này trong lòng đang lo lắng cái gì. Lại nói tiếp đích xác, hắn biết chính mình ba người không phải đối thủ, đối phương dù sao cũng là thượng vị thần quân, cùng bọn họ ba cái chi gian chênh lệch suốt kém chính là một cái đại cảnh giới, tu vi cảnh giới thượng chênh lệch, là cách biệt một trời. Bất quá còn hảo, hắn sớm có chuẩn bị, tam mắt cùng A Mãnh có thể lên sân khấu. Tam mắt chính là tam cảnh đỉnh, A Mãnh thiếu chút nữa, nhưng cũng tuyệt đối không phải thiện tra. Muốn chúng ta sau lưng người ra tới, vậy như ngươi mong muốn. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên ngay sau đó đem tam mắt cùng A Mãnh từ càn khôn hồ triệu hoán ra tới. Tam mắt, A Mãnh giết địch. Dương Nghị Vân đối hai đầu thiên ma thú hạ lệnh. TTT, thầm thì. Tam mắt cùng A Mãnh vừa ra tới, thét dài dựng lên. Người trước trên người ngọn lửa đại tác phẩm, ba cái đầu mở ra miệng rộng hí vang trung hộc ra lưỡi rắn, ba đạo ngọn lửa ngay lập tức đối với ác nhân bang 12 cái ác đồ mà đi. Người sau toàn thân thổ hoàng sắc quang mang lập lòe, vèo một chút hóa thành tàn ảnh, trực tiếp vọt qua đi. Dương Nghị Vân thân xuyên chiến giáp thúc dục lúc sau, phòng ngự mở ra, dưới chân vừa động, cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Hắn lần này lựa chọn cận chiến đấu, trực tiếp thu hồi đồ long kiếm, một đôi chiến giáp bao tay hóa thành vũ khí. Lấy hắc ám yêu hoàng bản thể móng vuốt luyện hóa mà thành chiến giáp bao tay, sắc bén vô cùng, không gì chặn được, khắc văn chấp động, từ giờ khắc này bắt đầu liền hóa thành tử thần tay, hơn nữa Dương Nghị Vân nơi tay tròng lên bôi quá tam mắt kịch độc, chỉ cần bị thương cũng đừng tưởng hảo quá, hắn tin tưởng chẳng sợ chính là thần quân cấp bậc cũng khó có thể ngăn cản tam mắt kịch độc. Một người nhị thú ngay lập tức chi gian đạt tới cuồng bạo trạng thái chiến đấu, nhằm phía ác nhân giúp 12 cái thiên tộc ác đồ. Cầm đầu ác nhân giúp đầu mục, vào giờ phút này lại là toàn thân run lên, kinh hô mà ra tam cảnh thiên ma thú, mau lui lại. Vẫn luôn đều lấy bắt giữ yêu thú từ từ lấy làm tự hào, hoặc là hòa giải yêu thú giao tiếp hắn, thường thường ở chợ đen trà trộn, tự lành là đại ác nhân, trước nay đều là tâm cao khí ngạo, nhưng tại đây một khắc lại là sắc mặt thay đổi. Hắn tự nhiên rõ ràng tam cảnh thiên ma thú đại biểu cái gì. Nhưng mà nói lui về phía sau thời điểm, tam mắt trong miệng thốt ra ba đạo ngọn lửa đã đến, đại ác nhân vội vàng thúc giục toàn thân thần lực, trong tay xuất hiện một thanh thần khí lại là một thanh dù, hét lớn một tiếng âm dương dù cho ta khai. Tức khắc trong tay hắn này đem hắc bạch lần lượt âm dương dù bùng nổ vạn đạo thần quang căng ra, khắc văn lưu động chung, trong người trước hình thành phòng ngự. Âm âm âm. Tam mắt ba đạo ngọn lửa dừng ở đại ác nhân âm dương dù thượng, bùng nổ nổ vang. Nổ vang tan đi, ngọn lửa cũng biến mất. Tự nhiên ngạnh sinh sinh ngăn cản ở tam mắt phun ra ba đạo ngọn lửa. Đại ác nhân trong lòng còn không có tới kịp tùng khẩu khí thời điểm, lại là phía sau vang lên kêu thảm thiết. A, à, dư quang nhìn thấy một khắc đầu thổ hoàng sắc thiên ma thú một chảo chảo nát một người thủ hạ đầu, hắn trong lòng kinh hãi, nhưng trước mắt ba cái đầu xích luyện xà ngay lập tức tới theo dõi hắn. Một kích thần long bái vĩ tới. Oanh! Vững chắc một kích quất đánh ở đại ác nhân trên người, tức khắc làm hắn bay ngược đi ra ngoài. Nhiệt xúc tìm chết đại ác nhân tức khắc bay qua tới, trong tay thần khí âm dương dù khắc văn sáu chuyển, cùng tam mắt chiến đấu đều tới rồi cùng nhau, hắn biết chính mình bị này xúc sinh theo dõi, nếu không đem này tam đầu xà cấp giải quyết rớt, mặc kệ là chính hắn, những người khác đều muốn bỏ mạng. Dương Nghị Vân cấp tam mắt nhiệm vụ liền gắt gao nhìn chằm chằm ác nhân giúp cái này đầu mục, có thể sát liền sát, giết không được triền chết, không thể làm hắn có chút thở dốc thời gian, mà hắn cấp A Mãnh nhiệm vụ là mặt khác bốn gã thiên thần quân, không cầu sát, chỉ cần dây dưa chu toàn là được. Chính hắn còn lại là đem ánh mắt đặt ở năm tên thượng vị thiên thần trên người, cùng cảnh giới chung, hắn có hắc ám chiến giáp trong người, có tin tưởng nháy mắt hạ gục năm cái ác nhân bang thượng vị thiên thần. Chờ từng cái cấp bách. Cuối cùng vây sát chính là kết cục đã định. Hắn tin tưởng tam mắt cùng A Mãnh đều có thể làm đến, chỉ cần dây dưa 10 tức thời gian cũng đủ. Chết! Dương Nghị Vân ngay lập tức phía trước xuất hiện ở một người thiên thần trước người, giống giận một cái chết tự, phất tay chi gian chiến giáp bao tay thượng hắc khí hôi hổi khắc văn lưu chuyển, tàn ảnh xẹt qua. Tên này thiên thần, đối mặt Dương Nghị Vân lại là khinh địch, nhìn đến Dương Nghị Vân cũng là một cái cùng cảnh giới thiên thần, trong tay thần khí là một cây trường thương. Hừ lạnh một tiếng một thương đối với Dương Nghị Vân đâm tới. Nhưng là ngay sau đó. Oanh! Quang! Dương Nghị Vân vung tay lên dưới, trực tiếp bẻ gãy tên này thiên thần trong tay trường thương thần khí, thuận thế mà xuống đem tên này thiên thần một chảo bị hư hao hai nửa. Hơn nữa này còn không ngừng, tên này thiên thần thân thể miệng vết thương chỗ bắt đầu bốc lên hắc khí,
từ từ rung động hạ, thi thể đều hóa thành nước đặc. Cái này Dương Nghị Vân đều khiếp sợ, hắn ở chiến giáp bao tay thượng bôi quá tam mắt nọc độc, khá vậy biết tam mắt nọc độc còn không có cường hãn đến bực này nông nỗi. Bất quá thực mau hắn cũng phản ứng lại đây, tam mắt nọc độc là một phương diện, trọng điểm là chiến giáp bao tay bản thân. Bởi vì chiến giáp bao tay là Hắc Ám Yêu Hoàng bản thể một đôi móng vuốt luyện hóa mà thành, Hắc Ám Yêu Hoàng tu chính là Hắc Ám Đại Đạo, hiện tại thoạt nhìn là chiến giáp bao tay thượng tự mang Hắc Ám thuộc tính. Thật sự là cái kinh hỉ phát hiện, này một đôi Hắc Ám Yêu Hoàng móng vuốt luyện hóa mà thành chiến giáp bao tay lực công kích, đã vượt qua hắn đoán trước, cũng không phải là giống nhau cường hoành. Ngẫm lại cũng đúng, Hắc Ám Yêu Hoàng bản thân liền thiên đạo cấp bậc yêu hoàng, hắn bản thể móng vuốt đặc biệt là phàm vật. Cho dù là sau khi chết một đôi móng vuốt, không phải cũng là ở qua suốt một cái kỷ nguyên thời điểm, bị hắn phát hiện khi, cũng không hề có hư thối sao. Thiên đạo cấp bậc yêu hoàng chi thân, đã chết cũng là bất hủ tồn tại. Này trong đó cường hãn, Dương Nghị Vân biết hắn là vô pháp lý giải. Bất quá hiện tại không quan trọng, quan trọng là hắn biết có này xong chiến giáp bao tay, hắn lực công kích sẽ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trong lòng phấn chấn, thoáng ngây người công pháp, lại là bỗng nhiên bị người từ sau lưng một kích. Oanh! Lại là có cái thiên thần chống hắn thất thần hết sức, từ hắn sau lưng tập kích hắn. Bất quá một tiếng nổ vang lúc sau, Dương Nghị Vân trên người Hắc Ám chiến giáp khắc văn đại tác phẩm, hắn không hề có bị thương, ngược lại là đánh lén hắn thiên thần một chút bị Hắc Ám chiến giáp phòng ngự chi lực bắn ngược đi ra ngoài. Dưới chân vừa động, Dương Nghị Vân cười lạnh, nếu cứ như vậy cấp tìm chết, vậy thành toàn ngươi. Dứt lời Dương Nghị Vân dưới chân vừa động, vèo một chút xuất hiện tại đây danh thiên thần trước người, đôi tay tả hữu khởi công xuất kích. Bá bá bá, đôi tay thượng mang theo Hắc Ám chiến giáp bao tay, giờ phút này Dương mẫu nhân quả thực giống như thần chủ, một đôi tay thượng chiến giáp bao tay chân chính hóa thành không gì chặn được vũ khí sắc bén. A, à, gần hết thảm một tiếng tên này thiên thần đã bị Dương mẫu nhân xé thành mảnh nhỏ. Hắn thân xuyên chiến giáp thiên thần cấp bậc công kích đối hắn căn bản liền không dùng được, cho dù là thiên thần quân trình tự công kích, Hắc Ám chiến giáp cũng là có thể phòng ngự. Giờ khắc này Dương Nghị Vân hóa thân thành sát thần. Trong nháy mắt tiện tay xé hai gã thiên thần. Lại xoay người dư lại ba cái thiên thần bị Dương Nghị Vân theo dõi. Lại là dọa phá gan. Ngươi, ngươi là ma quỷ. Trong đó một người thiên thần run giọng kêu to, xoay người liền chạy. Mặt khác hai gã cũng không ngoại lệ, nháy mắt liền chạy. Không có biện pháp không chạy, Dương Nghị Vân chém giết bọn họ hai cái đồng bạn một màn chính mắt thấy, liền tính là trong tay có thần khí cũng ngăn không được Dương Nghị Vân một đôi tay bộ, hắn bao tay phá hủy thiên thần cấp bậc thần khí quả thực giống như là thiết đậu hủ giống nhau, căn bản là ngăn không được. A a a, trốn cũng trốn không thoát. Mau bất quá Dương mẫu nhân trên chân có Hắc Ám chiến giáp chiến ủng tốc độ, đối với dư lại ba cái chạy trốn thiên thần. Dương Nghị Vân trực tiếp ra tay, ở hoảng sợ kêu thảm thiết chung ba cái thiên thần bị Dương Nghị Vân tay xé, thi thể đều ở Hắc Ám bao tay thuộc tính hạ bị cắn nuốt, cho tàn không dư thừa. Căn bản là vô dụng thượng 10 tức thời gian, năm cái thượng vị thiên thần bị Dương Nghị Vân một đôi tay xé thành mảnh nhỏ, hóa thành cho tàn. Chỉ chớp mắt tin tưởng tăng nhiều Dương mẫu nhân, nhìn quét một vòng. Nơi xa tam mắt cùng ác nhân bang đầu mục chém giết túi bụi, hơn nữa tam mắt ẩn ẩn còn chiếm cứ thượng phong. Mà A mãnh một cái dây dưa ba cái thiên thần quân, lại là thoạt nhìn có điểm cố hết sức. Nguyên bản là có hai cái sơ giai thần quân, hai cái trung vị thần quân, bất quá A mãnh tốc độ linh hoạt quỷ dị, ngay từ đầu liền một chảo chảo phá một người sơ giai thần quân đầu, hiện tại liền dư lại ba cái. Đương nhiên cái kia đầu mục ngoại trừ. Dương Nghị Vân hai tròng mắt rét lạnh, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở A mãnh bên người, vung tay lên hắc khí đại tác phẩm, bao tay thượng khắc văn lập lòe. Năm ngón tay sắc bén lưỡi đao xuất hiện, bỗng nhiên đối với một người sơ vị thần quân chính là một hoa. Một đạo hắc khí từ bao tay thượng hiện lên. Tên này sơ vị thần quân thần khí cắt thành hai đoạn. A, à, hét thảm một tiếng tên này sơ vị thần quân bị mổ bụng ngã xuống trên mặt đất, miệng vết thương thượng hắc khí vần quanh, hiển nhiên là không sống nổi. Quả nhiên không có sinh cơ. Dư lại hai cái trung vị thần quân sắc mặt trắng bệch. A à, mãnh từng người đối phó một cái. Dương Nghị Vân đối với A mãnh phân phó một tiếng, ngay sau đó trực tiếp đối với trong đó một cái trung vị thần quân mà đi. Tên này trung vị thần quân xoay người liền chạy, căn bản không dám cùng Dương Nghị Vân chính diện chém giết. Vừa rồi hết thảy tên này trung vị thần quân xem ở trong mắt, hắn biết Dương Nghị Vân trên người chiến giáp quỷ dị,
kia một đôi tay hoặc là nói chiến giáp bao tay càng quỷ dị, cắt dâng lên cư nhiên như cắt đậu hũ giống nhau, như thế nào có thể ngăn cản. Không chạy mới là lạ. Nhưng là có thể sợ đến quá Dương Mẫu Nhân sao? Hiển nhiên là không thể. Hắc ám chiến giáp là thiên đạo cấp bậc chiến giáp, là hoàn chỉnh chiến giáp, chiến ủng thượng thêm vào tốc độ tăng lên gấp 10 lần, căn bản là trốn không thoát đâu. Dương Nghị Vân trực tiếp đuổi theo, đối với dọa phá gan trung vị thiên thần phía sau lưng, cách mười mấy mét, liền phát ra liên tiếp công kích. Bao tay thượng hắc khí hôi hổi, mỗi một lần múa may đều là năm đạo như lưỡi đao giống nhau hắc khí xuất hiện, bá 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 bay ra đi. A! À, kêu thảm thiết trung tên này trung vị thần quân từ giữa không trung tin tức. Quả nhiên trung vị thần quân, so với sơ vị thần quân có thể kháng, cư nhiên ngạnh sinh sinh kháng hạ chín đạo công kích. Dương Nghị Vân nhìn chết thảm trung vị thần quân trong lòng nói thầm. Lúc này, bên tai vang lên hét thảm một tiếng, vừa quay đầu lại lại là A Mãnh giết cuối cùng một cái trung vị thiên thần. Đến tận đây, 12 cái ác nhân bang ác đồ, chỉ còn lại có thượng vị thần quân đầu mục như cũ cùng tam mắt ở đại chiến. Ngay sau đó Dương Nghị Vân mang theo A Mãnh xuất hiện ở tam mắt cùng ác nhân giúp đầu mục bên người. Nhưng hắn không có động thủ, liền như vậy nhìn. Lúc này Dương Nghị Vân biết, chẳng sợ chính là không động thủ, tên này thượng vị thần quân cũng sẽ là trong lòng áp lực thật lớn, chỉ cần có trong lòng áp lực, tam mắt là có thể chém giết hắn. Luận tu vi thực lực tam mắt cái này tam cảnh cấp bậc rắn nước chính là cùng tên này ác nhân bang đầu mục giống nhau, mà tam mắt là cường hãn thiên ma thú, lực lượng trình tự còn mạnh hơn quốc tên này thần quân, cho nên Dương Nghị Vân căn bản không cần ra tay, liền như vậy cùng A Mãnh đứng ở bên cạnh nhìn, cũng là một loại trong lòng uy hát yêu ta, cuối cùng sẽ cho tam mắt cơ hội chém giết tên này ác nhân giúp tiểu đầu mục thần quân. Quả nhiên hắn phát hiện tên này thần quân ở hắn cùng A Mãnh sau khi xuất hiện hoảng loạn, phân thần hết sức bị tam mắt một kích cái đuôi quất đánh trong người, tức khắc hộc máu. Rơi xuống hạ phong. Dương Nghị Vân biết chiến đấu muốn kết thúc, tam mắt thừa thắng xông lên, ba con mắt bộc phát ra ba đạo quang mang, một đen một trắng đỏ lên, trực tiếp dừng ở tên này ác nhân giúp đỡ vị thần quân trên người. Dương Nghị Vân lúc trước chính là ăn qua tam mắt đôi mắt quang mang mệt, tự nhiên biết là cỡ nào đáng sợ, mắt thấy tam mắt ba con mắt bộc phát ra quang mang tiến vào ác nhân giúp đầu mục thân thể. Liền biết chiến đấu kết thúc. Quả nhiên, tại hạ một khắc, ác nhân giúp tên này đầu mục cả người phát run, phát ra phi người kêu thảm thiết, toàn thân thiêu đốt lên, mặc cho hắn thúc dục thần lực đều tắt không được trên người ngọn lửa. Không bao lâu liền ngã xuống trên mặt đất. Ầm vang. Đúng lúc này tam mắt lại là một kích cái đuôi quất đánh ở ác nhân giúp cái này thần quân trên người, một tiếng nổ vang lúc sau, người này hôi phi yên diệt. Này chiến đại thịnh. Chém giết 12 danh ác nhân bang ác đồ, rốt cuộc cấp sư nương báo thù. Chiến đấu kết thúc, Dương Nghị Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, căng chặt thần kinh thả lỏng xuống dưới, trên người hắc ám chiến giáp tự động biến mất ẩn tầng ở trong cơ thể, nhưng hắn lại là cảm thấy từng đợt suy yếu, một chút sụi lơ ở trên mặt đất. Vừa rồi chém giết hung mãnh sảng, nhưng là chỉ có chính hắn biết hắc ám chiến giáp mỗi một lần thúc giục muốn tiêu hao nhiều ít thần lực, đặc biệt là một đôi tay bộ công kích, càng là cắn nuốt thần lực quái thú giống nhau. Trong cơ thể thần lực rỗng tuếch, hắn đều hư thoát. Vân Nhi, một trận làn gió thơm mà đến, lại là thiên cơ vội vàng chạy tới nâng ở hắn. Dương Nghị Vân chân chính choáng váng nhưng là nhìn đến thiên cơ lúc sau lại là cười nói, sư nương ta cho ngươi báo thù. Hảo hảo hảo, thiên cơ đôi mắt hồng, nàng cùng Phan Vô Cực ở nơi xa chính mắt thấy hết thảy, trong lòng vô cùng khiếp sợ Dương Nghị Vân thực lực cùng hắn bên người hai đầu thiên ma thú. Nhìn sắc mặt trắng bệch Dương Nghị Vân. Thiên cơ rất muốn nói điểm cái gì lại là nói không nên lời, một bụng lời nói tới rồi bên miệng lại chỉ còn lại có ba cái hảo tự. Dương Nghị Vân biết thiên cơ sư nương trong lòng tưởng cái gì, hơi hơi mỉm cười nói, sư nương không cần nghĩ nhiều, đều là đệ tử nên làm, hiện tại chúng ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này, ta hiện tại thực suy yếu, yêu cầu nghỉ ngơi, cũng muốn phòng ngừa ác nhân giúp được đến tin tức sau phái người tới đuổi giết chúng ta. Nói xong lúc sau Dương Nghị Vân nhìn giống nhau Phan Vô Cực nói, lão Phan quét tước chiến trường siêu tập bọn họ thần giới, tam mắt, amen chúng ta tiến vào yêu quang rừng rậm. Những lời này dặn dò xong, Dương Nghị Vân rốt cuộc chịu đựng không nổi trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, hắn hư thoát nghiêm trọng, cũng coi thường hắc ám chiến giáp tiêu hao thần lực tốc độ. Đương Dương Nghị Vân lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là nửa năm lúc sau. Đây là chỗ nào? Dương Nghị Vân mở to mắt vừa thấy. Trong tầm mắt hoàn cảnh có chút tối tăm. Mà thiên cơ sư nương cùng Phan Vô Cực liền ở hắn cách đó không xa đả tọa,
Vân tử ngươi tỉnh, đây là yêu quang rừng rậm một chỗ hốc cây thiên cơ lại đây. Ân chủ ngươi không có việc gì đi. Phan Vô Cực cũng mở miệng. Không có việc gì, Dương Nghị Vân lắc đầu ý bảo, chúng ta đến yêu quang rừng rậm đã bao lâu? Thiên cơ nói, đã nửa năm, người hôn mê nửa năm thời gian. Dương Nghị Vân gật đầu đảo cũng không kinh ngạc, hắn hiện tại đối thời gian đã không như vậy coi trọng, vừa vặn lúc sau không tồn tại thọ nguyên hạn chế, đối với thần linh tới nói chỉ có vô lượng đánh cướp, không có thọ nguyên hạn chế. Đúng rồi, tam mắt cùng A Mãnh đâu? Dương Nghị Vân lại hỏi. Chúng nó ở ngoài động hộ pháp, Thiên Cơ nói. Vậy là tốt rồi, Dương Nghị Vân gật gật đầu, cẩn thận đánh giá một chút hoàn cảnh, lại là phát hiện cái này hốc cây rất lớn, cư nhiên có ước chừng hơn 30 mễ, nói như thế tới đường kính đều 30 là mễ. Phải biết rằng đây là hốc cây trong vòng, cũng không phải là cái gì sơn động. Yêu quang rừng rậm có thể ở thần giới nổi danh có hào, thật là không giống người thường. Có hay không cái gì tình huống dị thường? Dương Nghị Vân hỏi một tiếng. Thiên Cơ cùng Phan Vô Cực tự nhiên biết Dương Nghị Vân sở nghe là ác nhân giúp, Phan Vô Cực mở miệng nói, nửa năm qua không có gì dị thường, chúng ta tìm được hốc cây thực ẩn nấp, là A Mãnh tìm, liền tính là có người tiến vào yêu quang rừng rậm, cũng rất khó phát hiện. Dương Nghị Vân gật đầu tỏ vẻ đã biết, đối này hắn là trong lòng cũng không có nhẹ nhàng, bởi vì chính hắn rõ ràng, truy hắn thế lực nhưng không đơn giản chỉ là ác nhân giúp, chém giết ác nhân giúp 12 danh ác đồ, nói vậy ác nhân giúp là sẽ không bỏ qua. Nơi này khoảng cách thiên thành gần nhất, đã chết 12 cái ác đồ, sớm hay muộn sẽ tìm tới. Có lẽ hiện tại cũng đã có người tiến vào yêu quang rừng rậm, chỉ là tạm thời còn không có tìm được bọn họ. Hắn biết thần tộc cường đại cũng không phải đơn giản như vậy, cho dù là đem thân thể phá hủy, có đôi khi thường thường sẽ có bí pháp đem tin tức truyền bá đi ra ngoài, cho nên nói đúng với hắn chém giết 12 ác nhân giúp ác đồ việc, ác nhân giúp tổng bộ tất nhiên sẽ biết, điểm này hắn trong lòng có sớm có chuẩn bị. Đối với ác nhân giúp kỳ thật Dương Nghị Vân căn bản liền không để ý,